Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 1681, Kỳ Lân sinh tử trận. Long Nguyên bí cảnh, chỗ kia dưới đất chui lên trước cung điện, toàn bộ vàng rực rỡ cung điện được một tầng màu xanh kết giới cho bao phủ lại rồi. Phong Lôi Tông Trần Nguyên Hàn, Kiếm Vũ Sơn Trang Giang Ngọc Đường cùng Tinh Vân Tông Thạch Thiên Ninh đám người, bọn hắn đều cũng không vội vã đi phá tan kết giới. Bọn hắn đang đợi từng người trong môn phái đệ tử chạy tới nơi này, tập hợp mọi người lực lượng cùng đi phá tan kết giới này. Trần Nguyên Hàn đám người nhưng không chút nào biết, Diệp Thần Phong thông qua cung điện bên cạnh cái kia chảy xiết dòng sông, đã là tiến vào cung điện bên trong rồi. Tại Trần Nguyên Hàn bọn hắn xem ra, tiến vào cung điện cửa vào chỉ có cái này cửa chính, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến bên cạnh dòng sông thấp nhất, dĩ nhiên sẽ có một cái đi về cung điện thông đạo. Ở đây Trần Nguyên Hàn thực lực là mạnh nhất, hắn nói ra, chúng ta ngay ở chỗ này kiên nhẫn chờ thêm một ngày, sau một ngày, chúng ta môn hạ đệ tử, mặc kệ có bao nhiêu phát hiện động tĩnh của nơi này đồng thời chạy tới, chúng ta đều muốn động thủ phá tan kết giới. Trần Nguyên Hàn bọn người không ngu xuẩn, thông thường càng lớn cơ duyên, kèm theo nguy hiểm cũng lại càng lớn, bọn hắn đương nhiên hy vọng bên người nhiều hơn chút đối với bọn họ lại trung thành, lại có thể vì bọn họ dò đường người rồi. Thi triển huyết chi nguyền rủa sau đó biến đến mức hoàn toàn như một lão đầu Giang Ngọc Đường, trong con ngươi của hắn thỉnh thoảng thoáng hiện lửa giận, trong đầu hắn một mực phiêu đáng Diệp Thần Phong thân ảnh, trong lòng mãnh liệt lửa giận trước sau không cách nào áp chế xuống, hắn cái kia bàn tay gầy guộc là thật chặt nắm thành quyền đầu, trong miệng hàm răng thật chặt cắn, dường như muốn đem hàm răng của mình đều cắn nát. Trần Nguyên Hàn cười nói, Giang Ngọc Đường, lần này hoàn toàn là các ngươi quá xem thường cái nhỏ. Xúc, sinh. Nếu như sớm biết hắn lĩnh ngộ thập giai kiếm ý, như vậy chỉ sợ hắn chả không cách nào so với làm cho ngươi thi triển huyết chi nguyền rủa. Trên mặt che kín nếp nhăn Giang Ngọc Đường, hắn biết Trần Nguyên Hàn nói một chút cũng không sai. Dù sao thực lực của hắn còn cao hơn Diệp Thần Phong suất không ít, nếu như hắn có thể đủ vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, lấy ra tử chiến chi tâm chiến đấu, như vậy hắn đối với tin mình tuyệt đối có chiến thắng Diệp Thần Phong nắm chắc. Thạch Thiên Ninh cũng mở miệng nói, được rồi, việc đã đến nước này, trước mắt trọng yếu nhất chính là trước mắt cung điện này, cái nhỏ rác rưởi đoán chừng hiện tại không biết núp ở chỗ nào đây. Ta dám khẳng định hắn tuyệt đối không dám tới chỗ này. Tối đa cũng chỉ biết lén lén lút lút ở phía xa nhìn một chút tự ly khai rồi, trừ phi đầu của hắn có vấn đề. Trần Nguyên Hàn cũng gật đầu nói, đúng vậy, liền trước để cái nhỏ. Xúc, sinh sống nhiều một đoạn thời gian đi. Dù sao chỉ cần tại Long Nguyên bí cảnh bên trong, chúng ta sớm muộn cũng sẽ lần nữa gặp phải cái nhỏ. Xúc, sinh, đến lúc đó chúng ta không chỉ có muốn cho hắn tâm cam tình nguyện dập đầu, chúng ta còn muốn cho hắn cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe vậy, Giang Ngọc Đường nhăn nheo bắp thịt trên mặt hơi hơi co giật. Bên trong thân thể của hắn lửa giận thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, hắn cắn răng nghiến lợi quát lên, lần sau gặp mặt chính là cái nhỏ tạp. Loại tử kỳ, mà ở Trần Nguyên Hàn đám người cho rằng Diệp Thần Phong không dám xuất hiện ở nơi này thời điểm. Từ dòng sông dưới đáy thông đạo, tiến vào trong thạch thất Diệp Thần Phong. Hắn quan sát một chút bốn phía, hắn phát hiện cái này nhà đá cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù, hắn liền thận trọng đi ra bên trong thạch thất. Diệp Thần Phong suy đoán cái này nhà đá hẳn là cung điện dưới đáy một tầng, hắn đang đi ra nhà đá sau đó nguyên bản mở tối hoàn cảnh đột nhiên phát sáng lên. Diệp Thần Phong phát hiện mình nằm ở một cái tương tự đại sảnh địa phương, tại bốn phía trên vách tường che kín từng khối hội phát sáng tảng đá. Diệp Thần Phong nhìn thấy ở đại sảnh cuối cùng có một cái thông lên trên cầu thang. Hẳn là chỉ muốn đi hết cầu thang là có thể đến cung điện đại điện rồi. Dưới lòng đất nơi này đại sảnh rất rộng rãi cũng rất yên tĩnh. Yên tĩnh để Diệp Thần Phong có một loại ngực khó chịu cảm giác. Bất quá, muốn đến cầu thang vị trí. Diệp Thần Phong nhất định muốn dựng thẳng xuyên qua đại sảnh. Diệp Thần Phong bước ra bước chân, trong không khí hắn tiếng bước chân nhẹ nhẹ cùng tiếng hít thở cực kỳ rõ ràng, Thiên Kim Chuột Tiểu Kim núp ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Thiên Kim Chuột Tiểu Kim chỉ là phát hiện đáy sông có một con đường, đồng thời nó cảm giác được nơi này có bảo vật, nó liền lập tức trở về Diệp Thần Phong bên người, Tiểu Kim cũng vẫn không có thăm dò qua bên trong cung điện này. Làm Diệp Thần Phong không ngừng bước chân thời điểm. Dưới lòng đất nơi này đại sảnh nhiệt độ chung quanh đột nhiên lên cao, từ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng cái to bằng móng tay hình tròn hố,
những này hình tròn hố trong nháy mắt được một cái màu đỏ dây nhỏ nối liền với nhau, trên mặt đất tạo thành một cái đồ án màu đỏ. Mà giờ khắc này Diệp Thần Phong vừa vặn đứng ở nơi này cái đồ án chính giữa giữa. Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy tình huống không ổn, hắn muốn phải nhanh chóng xuyên qua đại sảnh. Nhưng vẫn là đã chậm một bước, một đầu to lớn hỏa kỳ lân đột nhiên xuất hiện, chặn lại rồi Diệp Thần Phong đường đi. Diệp Thần Phong liếc mắt là đã nhìn ra này hỏa kỳ lân hẳn là một loại nào đó ảo giác, nhưng này ảo giác không khỏi cũng quá giống như thật chứ. Toàn bộ hỏa kỳ lân trên người được cháy hừng hực hỏa diễm cho bao quanh. Tại con thứ nhất hỏa kỳ lân xuất hiện sau đó toàn bộ bên trong đại sảnh không ngừng đột nhiên xuất hiện hỏa kỳ lân ảo giác, hơn nữa những này ảo giác thượng đều tràn ngập chân chính hỏa kỳ lân khí tức. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ dưới đại sảnh đã bị hỏa kỳ lân ảo giác cho tràn ngập rồi. Diệp Thần Phong đường đi được chắn được nghiêm nghiêm thật thật. Kỳ lân sinh tử trận. Tiểu gia hỏa, xem tới nơi này bị người bố trí một cái trận pháp, muốn đi tới một đầu khác cửa thang lầu, ngươi liền tất cần phải phá tan trận pháp này. Này kỳ lân sinh tử trận một sống một chết, an toàn rời đi kỳ lân sinh tử trận bộ pháp chỉ có một loại. Chỉ cần ngươi bước sai một bước, những này ảo giác hỏa kỳ lân đều sẽ lập tức hướng về ngươi phát động công kích. Này kỳ lân sinh tử trận power cũng không tục a hát, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy những này ảo giác, ẩn chứa chân chính hỏa kỳ lân khí tức. Bố trí kỳ lân sinh tử trận, là cần dùng chân chính hỏa kỳ lân huyết làm mắt trận. Chỉ cần ngươi đứng đấy không nổi, những này hỏa kỳ lân ảo giác thì sẽ không công kích ngươi, nhưng ngươi một khi đi chuyển động, như vậy ngươi nhất định phải mỗi một bước đều đi đúng, chỉ cần đi nhầm một bước, ngươi liền sẽ lập tức được kỳ lân sinh tử trận cho thôn phệ. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu thản nhiên vang lên. Tại Lão Bạch dứt tiếng thời khắc, Lão Hắc Giang Vận Thiên lại mở miệng, tiểu tử, trực tiếp đem thiên kim chuột thả trên mặt đất đi. Ngươi chỉ muốn đi theo thiên kim chuột đi là được rồi, trên thế giới này chỉ cần có cửa ra địa phương, bằng vào thiên kim chuột năng lực, ngươi chỉ muốn đi theo nó đi là được rồi. Ngươi trong lồng ngực con này thiên kim chuột, tuy rằng năng lực so với chân chính viễn cổ thiên kim chuột phải yếu hơn rất nhiều, thế nhưng khiến nó tìm tới chính xác rời đi kỳ lân sinh tử trận con đường, cũng còn là không có vấn đề quá lớn. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lập tức đem thiên kim chuột tiểu kim đặt ở trên mặt đất. Tiểu kim cũng cảm thấy Diệp Thần Phong ý nghĩ, trong miệng nó tại phát ra chít chít. Một tiếng sau đó nó bằng vào cực độ cường hãn khứu giác cùng đối với linh khí siêu cường năng lực cảm ứng, nó có thể cảm giác được này kỳ lân sinh tử trong trận, chỗ nào linh khí lại yếu kém nhất. Bình thường tại trong trận pháp linh khí nồng nặc chính là đại diện cho nguy hiểm, thế nhưng liền ngay cả cường giả cũng không cách nào cảm giác được trong trận pháp linh khí mạnh yếu địa phương, điểm này chỉ có thiên kim chuột loại này đặc thù yêu thú có thể làm được. Thiên kim chuột tiểu kim bắt đầu chậm rãi đi về phía trước chuyển động, Diệp Thần Phong là thận trọng đi theo thiên kim chuột phía sau, thân thể của hắn thỉnh thoảng cùng hỏa kỳ lân ảo giác sát vai mà qua, nhưng những này hỏa kỳ lân vốn là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Nói như vậy, Diệp Thần Phong đi theo thiên kim chuột đi mỗi một bước đều đi đúng rồi. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền theo thiên kim chuột xuyên qua đại sảnh, đi tới thông lên trên cửa thang lầu. Có thể nói thông qua kỳ lân sinh tử trận quá trình là hữu kinh vô hiểm. Chính lúc Diệp Thần Phong muốn dẫn thiên kim chuột hướng về trên thang lầu đi đến thời điểm, Diệp Thần Phong trong lòng đột nhiên toát ra một cái nguy hiểm ý nghĩ, ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm kỳ lân sinh tử trận. Hắn hiện tại cần nhất chính là tăng cao thực lực, tăng lên sức chiến đấu rồi. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng cảm thấy Diệp Thần Phong nội tâm ý nghĩ, Lão Hắc Giang Vận Thiên không chút do dự mắng, tiểu tử, lẽ nào ngươi điên rồi sao? Trong lòng dĩ nhiên bốc lên loại ý nghĩ này đến. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng mở miệng nói, tiểu gia hỏa, trong lòng ngươi ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng, ta cùng Lão Hắc lúc còn trẻ cũng không có ngươi như thế không muốn sống qua. Mà Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm kỳ lân sinh tử trận con ngươi là càng thêm lóe sáng rồi, hắn nhếch miệng cười nói, Lão Bạch, Lão Hắc, không thử xem làm sao biết kết quả đây. Lại nói ta muốn đi con đường nhất định là so với lên trời cũng khó khăn thượng gấp mấy trăm lần, ta không thể buông tha bất luận cái nào tăng cao thực lực cùng tăng lên sức chiến đấu cơ hội. Lẽ nào các ngươi không cho là như vậy sao? Chương 1682, Lĩnh Ngộ Kỳ Lân Áo Nghĩa. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên, hai người bọn họ là một trận không nói gì. Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng là muốn lĩnh ngộ kỳ lân áo nghĩa.
Vạn năm hỏa vẫn chính là hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân tiên huyết ngâm mà thành, lúc trước Diệp Thần Phong dùng vạn năm hỏa vẫn luyện chế hỏa vẫn kiếm, hắn từ đó cảm thấy hỏa phượng hoàng khí tức, đồng thời tại do vận may run rủi lĩnh ngộ phượng hoàng áo nghĩa. Lúc trước Diệp Thần Phong muốn sát theo đó lĩnh ngộ kỳ lân áo nghĩa, nhưng khi đó Diệp Thần Phong không chút nào cảm giác không ra hỏa vẫn trong kiếm hỏa kỳ lân hơi thở. Trước mắt không phải là một cái cơ hội tuyệt hảo ma. Nếu kỳ lân sinh tử trong trận ẩn chứa chân chính hỏa kỳ lân khí tức, như vậy Diệp Thần Phong sao không mạo hiểm một lần đâu này. Dù sao áo nghĩa tại lão Bạch cùng lão Hắc trong miệng là cực kỳ kiểu như châu bò tồn tại. Diệp Thần Phong nhớ rõ lúc trước lão Bạch cùng lão Hắc đã nói, tại bọn hắn thời đại kia, hai người bọn họ là duy nhất từng người lĩnh ngộ năm loại áo nghĩa người, cùng hai người bọn họ cùng một thời đại thiên tài, tối đa cũng chỉ là lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa. Một lát sau, lão Hắc Giang Vận Thiên mới lại nói, tiểu tử, chúng ta không phải đã sớm đã nói với ngươi sao? Áo nghĩa không phải trên đường cái nát cải trắng, cũng không phải ngươi muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ, năm đó ta cùng lão Bạch lúc lớn cỡ như ngươi vậy, chúng ta cũng mới lĩnh ngộ loại thứ nhất áo nghĩa đây. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng mở miệng nói, tiểu gia hỏa, áo nghĩa đối ngươi bây giờ tới nói nhiều nhất đưa đến phụ trợ tác dụng, chỉ có ngươi đã tới niết bàn cảnh, chúng ta mới có thể đem áo nghĩa chân chính cách dùng truyền thụ cho ngươi, cho nên ngươi không cần phải gấp gáp lĩnh ngộ còn lại áo nghĩa. Lại nói này kỳ lân sinh tử trận không phải là đùa giỡn. Diệp Thần Phong trong con ngươi thần sắc kiên định từ đầu đến cuối không có dao động, này làm cho lão Bạch cùng lão Hắc không khỏi thở dài đồng thời, trong lòng bọn họ lại cực kỳ vui mừng. Bởi vì muốn vượt qua tất cả mọi người, đến không người có thể đến sống mãi, nhất định muốn nắm giữ một viên bản thạch chi tâm. Ta còn là muốn thử một chút, trước đó ta thi triển hai lần bất tử kim thân, ta bây giờ còn có thể thi triển một lần cuối cùng là bất tử kim thân, ta sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn, nếu như ta không cách nào lĩnh ngộ kỳ lân áo nghĩa. Như vậy ta sẽ thả vứt bỏ. Diệp Thần Phong bình thản mở miệng nói. Diệp Thần Phong đem thiên kim chuột tiểu kim đặt ở trên bậc thang, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra hỏa vẫn kiếm, hắn hy vọng có thể kích thích ra hỏa vẫn trong kiếm kỳ lân khí tức. Như vậy hắn lĩnh ngộ kỳ lân áo nghĩa có lẽ sẽ tương đối nhẹ nhõm một ít. Diệp Thần Phong tại điều chỉnh một cái hô hấp sau đó hắn liền lần nữa tiến vào kỳ lân sinh tử trong trận, tất cả hỏa kỳ lân ảo giác vẫn không có biến mất, Diệp Thần Phong trong đầu đã nhớ kỹ rời đi kỳ lân sinh tử trận chính xác lộ tuyến. Diệp Thần Phong nhất định muốn cùng những này hỏa kỳ lân tiếp xúc. Hắn mới có thể bản thân cảm giác được ẩn chứa trong đó hỏa kỳ lân khí tức. Cho nên, Diệp Thần Phong tại bước vào kỳ lân sinh tử trong trận sau đó hắn cố ý đạp sai rồi một bước. Những kia nguyên bản đứng bất động đứng nguyên tại chỗ hỏa kỳ lân ảo giác, chúng nó phảng phất trong nháy mắt sống. Từng con hỏa kỳ lân ảo giác ngọn lửa trên người trở nên càng thêm mãnh liệt, tại đây chút hỏa kỳ lân ảo giác đều động lúc thức dậy. Lão Bạch cùng lão Hắc không khỏi âm thầm nói ra, người điên, thật là thằng điên. Diệp Thần Phong trong tay nắm thật chặt hỏa vẫn kiếm, chỉ thấy chung quanh hắn ba con hỏa kỳ lân, một mạch hướng về thân thể của hắn đánh tới. Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp hai hỏa chi kiếm ý cùng Phượng Hoàng áo nghĩa không ngừng vận chuyển. Liên tiếp sử dụng tới Phượng Hoàng dương cánh đến. Diệp Thần Phong chỉ có thể là trung hòa mất một ít hỏa kỳ lân ảo giác xung kích ở trên người hắn sức mạnh. Phải biết toàn bộ dưới bên trong đại sảnh là bị hỏa kỳ lân ảo giác cho tràn ngập được rồi. Chỉ là chốc lát thời gian. Diệp Thần Phong trên người đã là vết thương chồng chất rồi, cả người có phần lảo đảo được rồi. Hắn trên thân thể đâu đâu cũng có vết bỏng vết tích, bên trong thân thể huyết dịch hoàn toàn trở mình vọt lên. Diệp Thần Phong vừa vặn là toàn lực đánh ra ngăn cản, bất quá, mỗi một lần hỏa kỳ lân ảo giác xung kích tại trên người hắn. Là hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được nồng nặc hỏa kỳ lân khí tức, mà trong tay hắn hỏa vẫn trong kiếm nhưng vẫn là không chút nào hỏa kỳ lân khí tức lộ ra đến. Kỳ lân sinh tử trận cũng sẽ không cho Diệp Thần Phong bất kỳ thở dốc cơ hội. Hỏa kỳ lân ảo giác là không ngừng công kích Diệp Thần Phong, theo thời gian từ từ chuyển rời, những này hỏa kỳ lân ảo giác power cũng đang không ngừng tăng lên, Diệp Thần Phong cũng không ngừng thi triển thập giai bất khuất kiếm ý cùng Phượng Hoàng dương cánh. Nhưng, Diệp Thần Phong chống đối quá mức như muối bỏ biển rồi, vết thương trên người hắn là càng ngày càng nhiều, trong đầu ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, hắn trực tiếp cắn nát đầu lưỡi ta của mình, để cho mình tỉnh táo một chút đồng thời, hắn thi triển ra một lần cuối cùng là bất tử kim thân.
Theo, bất tử kim thân thi triển, Diệp Thần Phong trong nháy mắt được một tầng hào quang màu vàng cho bao phủ lại rồi, hắn trên người vết thương dùng một loại tốc độ cực nhanh khép lại, cả người là hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này, mỗi một đầu hỏa kỳ lân ảo giác thượng thật khí thế lại tăng lên nữa, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, hết thảy hỏa kỳ lân ảo giác thật khí thế liền tăng lên tới một loại cực kỳ đáng sợ độ cao, bên trong đại sảnh hết thảy hỏa kỳ lân ảo giác đều đối này đúng Diệp Thần Phong. Vừa vặn những này hỏa kỳ lân ảo giác vẫn là ba con hai đầu đối Diệp Thần Phong triển khai công kích, có thể trước mắt tình thế đến xem, những này hỏa kỳ lân ảo tưởng yếu đồng thời thôn vệ Diệp Thần Phong rồi. Những khí thế này tăng lên hỏa kỳ lân ảo giác, bây giờ e sợ trong đó một đầu đơn độc đối Diệp Thần Phong triển khai công kích, Diệp Thần Phong đều phải khó mà chống đỡ, chớ nói chi là hết thảy hỏa kỳ lân ảo giác đồng thời công kích. Diệp Thần Phong trong tay vẫn cứ nắm chặt hỏa vẫn kiếm, trải qua vừa nãy hắn không ngừng cùng hỏa kỳ lân ảo giác tiếp xúc, hắn cảm giác được hỏa kỳ lân khí tức là càng ngày càng nhiều, hắn đem cảm ứng được hỏa kỳ lân khí tức hướng về hỏa vẫn trong kiếm dẫn dắt. Mà lúc này, ở đây hết thảy hỏa kỳ lân ảo giác đồng thời hướng về Diệp Thần Phong đánh tới. Nếu như Diệp Thần Phong được vỗ chúng lời nói, như vậy hắn là chắc chắn phải chết rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, lão Bạch, chuẩn bị kỹ càng giúp tiểu tử này thoát ly kỳ lân sinh tử trận đi. Đã sớm từng nói với hắn rồi, áo nghĩa không phải dễ dàng như vậy là có thể lĩnh ngộ, chớ nói chi là loại này quả thực tương đối cao áo nghĩa rồi. Hết thảy hỏa kỳ lân ảo giác là càng dựa vào càng gần, mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ bị hỏa kỳ lân ảo giác cắn nuốt mất rồi. Đột nhiên, Diệp Thần Phong từ hỏa vẫn trong kiếm cảm thấy hỏa kỳ lân khí tức, cái này hỏa vẫn kiếm chính là Diệp Thần Phong tự tay luyện chế, tại hỏa vẫn trong kiếm sản sinh hỏa kỳ lân hơi thở thời điểm, Diệp Thần Phong trong nháy mắt liền tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Lão Bạch Ngô Phong dỗi dành lập tức nói ra, lão Hắc, trước tiên chờ một lát. Lão Hắc Giang Vận Thiên vừa định muốn nói không có thời gian đợi thời điểm, từ trên người Diệp Thần Phong đột nhiên tản ra nhất cổ hỏa kỳ lân khí tức, chỉ là mấy cái trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đã bị hỏa kỳ lân khí tức cho bao trùm rồi. Bây giờ Diệp Thần Phong giống như một đầu nằm dạp đã lâu hỏa kỳ lân, hắn mỗi lần hít thở giữa đều tràn đầy hỏa kỳ lân khí tức. Những hỏa kỳ lân đó ảo giác trong nháy mắt ngừng lại, bởi vì bọn chúng chút nào không cảm giác được Diệp Thần Phong tồn tại. Bây giờ Diệp Thần Phong trên người tràn ngập hỏa kỳ lân khí tức, những này ảo giác hoàn toàn coi Diệp Thần Phong là làm là đồng loại. Diệp Thần Phong cảm ứng trong cơ thể mình hỏa kỳ lân khí tức, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười vui vẻ, hắn biết mình là lĩnh ngộ kỳ lân áo nghĩa rồi. Hắn thử đem phượng hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo nghĩa đồng thời vận chuyển, tại hai loại áo nghĩa đồng thời vận chuyển trong nháy mắt, trong cơ thể hắn cấp hai hỏa chi kiếm ý cũng biến thành xuẩn xuẩn dục động. Cấp 2 hỏa chi kiếm ý dĩ nhiên không có dấu hiệu nào khóa nhập cấp 3 tầng thứ. Hắn đem cấp 3 hỏa chi kiếm ý cũng cùng một chỗ vận chuyển. Chung quanh thân thể hắn nhiệt độ là đột nhiên kéo lên. Dù sao hỏa phượng hoàng, hỏa kỳ lân cùng hỏa chi kiếm ý đều là đại diện cho nhiệt độ cao. Trong tay hắn hỏa vẫn kiếm vung ra. Oanh, 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 bạo động âm thanh không ngừng vang lên. Chỉ thấy 3 con hỏa phượng hoàng cùng 3 con hỏa kỳ lân trong nháy mắt bỗng dưng ngưng tụ. Hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân đều cực kỳ chân thực, từ đó đều ẩn chứa hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân khí tức, chúng nó cực kỳ tấn mãnh hướng về một đầu hỏa kỳ lân ảo giác đánh tới. Một tiếng, mặt đất nhất thời lay động một chút. Sát theo đó, đầu kia hỏa kỳ lân ảo giác trong nháy mắt phai mờ rồi. Có thể tưởng tượng được một chiêu này power lớn đến mức nào rồi. Mà lão Hắc Giang Vận Thiên ấp a ấp úng âm thanh âm vang lên, ngươi. Ngươi tiểu tử này, còn thật sự được ngươi lĩnh ngộ kỳ lân áo nghĩa. Hơn 20 tuổi lĩnh ngộ hai loại cao cấp áo nghĩa, ngươi khiến người khác sống thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1683, Dược Trì, Long Thần Điện. Một lần nữa trở về cửa thang lầu Diệp Thần Phong. Nguyên bản ở tại trên thang lầu Thiên Kim chuột Tiểu Kim, nó nhanh chóng tháo chạy trở về Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Diệp Thần Phong không nghĩ tới tại Phượng Hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo đầu đồng thời vận chuyển thời điểm, hắn cấp 2 hỏa chi kiếm ý cũng khóa nhập cấp 3 tầng thứ, này ngược lại là cho hắn một cái không sai kinh hỉ. Phượng Hoàng áo nghĩa cùng kỳ lân áo nghĩa đều là hỏa thuộc tính áo nghĩa, không cách nào ra chỉ tại hàn băng kiếm ý cùng bất khuất kiếm ý bên trên,
Diệp Thần Phong vừa vặn chỉ là muốn thử đem hai loại áo nghĩa đồng thời ra chỉ tại hỏa chi kiếm ý thượng, không nghĩ tới cuối cùng lại còn thật sự thành công. Tuy rằng Phượng Hoàng áo nghĩa cùng Kỳ Lân áo nghĩa ra chỉ tại hỏa chi kiếm ý thượng, chỉ là đưa đến phụ trợ tính tác dụng, căn cứ Lão Bạch cùng Lão Hắc từng nói, này còn không phải áo nghĩa uy lực thực sự, nhưng là có hai loại áo nghĩa đồng thời ra chỉ, cấp 3 hỏa chi kiếm ý power càng nhưng đã mơ hồ vượt qua thập giai bất khuất kiếm ý, lại tăng thêm hỏa vẫn kiếm đối hỏa chi kiếm ý power cũng có bổ trợ. Bất quá, Diệp Thần Phong đoán chừng cho dù dùng thanh vân kiếm thi triển vừa vặn một chiêu kia, kỳ uy lực cần phải cũng so với thập giai bất khuất kiếm ý mạnh hơn một chút như vậy. Nguyên bản đơn riêng chỉ là đem Phượng Hoàng áo nghĩa ra chỉ tại hỏa chi kiếm ý thượng, kỳ uy lực yếu kém xa tít tắp thập giai bất khuất kiếm ý, thế nhưng Phượng Hoàng áo nghĩa cùng Kỳ Lân áo nghĩa đồng thời ra chỉ, hai loại áo nghĩa phảng phất tạo thành một loại ăn ý liên hệ, power dĩ nhiên gấp bội không ngừng gia tăng rồi, có thể thấy được áo nghĩa xác thực là đồ tốt ha ha. Hiện tại Diệp Thần Phong chờ mong tương lai Lão Bạch cùng Lão Hắc đem áo nghĩa chân chính thi triển phương pháp truyền thụ cho hắn. Diệp Thần Phong đem Phượng Hoàng áo nghĩa cùng Kỳ Lân áo nghĩa ra chỉ tại hỏa chi kiếm ý thượng chiêu thức lấy một cái tên, bởi vì Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân đều là thần thú, cho nên một cái che tựu kêu là thần thú phá thiên. Đương nhiên Kỳ Lân áo nghĩa cũng là có thể cách độc ra chỉ tại hỏa chi kiếm ý thượng, đơn độc ra chỉ Kỳ Lân áo nghĩa chiêu thức, Diệp Thần Phong đặt tên là Kỳ Lân xung kích. Bởi vì lĩnh ngộ Kỳ Lân áo nghĩa, này Kỳ Lân sinh tử trận đối Diệp Thần Phong là không hề có tác dụng rồi, chỉ cần Diệp Thần Phong trong thân thể vận chuyển Kỳ Lân áo nghĩa để trên người mình thấu lộ ra hỏa Kỳ Lân khí tức, như vậy Kỳ Lân sinh tử trong trận hỏa Kỳ Lân ảo giác liền tuyệt đối sẽ không công kích hắn. Tiểu tử, ngươi cũng không nên quá đắc ý, ngươi chỉ là đạp số chó ngáp phải ruồi mà thôi. Lão Hắc Giang Vận Thiên ước ao ghen tị nói. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng thở dài nói, tiểu gia hỏa, xem ra sự điên cuồng của ngươi xác thực có thể mang cho ngươi đến vận may, như vậy ngươi liền một đường điên cuồng đi xuống đi. Ta rất chờ mong tương lai ngươi trèo lên đỉnh một ngày. Diệp Thần Phong đem hỏa vẫn kiếm thả lại trong túi càn khôn, hắn đối Lão Hắc cùng Lão Bạch lời nói là cười cười mà qua, bây giờ Lão Bạch, Lão Hắc cùng hắn trong lúc đó rõ ràng cho thấy cũng vừa là thầy vừa là bạn, nếu Kỳ Lân áo nghĩa đã lĩnh ngộ, như vậy Diệp Thần Phong cũng không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này. Diệp Thần Phong mang theo mũi tên kim thử tiểu kim hướng về trên thang lầu đi đến. Cầu thang bên trong tia sáng có phần tối tăm lại đi ước chừng sau 3 phút. Diệp Thần Phong vừa ý mới có tia sáng xuất hiện, hắn lập tức bước nhanh hơn. Trước đó, Diệp Thần Phong suy đoán quả nhiên không có sai, hắn vừa vặn vị trí chính là cung điện đáy ngọn nguồn tầng tiếp theo, hắn từ một cái hình vuông cửa động bên trong đi ra, vừa vặn đã tới cung điện bên trong đại điện. Toàn bộ đại điện đều là hiện ra màu vàng, bất kể là trên mặt đất tấm gạch, vẫn là hai bên cự cây cột lớn. Diệp Thần Phong đánh giá một lần đại điện bốn phía, hắn nhìn thấy cung điện này từ trái sang phải tổng cộng có hai cái gian phòng cực lớn, tại đại điện ngoài cùng bên phải nhất còn có một cái đi về lầu hai cầu thang. Diệp Thần Phong biết hiện tại không phải là làm lỡ thời gian thời điểm, cung điện phía ngoài Trần Nguyên Hàn đám người không biết lúc nào sẽ phá tan kết giới, tiến vào trong cung điện đến. Diệp Thần Phong không chút do dự đi vào bên trái gian phòng thứ nhất bên trong, chỉ thấy bên trong gian phòng có một cái hình vuông cự ao lớn. Ở trong ao là một loại chất lỏng màu xanh lục, từ đó không ngừng có nồng nặc mùi thuốc bồng bềnh đi ra. Tại Diệp Thần Phong bước vào bên trái gian phòng thứ nhất trong nháy mắt, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh có phần không bình tĩnh mở miệng, đây chẳng lẽ là rồng ở trong truyền thuyết nhảy dịch. Lão Hắc Giang Vận Thiên tâm tình cũng hết sức tăng vọt, hắn nói ra ta đã từng cũng đang cổ tịch thượng từng thấy long đằng dịch giới thiệu bất kể là màu sắc vẫn là trong đó bồng bềnh đi ra ngoài dược lực. Này đều cùng cổ tịch thượng ghi lại giống nhau như đúc, chỉ là nơi này long đằng dịch dược lực còn sót lại không bao nhiêu rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói tiếp, nói như vậy chỗ này cung điện phải là rồng ở trong truyền thuyết thần điện rồi, chỉ tiếc long tộc ở mảnh này tổ địa đã biến mất rồi không biết bao nhiêu năm nguyệt rồi, này long bên trong thần điện hiệu quả cũng sẽ không cường đi nơi nào. Diệp Thần Phong nghe trong đầu Lão Bạch cùng Lão Hắc trò chuyện, hắn lập tức hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, cái gì là long đằng dịch? Này long thần điện lại là cái gì? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, căn cứ cổ tịch thượng ghi chép, tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, long tộc mạnh mẽ là bất kỳ loại tộc đều không cách nào so sánh, này trong long tộc long thần điện chính là nhanh chóng tăng cao thực lực địa phương. Có người nói lúc trước long tộc cách mỗi 20 năm liền sẽ mở ra một lần long thần điện chọn 10 tuổi dưới,
thực lực đến tạo hóa cảnh thiên tài, tiến vào Long Thần Điện tiếp thu thử thách cùng tẩy lễ, phàm là có thể tiến vào Long Người của Thần Điện, khắp mọi mặt thực lực đều sẽ mức độ lớn dâng lên, thậm chí có thể từ tạo hóa cảnh một đường bước vào Niết Bàn cảnh, lúc đó Long tộc cường thịnh không phải là tùy tiện nói một chút. Kỳ thực Lão Bạch trong lòng còn có một câu nói không có nói ra, cái kia chính là lúc trước Long tộc tiến vào Long Thần Điện đệ tử thiên tài, thậm chí có thể trực tiếp từ tạo hóa cảnh vượt qua đến vượt qua Niết Bàn cảnh, nhưng có một số việc bây giờ còn không phải lúc cùng Diệp Thần Phong giải thích. Cho dù như thế Diệp Thần Phong trong lòng cũng là chấn động vô cùng được rồi. 10 tuổi bên dưới Niết Bàn cảnh cường giả, này Long tộc quả thực chính là một cái biến thái loại tộc, chẳng trách ngay cả trời cao đều không nhìn nổi phải đem Long tộc cho diệt tuyệt. Khi biết Long Thần Điện tác dụng sau, Diệp Thần Phong trong lòng là kích động, hắn nói ra cái ao này trong Long đằng dịch có tác dụng gì. Lão Hắc Giang Vận Thiên không vui nói, Lục tiểu tử, ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta xem chỗ này Long Thần Điện đã sớm liền năm đó một phần vạn hiệu quả cũng không phát huy ra được rồi, đoán chừng liền cho ngươi đột phá đến luân hồi cảnh cũng không làm được rồi. Bất quá, tối thiểu có thể làm cho thực lực của ngươi hơi chút tăng lên một chút, cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu, vậy thì muốn xem Long bên trong thần điện trả lưu lại bao nhiêu năng lượng. Về phần này Long đằng dịch chính là đơn độc tăng lên thịt thân cường độ, ngươi chỉ cần đi vào Long đằng dịch trong, tại trong thân thể vận chuyển chiến vương cường thân quyết, ngươi thì có thể nhanh chóng hấp thu Long đằng dịch bên trong năng lượng, dùng này đến cho ngươi mỗi thịt thân cường độ không ngừng tăng lên. Khi nghe đến Lão Hắc giải thích sau đó Diệp Thần Phong trong lòng thất vọng tâm tình chợt lóe lên, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là đem chỗ này Long Thần Điện trước tiên quét ngang một lần, tại Phong Lôi Tông Trần Nguyên Hàn đám người tiến vào trước khi. Diệp Thần Phong cả người trực tiếp đi vào trong dược trì, này màu xanh lá long đằng dịch nhiệt độ lành lạnh man mát, không để cho Diệp Thần Phong cảm giác được quá nhiều không khỏe. Thư thích mùi thuốc không ngừng bay vào Diệp Thần Phong trong lỗ mũi. Nhưng tại hắn trong thân thể đã vận hành lên chiến vương cường thân quyết sau. Diệp Thần Phong thân thể phảng phất bỗng nhiên được mở ra một cái cự đại lỗ hổng, này dược trì bên trong năng lượng mãnh liệt chảy vào hắn trong thân thể. Mà có nguyên bản lành lạnh man mát long đằng dịch, nhiệt độ trở nên khi thì lạnh lẽo đến xương, phảng phất có thể đóng băng Diệp Thần Phong mỗi một cái gân mạch, khi thì lại trở nên nóng rực cực kỳ, phảng phất có thể đốt cháy hủy Diệp Thần Phong mỗi một cái gân mạch. Diệp Thần Phong hàng giữa nằm ở băng hỏa hai tầng chi bên trong. Bây giờ Diệp Thần Phong thịt thân cường độ tại luân hồi cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Thế nhưng tại vận chuyển lên chiến vương cường thân quyết, long đằng dịch tại phát huy ra cực hạn tác dụng sau đó cho dù Diệp Thần Phong nhiễm thân cường độ cường hãn như vậy rồi, thế nhưng hắn mỗi một da thịt, mỗi một tấc bắp thịt cùng mỗi một tấc xương đều có một loại đau đớn kịch liệt, phảng phất da thịt được từng tấc xé nứt ra, bắp thịt được từng tấc cắn nát rồi. Mà xương nhưng là được một tấc nghiền nát rồi. Diệp Thần Phong cái trán cùng trên gương mặt là mồ hôi rơi như mưa, trong miệng cắn răng thật chặt răng, trên trán là nổi gân xanh. Này cùng nhau đi tới, Diệp Thần Phong sự nhẫn nại là vô cùng cường đại rồi, vì có thể làm cho chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, chút hành hạ này đối với hắn mà nói đã không coi là cái gì. Da thịt xé nứt ra vừa nặng hợp, bắp thịt cắn nát lại khép lại, xương nghiền nát lại ngưng tụ. Như thế vòng đi vòng lại, long đằng dịch bên trong năng lượng cuồn cuộn không đoạn tại chảy vào Diệp Thần Phong trong thân thể, Diệp Thần Phong thịt thân cường độ bình cảnh được giải khai. Thịt của hắn thân cường độ trong nháy mắt theo luân hồi cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, thuận lợi khóa nhập luân hồi cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Hơn nữa thịt thân cường độ tăng lên chả cũng không có đình chỉ, trái lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Chương 1684, tăng cao thực lực hy vọng. Chiến vương cường thân quyết tổng cộng chia làm vì 5 tầng. Một cái đến 5 tầng đều là không ngừng cường hóa nhục thân, nhưng chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 3, liền có thể từ đó lĩnh ngộ được một chiêu tên là chiến vương nộ. Chiêu thức, chiến vương nộ có thể theo chiến ý càng ngày càng nồng nặc, càng chiến càng hăng, có thể nói chiến vương nộ một chiêu này là gặp mạnh thì mạnh, gặp nhược thì yếu. Dược trì bên trong, Diệp Thần Phong ngâm ở long đằng dịch bên trong. Trên mặt của hắn che kín thần sắc thống khổ, trong cơ thể hắn chiến vương cường thân quyết vận chuyển một khắc đều không có đình chỉ qua. Diệp Thần Phong nhục thân cường độ cũng là liên tục tăng lên. Theo luân hồi cảnh nhị trọng thiên trung kỳ nhục thân cường độ, lại khóa nhập luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ nhục thân cường độ, sau đó lại thừa thế xông lên khóa nhập luân hồi cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong nhục thân cường độ.
Đồng thời Diệp Thần Phong Chiến Vương Cường Thân Quyết cũng đột phá tầng thứ nhất, chính thức khóa nhập tầng thứ hai. Tuy rằng trong dược trì long đằng dịch màu sắc đang từ từ trở thành nhạt rồi, nhưng trong đó dược lực vẫn cứ đang không ngừng chảy vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Mỗi tăng lên một lần nhục thân cường độ, Diệp Thần Phong da thịt, huyết nhục, gân mạch cùng xương cốt đều muốn thừa nhận một lần nát tan đến khép lại quá trình, cái cảm giác này có thể dùng chết đi sống lại hình dung rồi. Ước chừng nửa giờ sau, trong dược trì long đằng dịch màu sắc triệt để cỡ ra, mà ngâm tại trong dược trì Diệp Thần Phong, hắn quần áo trên người hoàn toàn bị dược lực cho hủ thực, bất quá, thanh vân kiếm nhưng vẫn là treo ở phía sau lưng của hắn thượng đây. Về phần thiên kim chuột tiểu kim nhưng là tại dược trì bên đang ngồi yên lặng. Nguyên bản nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên mở mắt ra, từ trong con ngươi của hắn tránh qua hai đạo tinh quang. Dầm ào ào. Một tiếng, bọt nước tung tóe. Diệp Thần Phong từ trong dược trì đi ra, từ trong máu thịt của hắn tản ra nhất cổ sức mạnh cường hãn. Làn da của hắn mịn màng cực kỳ, bắp thịt cũng cực kỳ cân xứng, bất quá, từ hắn cái này cụ nhìn như phổ thông bên trong thân thể, lại ẩn chứa một loại cực hạn lực bộc phát. Bùm bùm. Diệp Thần Phong uốn éo nhúc nhích một chút thân thể, từ xương của hắn bên trong không ngừng phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Một quyền nhanh chóng vung ra. Oanh! Một tiếng. Nắm đấm không khí chung quanh trong nháy mắt được rút khô, mà khoảng cách Diệp Thần Phong nắm đấm có xa 4 mét vách tường. Ở trên vách tường trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt đồng thời, lại đột nhiên bạo liệt ra. Phải biết Diệp Thần Phong không chút nào vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông. Hắn vừa vặn cú đấm kia là thuần túy sức mạnh thân thể, mà xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt vách tường. Cũng không phải dùng phổ thông tài liệu xây thành. Diệp Thần Phong cách không dựa vào quyền phong liền để trên vách tường xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt đồng thời nổ tung rồi, này đủ để chứng minh một quyền này của hắn cường hãn. Tại vừa vặn Diệp Thần Phong nhục thân cường độ đột phá đến luân hồi cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong sau, theo không ngừng hấp thu long đằng dịch dược lực. Cơ thể hắn cường độ là một đường hát vang tiến mạnh, khóa nhập luân hồi cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Tiếp lấy, Diệp Thần Phong nhục thân cường độ lại đột phá luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, khóa nhập luân hồi cảnh tứ trọng thiên tầng thứ, cuối cùng cơ thể hắn cường độ vững vàng đứng tại luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Mà Chiến Vương Cường Thân Quyết cũng đã tới tầng thứ hai đỉnh phong, chỉ cần sẽ tìm một thích đương thời cơ, Chiến Vương Cường Thân Quyết thì có thể bước vào tầng thứ ba rồi. Tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thực lực, nhưng có luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong nhục thân cường độ. E sợ trên đất huyền giới không cách nào nữa tìm ra cái thứ hai giống như Diệp Thần Phong người rồi. Diệp Thần Phong từ trong túi càn khôn lấy ra một cái trường sam màu đen, tại đem trường sam màu đen sau khi mặc vào, hắn liền rời đi trong căn phòng này. Trong dược trì long đằng dịch đã bị hấp thu sạch sẽ, trong căn phòng này không còn gì khác đối Diệp Thần Phong có trợ giúp đồ vật. Tại Diệp Thần Phong nhục thân cường độ tăng lên tới luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong sau đó lão Hắc Giang Vận Thiên lại mở miệng, không nghĩ tới dược lực không còn lại nhiều ít long đằng dịch, dĩ nhiên cũng có thể để tiểu tử ngươi đột phá đến luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong nhục thân cường độ, có thể tưởng tượng được dược lực sung túc long đằng dịch lời nói, cái kia có thể để cho cơ thể ngươi cường độ tăng lên tới cái gì tầng thứ. Diệp Thần Phong nguyên bản chính đắm chìm tại nhục thân cường độ tăng lên trong vui sướng. Được lão Hắc Giang Vận Thiên vừa nói như thế, hắn nhất thời không có gì để nói rồi. Dưới cái nhìn của hắn nếu như là dược lực sung túc long đằng dịch, e sợ có thể làm cho cơ thể hắn cường độ tăng lên tới niết bàn cảnh chứ. Thậm chí là vượt qua niết bàn cảnh. Diệp Thần Phong trái tim là một trận kinh hoàng. Đáng tiếc chỗ này Long Thần Điện không có đã từng hiệu quả, bằng không Diệp Thần Phong ngược lại là có thể ở nơi này để cho mình khắp mọi mặt đều phát sinh một lần cự bay vọt mạnh. Đang đi ra bên trái gian phòng thứ nhất sau, Diệp Thần Phong ánh mắt vừa nhìn về phía cái thứ hai gian phòng, hắn hiện tại bức thiết muốn biết cái thứ hai trong phòng sẽ là cái gì. Diệp Thần Phong để thiên kim chuột tiểu kim lưu lại cái thứ hai cửa phòng, còn hắn thì đẩy cửa ra đi vào. Lại đi vào cái thứ hai gian phòng sau đó Diệp Thần Phong mới phát hiện trong căn phòng này bộ không gian vô cùng rộng rãi, so với gian phòng thứ nhất đại suất không chỉ 10 lần. Nhưng bên trong căn phòng gian này là trống rỗng một mảnh, Diệp Thần Phong một mắt liền đem cả phòng mỗi một góc đều xem khắp cả, này làm cho trong lòng của hắn không khỏi một trận thất vọng. Nhưng mà,
Đang lúc này, gian phòng bốn góc lóe lên hào quang màu trắng, sát theo đó, bốn góc phân đừng xuất hiện một cái cực kỳ phức tạp trận pháp. Tại trận pháp xuất hiện sau, từ bốn góc xuất hiện từng đạo người ảo giác, mỗi người trong tay đều cầm kiếm hoặc là những vũ khí khác. Ánh mắt của những người này đều tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, từ trên người bọn họ tản ra cùng Diệp Thần Phong giống nhau khí thế, bọn hắn đều tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Từ bốn góc tổng cộng xuất hiện 30 tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong người tu luyện ảo giác. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tại cảm giác được biến hóa này sau, hắn lập tức nói ra tiểu gia hỏa, người cũng không nên thả lỏng cảnh giác, nơi này từng cái ảo giác thực lực, cùng trên người bọn hắn tản mát ra thật khí thế đều bằng nhau, nếu như ngươi tại nơi này bị bọn hắn giết đi, như vậy ngươi cũng là thật đã chết rồi, dùng hết toàn lực đi chiến đấu đi. Ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chỗ tốt rồi. Tại Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh trong khi nói chuyện, bốn phía tạo hóa cảnh nhị trọng thiên cường giả đỉnh cao ảo giác, bọn hắn dồn dập nhanh chóng áp sát Diệp Thần Phong, trong tay là ngay cả liền thi triển xuất chiến kỹ, mỗi một chiêu đều là muốn đưa Diệp Thần Phong vào chỗ chết. Diệp Thần Phong cũng không chút hàm hồ rút ra sau lưng Thanh Vân Kiếm, thực lực của hắn tuy nhiên tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng là chiến lực của hắn nhưng xa xa đã vượt qua tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Trong cơ thể cấp 3 hàn băng kiếm ý hơi động. Thanh Vân Kiếm được xương trắng cho bao phủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong nhanh chóng đem Thanh Vân Kiếm cho vung ra ngoài, Long Tường Cửu Thiên. Ba cái màu trắng cự long ngưng tụ, đột nhiên hướng về cách Diệp Thần Phong gần nhất một tên tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ ảo giác đánh tới. Một tiếng. Được ba cái màu trắng cự long đánh trúng người tu luyện ảo giác trong nháy mắt tán loạn biến mất. Mà tại đây cái tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ ảo giác được Long Tường Cửu Thiên tiêu diệt sau. Diệp Thần Phong trong nháy mắt cảm giác được có một cỗ năng lượng trào vào trong cơ thể hắn, này làm cho trong lòng của hắn cả kinh, hắn hiểu được vừa vặn Lão Bạch trong lời nói ý tứ rồi. Vì lại hoàn toàn xác nhận một chút. Diệp Thần Phong trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý vận chuyển, Thanh Vân Kiếm vung ra. Một đạo cự đại màu nâu kiếm khí lướt qua hai tên tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ ảo giác. Theo, lại có hai tên tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ ảo giác tán loạn. Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy lại có hai cỗ năng lượng trào vào trong cơ thể hắn. Hiện tại Diệp Thần Phong xác định, hắn chỉ phải ở chỗ này không ngừng đem ảo giác tiêu diệt, hắn liền có thể có được một phần năng lượng, này mỗi một cỗ năng lượng tuy rằng không phải rất nhiều. Thế nhưng theo năng lượng không ngừng tích lũy, hắn liền nhất định có thể không ngừng đột phá thực lực. Này làm cho Diệp Thần Phong là kích động nắm chặt Thanh Vân Kiếm, chẳng trách Long Thần Điện tại lúc trước như vậy kiểu như trâu bò rồi. Chỉ phải ở chỗ này không ngừng tiêu diệt ảo giác, chẳng phải là có thể không ngừng tăng cao thực lực. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không có tâm tình kích động mất khống chế, dù sao hắn biết bây giờ Long Thần Điện hiệu quả giảm xuống rất nhiều rồi. E sợ trong căn phòng này ảo giác sẽ không cuồn cuộn không đoạn hiện lên. Thế nhưng, Diệp Thần Phong hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, trước mắt trước tiên không ngừng tiêu diệt những này ảo giác mới là chính sự. Diệp Thần Phong nhìn xem chu vi hướng về chính mình tụ lại ảo giác, hắn trong con ngươi thoáng hiện thần thái sáng láng ánh sáng, ở trong mắt hắn những này huyễn giống như chính là của hắn con mồi. Không đợi chung quanh ảo giác triệt để tới gần, lúc này Diệp Thần Phong là chủ động công kích. Đối phó những này tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong ảo giác, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói vẫn không có khó khăn quá lớn. Chương 1685, đặt bẫy, nhanh chóng tăng lên. Long Thần Điện cái thứ hai bên trong gian phòng. Bởi những này tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ ảo giác, bọn họ là không có năng lực suy tính, bọn hắn chỉ biết hung hăng đối Diệp Thần Phong triển khai công kích, này làm cho Diệp Thần Phong ngược lại là dễ dàng không ít. Tại tả hữu tránh né đồng thời, Diệp Thần Phong trong tay Thanh Vân Kiếm là liên tiếp phung ra. Trong cơ thể cấp 3 hỏa chi kiếm ý cùng kỳ lân áo nghĩa đồng thời vận chuyển, chỉnh thanh Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt bị bao phủ ở trong ngọn lửa. Kỳ lân xung kích. Ba con to lớn hỏa kỳ lân bỗng dưng ngưng tụ, chúng nó mãnh liệt hướng về chung quanh ảo giác đánh tới. Kỳ lân xung kích, Phượng Hoàng dương cánh cùng Long Tường Cửu Thiên là liên tiếp triển khai ra. Trong cơ thể linh khí nhanh chóng tiêu hao, cũng may Diệp Thần Phong trên người có bổ linh đan, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung trong cơ thể tiêu hao linh khí.
Tại đem tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong ảo giác tiêu diệt đồng thời, Diệp Thần Phong trong cơ thể không ngừng chảy vào nhất cổ lại một luồng năng lượng, này mỗi một cỗ năng lượng tuy rằng rất ít, nhưng ở từng điểm đem Diệp Thần Phong tu vi bình cảnh cho xông ra. Rất nhanh, 30 tên tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong ảo giác toàn bộ bị tiêu diệt rồi, tại đây chút ảo giác bị tiêu diệt đồng thời, Diệp Thần Phong khí thế trên người đột nhiên một trận tăng lên, thực lực của hắn từ tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, thuận lợi khóa nhập tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Tại 30 tên tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ ảo giác bị tiêu diệt sau đó gian phòng bốn góc trận pháp lần nữa nhanh chóng chuyển động, từ đó lại phân biệt đi ra 60 tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ ảo giác. Xem ra theo Diệp Thần Phong thực lực tăng lên, ảo giác thực lực và số lượng cũng sẽ đi theo tăng lên. 60 tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ ảo giác một nổi công kích. Đây đối với Diệp Thần Phong tới nói có phần khó giải quyết, dù sao nhân số nhiều lắm, toàn bộ đồng thời xông tới lời nói. Này làm cho Diệp Thần Phong nhất định muốn độ cao tập trung tinh thần. Lúc này, Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp 3 hỏa chi kiếm ý, kỳ lân áo nghĩa cùng phượng hoàng áo nghĩa là đồng thời vận chuyển, trên người hắn hỏa kỳ lân cùng hỏa phượng hoàng khí tức lẫn nhau đan xen kẽ. Thanh vân kiếm vung ra. Thần thú phá thiên. Ba con hỏa kỳ lân cùng ba con hỏa phượng hoàng trong nháy mắt ngưng tụ, hỏa kỳ lân cùng hỏa phượng hoàng đan vào lẫn nhau hướng về chung quanh ảo giác oanh kích mà đi, một chiêu này, một hơi có thể hủy diệt mấy cái ảo giác đây. Dù sao một chiêu này muốn so thập giai bất khuất kiếm ý còn mạnh hơn thượng một chút. Thần thú phá thiên cùng thập giai bất khuất kiếm ý nhanh chóng thi triển, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí tiêu hao cực kỳ mãnh liệt. Hắn trên trán là toát ra tỉ mỉ mồ hôi. Quần áo cũng sớm đã bị mồ hôi cũng thấm ướt. Bất quá, những này tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cao thủ ảo giác. Mỗi lần tiêu diệt một cái ảo giác, chảy vào Diệp Thần Phong trong cơ thể năng lượng muốn so vừa nãy mạnh hơn một chút. Tại thần thú phá thiên cùng thập giai bất khuất kiếm ý mửa bãi tàn phá dưới, Diệp Thần Phong mặc dù là thở hổn hển, thế nhưng 60 tên tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ ảo giác cũng toàn bộ bị tiêu diệt rồi. Đồng thời, tại 60 tên tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ ảo giác bị tiêu diệt thời điểm. Diệp Thần Phong khí thế trên người lại liên tục tăng vọt, từ tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ đột nhiên khóa nhập tam trọng thiên trung kỳ, tiếp lấy lại từ tạo hóa cảnh tam trọng thiên trung kỳ nhanh chóng khóa nhập tạo hóa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Diệp Thần Phong không ngừng hướng về bỏ vào trong miệng bổ linh đan, bởi vì gian phòng bốn góc trận pháp lần thứ hai lấp lánh lên. Lúc này từ bốn cái trận pháp bên trong phân biệt đi ra 90 tạo hóa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ cao thủ ảo giác. Theo thực lực nhanh chóng tăng lên, Diệp Thần Phong trong lòng là kích động vạn phần, trong cơ thể hắn huyết dịch đều sôi trào lên, loại này nhanh chóng tăng cao thực lực cảm giác thật sự là quá sung sướng. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn, loại này sảng khoái tràn trề phương thức chiến đấu. Đồng dạng là để Diệp Thần Phong cảm thấy sảng khoái. Tuy rằng những này ảo giác đều không có năng lực suy tính, thật sự người yếu cho dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng những này ảo giác là thắng ở số lượng nhiều. 90 tên tạo hóa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ cao thủ ảo giác, như ong vỡ tổ hướng về Diệp Thần Phong lao qua, hơn nữa bọn hắn đều còn tại dùng tới chiến kỹ. Này làm cho Diệp Thần Phong có phần khó mà chống đỡ, dù sao nhân số nhiều lắm, hơn nữa thực lực đều còn không yếu. Diệp Thần Phong không cách nào lập tức đem trước sau trái phải đều bận tâm đến, cũng may Diệp Thần Phong nhục thân cường độ đã đột phá đến luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, thêm vào quanh thân linh khí phòng hộ, trên người hắn tuy rằng không ngừng xuất hiện vết thương, nhưng cũng không phải chí mạng trọng thương. Đổ mồ hôi như mưa. Diệp Thần Phong giờ khắc này giống như một đài máy chiến đấu, trong tay hắn thanh vân kiếm không ngừng tiêu diệt lần lượt ảo giác. Diệp Thần Phong sức chiến đấu tuyệt đối là không lời nói. Tại đồng dạng thực lực ở trong, hắn hoàn toàn là nghiền ép tồn tại. Ước chừng nửa giờ sau, 90 tên tạo hóa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ ảo giác cũng toàn bộ được Diệp Thần Phong tiêu diệt. Này tiêu diệt một cái tạo hóa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ cao thủ ảo giác, trong đó chảy vào Diệp Thần Phong trong cơ thể năng lượng trở nên lại nhiều hơn một chút. Cho nên, tại 90 tạo hóa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ cao thủ ảo giác biến mất rồi sau. Diệp Thần Phong khí thế trên người dường như mãnh liệt hồng thủy, tu vi thượng bình cảnh là liên tiếp được xông ra. Tạo hóa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thực lực, hào không ngoài suy đoán khóa nhập tam trọng thiên đỉnh phong, sau đó lại đột nhiên tiến vào tứ trọng thiên sơ kỳ,
cuối cùng một hơi tiến vào tứ trọng thiên trung kỳ. Diệp Thần Phong thực lực là vững vàng ngừng lưu tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Đương nhiên Diệp Thần Phong quần áo trên người lần thứ hai trở nên rách rưới rồi, trên người hắn cũng khắp nơi có thể thấy được vết thương, khi hắn điều chỉnh khí tức chuẩn bị nghênh tiếp đám tiếp theo ảo giác thời điểm, nhưng chờ mãi, bốn cái góc rơi bên trong trận pháp cũng không còn tốt biến rồi, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng là một trận thất lạc rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, người cũng là thấy đủ đi. Nhục thân cường độ tăng lên tới luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Thực lực tăng lên tới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, này đã coi như là tốt vô cùng, phải biết ngươi khi tiến vào Long Nguyên bí cảnh trước, thực lực của ngươi cùng nhục thân cường độ mới bao nhiêu. Ta nghĩ nếu như Long Thần Điện tại năm đó thời kỳ cường thịnh, e sợ trong căn phòng này ảo giác hội cuồn cuộn không đoạn xuất hiện, tại tăng cao thực lực trong quá trình, vẫn có thể không ngừng tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Diệp Thần Phong khi nghe đến Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, trong lòng của hắn hơi hơi thở dài một hơi, đang xác định trong căn phòng này sẽ không lại bốc lên ảo giác sau đó hắn lúc này mới có chút không cam lòng rời khỏi phòng. Xem ra Phong Lôi Tông Trần Nguyên Hàn đám người vẫn không có phá tan phía ngoài kết giới đây. Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ, hắn phải cho Trần Nguyên Hàn đám người cái kế tiếp bộ. Diệp Thần Phong lại đi vào thứ trong một cái phòng. Trong dược trì long đằng dịch màu sắc đã hoàn toàn cỡ ra. Diệp Thần Phong dự định tại trong dược chỉ phối trí một loại độc dược. Bởi trong túi càn khôn linh thảo có hạn, đang hỏi Lão Bạch cùng Lão Hắc sau đó hiện tại chỉ có thể chế biến ra một loại tên là bạo. Thể, dịch độc dược. Loại kịch độc này là đặc biệt nhằm vào tạo hóa cảnh cường giả, lấy Diệp Thần Phong bây giờ trong túi càn khôn linh thảo, hắn không cách nào chế biến ra mãnh liệt hơn kịch độc rồi. Loại kịch độc này một khi phối chế thành công, ở bề ngoài cảm giác như là một loại có thể tăng cao thực lực tắm thuốc, chờ ngươi ngâm ở trong đó thời điểm, ngươi cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể không ngừng có linh khí tràn vào. Nhưng, tất cả những thứ này đều là giả tạo. Chỉ cần tại loại kịch độc này bên trong ngâm 5 phút đồng hồ, tại sau 5 phút thân thể liền sẽ trong nháy mắt bành trướng, trực tiếp nổ tung mà chết. Tuy nói bây giờ Diệp Thần Phong có tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, nhưng nếu như có thể chính mình không động thủ liền giải quyết Trần Nguyên Hàn đám người, đây là không thể tốt hơn được rồi, dù sao Trần Nguyên Hàn đám người khẳng định vẫn có một ít lá bài tẩy. Nếu xác định phải thường chế bạo, thể, dịch sau đó Diệp Thần Phong tại Lão Bạch cùng Lão Hắc chỉ điểm, hắn lập tức bắt đầu động thủ. Các loại linh thảo đều bị Diệp Thần Phong từ trong túi càn khôn lấy ra ngoài, thật sự là càn khôn đại không gian chứa đồ có phần nhỏ. Bằng không Diệp Thần Phong nhất định sẽ đem hỗn độn trong chiếc nhẫn hết thảy linh thảo đều đựng vào trong đó. Lại qua nửa giờ sau, bạo, thể, dịch là phối chế thành công, toàn bộ trong dược chỉ hiện ra một loại màu xanh lục, cảm giác lên đi trong dược chỉ linh khí phi thường nồng nặc, coi như là dùng độc cao thủ chỉ sợ cũng không cách nào một mắt nhìn ra cái này dược chỉ có vấn đề. Hiện tại Diệp Thần Phong đã có chút chờ mong Trần Nguyên Hàn đám người thiên tân vạn khổ phá tan rồi phía ngoài kết giới. Tối hậu tiến nhập cung điện sau, lại vẫn ngâm có độc dược trì, đến lúc đó bọn hắn đến cùng hội là một bộ dạng gì biểu lộ đâu này. Tại phối chế xong bạo, thể, dịch sau, Diệp Thần Phong lập tức đi ra gian phòng thứ nhất, hắn hướng về đi về cung điện lầu 2 cầu thang đi đến, hắn hiện tại phi thường chờ mong cung điện tầng thứ 2 bên trên hội mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao đâu này. Chương 1686, Long tộc duy nhất hy vọng. Tại Diệp Thần Phong đi hướng cung điện lầu 2 thời điểm. Cung điện bên ngoài. Phong Lôi Tông Trần Nguyên Hàn, Kiếm Vũ Sơn Trang Giang Ngọc Đường cùng Tinh Vân Tông Thạch Thiên Ninh đám người, nguyên bản bọn họ là muốn phải đợi thêm một ngày, nhìn xem có hay không môn hạ đệ tử hội tới rồi, bọn hắn muốn phải chờ tới người càng nhiều hơn một chút thời điểm lại phá tan bao phủ lại cung điện màu xanh kết giới. Nhưng lại tại vừa nãy, bao phủ lại cung điện màu xanh kết giới trở nên mỏng manh một ít. Này màu xanh kết giới sức mạnh đang chậm rãi giảm bớt, này làm cho Trần Nguyên Hàn đám người là hoàn toàn không nhẫn nại được, bọn hắn không có ý định chờ đợi thêm nữa, tất lại đã có mấy tên đệ tử đang nhìn đến động tĩnh sau, chạy tới trước cung điện rồi. Bây giờ Phong Lôi Tông thêm vào Trần Nguyên Hàn, tổng cộng có 3 tên đệ tử ở đây, Kiếm Vũ Sơn Trang thêm vào Giang Ngọc Đường ở bên trong, tổng cộng cũng có 3 tên đệ tử ở đây, còn Tinh Vân Tông thêm vào Thạch Thiên Ninh sau. Cũng chỉ có 2 tên đệ tử ở đây.
Trần Nguyên Hàn cảm ứng bao phủ lại cung điện màu xanh kết giới, hắn chỉ vào kết giới một nơi, nói ra ta cảm giác được nơi đó không ổn định nhất rồi, chúng ta có thể dùng nơi đó lấy tư cách phá tan kết giới này chỗ đột phá. Trước mắt kết giới này e sợ duy trì không được bao lâu, chỉ cần chúng ta đồng thời dùng suốt toàn lực công kích, tại trong nửa canh giờ, chúng ta thì có thể phá tan kết giới này rồi. Trần Nguyên Hàn trong con ngươi lóe lên âm lãnh, hắn tiếp tục nói, các tướng chỗ này bên trong cung điện bảo vật đều chiếm được sau đó, cho dù đem Long Nguyên bí cảnh trở mình. CFX, cái lộn chồng vó lên trời. Vừa nhắc tới Diệp Thần Phong, phẫn nộ nhất không gì bằng Giang Ngọc Đường rồi. Già nua giống cái lão đầu Giang Ngọc Đường, hắn quát lên, đã như vậy, chúng ta liền nhanh chóng động thủ đi, ta liền trước sau không cách nào tâm bình khí hòa xuống. Thạch Thiên Ninh vỗ Giang Ngọc Đường vai, nói ra, Giang Ngọc Đường, người trước bình tĩnh đừng nóng, cái nhỏ rác rưởi đích thật là có một ít thực lực, nhưng bây giờ ba chúng ta đại tông môn người đều hội hợp rồi, đến lúc đó tập hợp ta và ngươi. Còn có Trần Nguyên Hàn sức mạnh, cái nhỏ rác rưởi cho dù sức chiến đấu lại làm sao cường hãn, mặt đối ba người chúng ta đồng thời công kích. Hắn cũng chỉ còn nước chờ chết. Giang Ngọc Đường nghe được Thạch Thiên Ninh lời nói sau, tâm tình của hắn mới xem như là bình tĩnh một chút. Thạch Thiên Ninh trong miệng tiểu rác rưởi, hắn cũng sớm đã tiến vào cung điện bên trong rồi, cũng mà lại chậm rãi bắt đầu tại bên trong cung điện, cho Trần Nguyên Hàn những này cái gọi là thiên mới bố trí rơi xuống cái bẫy. Mà ở Trần Nguyên Hàn đám người bắt đầu động thủ phá tan kết giới thời điểm. Cung điện bên trong, trên lưng treo thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn từng bước đi lên cung điện lầu 2. Cung điện lầu 2 cực kỳ trống trải, tại bốn phía treo trên vách tường một bức tranh chữ. Tại lầu 2 chính giữa địa phương, để một tấm to lớn bàn đá, tại trên bàn đá chả để đó một cái chiếc hộp màu vàng óng. Ngoài ra, cung điện này lầu 2 không có bất kỳ chỗ đặc biệt rồi. Diệp Thần Phong tại quét mắt một lần bốn phía sau, hắn hướng về to lớn bàn đá đi đến. Hắn đem trên bàn đá chiếc hộp màu vàng óng cầm lên, tại không có xuất hiện địa phương cổ quái sau. Hắn đem chiếc hộp màu vàng óng cho từ từ mở ra. Chiếc hộp này ước chừng có dài 1 mét, tại đem hộp mở ra sau đó Diệp Thần Phong nhìn thấy bên trong một cái cuộn tranh. Diệp Thần Phong đem cuộn tranh từ đó lấy ra ngoài, tại trên bàn đá đem cuộn tranh mở ra rồi. Chỉ thấy làm cuộn tranh được mở ra thời điểm, một trận chói mắt kim quang, nhất cổ hùng hậu khí thế, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần Phong phả vào mặt. Đặc biệt là trong đó cái cỗ này hùng hậu khí thế. Này lập tức để Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lui về phía sau 5 bước, bên trong thân thể một trận huyết khí dâng lên, yết hầu khẩu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun đi ra. Nguyên bản vừa vặn Diệp Thần Phong đem cuộn tranh cầm trong tay, hắn cũng không có cảm giác đến cái này cuộn tranh có bất kỳ chỗ đặc thù, bất thình lình biến hóa, quả thực để Diệp Thần Phong đã ăn một cái thiệt thòi. Diệp Thần Phong lấy tay lưng lau lau khóe miệng vết máu. Đợi đến hào quang màu vàng cùng hùng hậu khí thế biến mất sau đó hắn lúc này mới lại từ từ mà đến gần rồi cuộn tranh. Cuộn tranh tại mở ra sau đó độ dài đã tới gần 2 mét, trong đó viết đầy từng cái lít nha lít nhít mà lại hùng hậu mạnh mẽ kiểu chữ. Mỗi một chữ trong đều có một loại cây dâu kho cảm giác cô đơn, phảng phất là một tên biết mình lập tức người phải chết viết xuống chữ. Diệp Thần Phong đang xác định cuộn tranh bên trong không có hùng hậu khí thế oanh ra sau đó hắn bắt đầu quét mắt cuộn tranh nội bộ lưu lại chữ. Chỉ thấy trên đó viết, nhớ ta Long tộc đã từng cường thịnh nhất thời, tại chỗ có trong chủng tộc, ta Long tộc đứng đầu bảng, nhưng sinh linh liền có tuổi thọ kỳ hạn, ta Long tộc cho dù cường đại hơn nữa, cuối cùng cũng chạy không thoát vừa chết. Cho nên, ta Long tộc không cam lòng a hát, thử muốn cùng thiên tề thọ, thử muốn cùng thiên đối nghịch. Vốn cho là ta Long tộc thật sự có thể thoát ly mảnh này ngày nắm trong tay, nhưng tại chúng ta Long tộc mạnh mẽ nhất, tất cả mọi thứ sinh linh đều thần phục với chúng ta thời điểm, ta Long tộc lại bị tai họa ngập đầu. Phàm là trong Long tộc tu vi cực cao người, dồn dập vô duyên vô cớ vẫn lạc, phàm là ta Long tộc thiên tư chắc tuyệt thiên tài, cũng dồn dập sống không qua 100 tuổi, lâu dần, ta Long tộc liền hoàn toàn sa sút rồi, hoàn toàn thối lui ra khỏi này mảnh võ đài của thế giới. Chỉ lợi dụng thủ đoạn đặc thù đem một phần Long tộc huyết mạch bảo lưu lại. Ta thân là Long tộc tộc trưởng một tộc, ta không tiếc tiêu hao tuổi thọ dò xét thiên cơ, cuối cùng rốt cuộc được ta thấy được một tia Long tộc hy vọng, một cái tia thiên cơ bên trong nói rõ, tại tương lai sẽ có một tên nhân loại người tu luyện,
dẫn dắt chúng ta long tộc nghịch thiên cải mệnh, thoát ly này ông trời nguyền rủa. Chỗ này long tộc tổ địa tồn tại, chỉ là vì chờ đợi người hữu duyên xuất hiện, chỉ khi nào người hữu duyên xuất hiện, chỗ này long thần điện tài hội từ dưới mặt đất nhô ra. Nhân loại người tu luyện, khi ngươi đi tới nơi này, nhìn thấy ta lưu lại những câu nói này lúc, ta cũng đã không lại trên thế giới này rồi, mà long tộc chỉ sợ cũng đã xuống dốc không bị thế người biết được. Dẫn dắt chúng ta long tộc thoát ly ông trời nguyền rủa, ta biết là một kiện vạn phần chuyện khó khăn, cho nên ngươi có cơ hội lấy được chúng ta long tộc chân chính truyền thừa, cũng chỉ có ngươi đã nhận được ta long tộc truyền thừa, ngươi mới xứng dẫn chúng ta long tộc. Ta cả đời này hay là tại cùng trời đối nghịch, cũng không tin cái gì chó má thiên cơ, nhưng ta lần này quyết định tin tưởng một lần, bất quá, nhân loại người tu luyện, ngươi cũng nhất định muốn trải qua khảo nghiệm của ta, ngươi mới có thể có được ta long tộc vĩ đại truyền thừa. Ngươi là ta long tộc duy nhất hy vọng, nếu như ta theo dõi một cái tia thiên cơ cũng không chính xác, như vậy ta long tộc tại tương lai hội triệt để ở trên thế giới này biến mất. Nhân loại người tu luyện, chúc ngươi nhiều may mắn đi. Nhất định phải dẫn dắt chúng ta long tộc thoát khỏi nguyền rủa. Tại cuối cùng nơi, cuối cùng còn để lại ba tiểu câu nói. Lên trời các, mở ra đường lên trời, thu được long tộc truyền thừa. Cuối cùng này ba tiểu câu nói phải là thu được long tộc truyền thừa gợi ý, Diệp Thần Phong tại đem cuộn tranh bên trong lưu lại ngữ từ sau khi xem xong, trong lòng của hắn là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Long tộc truyền thừa. Long tộc duy nhất hy vọng. Liền ngay cả lão Bạch cùng lão Hắc hô hấp cũng biến thành trở nên dồn dập, nhấp nhô liên tục tiếng hít thở tại Diệp Thần Phong trong đầu vang vọng, lão Hắc Giang Vận Thiên không ngừng nuốt nước miếng, viễn cổ thời đại sơ kỳ long tộc cường thịnh, cái kia là cực kỳ khủng bố, cho dù dùng cái mông suy nghĩ, cũng có thể nghĩ đến long tộc truyền thừa là cỡ nào cường hãn. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh trong giọng nói mang theo khiếp sợ, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a hát. Lại có thể trên đất huyền giới gặp phải long tộc truyền thừa. Đây chính là long tộc truyền thừa a hát. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải là muốn đến sống mãi sao? Bây giờ ngươi đã có ta cùng lão Hắc xốc túi dậy dỗ rồi, nếu như ngươi lại có thể có được long tộc truyền thừa, như vậy ngươi đến vĩnh viễn hy vọng sống sót đem mức độ lớn tăng cường, hiện tại ta đúng là phi thường ước ao ngươi rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên hắn hút vào hơi lạnh, hắn cười mắng, dẫm nhầm cứt chó tiểu tử. Ngươi cái dẫm nhầm cứt chó tiểu tử, mặc kệ có cỡ nào gian nan, ngươi nhất định phải cho ta thu được long tộc truyền thừa, này đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi nhất định muốn hảo hảo nắm chắc, long tộc truyền thừa phải là chỗ này long tộc tổ địa bên trong bảo tàng lớn nhất rồi. Diệp Thần Phong trong đầu không ngừng quanh quẩn lão Bạch cùng lão Hắc lời nói, hắn tận lực điều chỉnh hô hấp, này tấn công một đòn đối với hắn mà nói tuyệt đối là phấn chấn lòng người. Chương 1687, nổi trận lôi đình. Triệt để tỉnh hồn lại Diệp Thần Phong, hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, toàn thân hắn huyết mạch bành trướng, bên trong thân thể trong nháy mắt trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Này long tộc tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, nhưng là một cái cực kỳ cường hãn chủng tộc, tại thời đại kia, long tộc không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại, không có bất kỳ sinh linh dám cùng long tộc là địch. Bởi vậy có thể tưởng tượng được long tộc truyền thừa có siêu cỡ nào tách ra rồi. Chẳng trách liền ngay cả lão Bạch cùng lão Hắc cảm xúc cũng sẽ tạm thời không kiểm soát, Diệp Thần Phong không ngừng bình tĩnh nội tâm kích động, hắn đem cuộn tranh một lần nữa cất đi, thả lại nguyên bản cái kia chiếc hộp màu vàng óng bên trong, sau đó, hắn lại đem toàn bộ chiếc hộp màu vàng óng thu nhập trong túi càn khôn. Diệp Thần Phong hiện tại biết cuộn tranh nội bộ kiểu chữ, hẳn là năm đó long tộc tộc trưởng lưu lại. Chiếu cuộn tranh bên trong lưu lại chữ lý giải, nói như vậy bây giờ long tộc hẳn không có triệt để tuyệt diệt, còn có một chút huyết mạch tồn tại. Diệp Thần Phong không biết mình có thể hay không giúp long tộc thoát ly cái gọi là nguyền rủa, nhưng trước mắt đối với hắn mà nói đạt được long tộc truyền thừa mới là trọng yếu nhất, nếu như hắn đã nhận được long tộc truyền thừa, tương lai cũng gặp phải long tộc còn dư lại huyết mạch, như vậy hắn sẽ tận lực đi trợ giúp một cái long tộc còn sót lại những kia huyết mạch. Diệp Thần Phong biết muốn thu được long tộc truyền thừa, cuối cùng ba tiểu câu nói nhất định là chỗ mấu chốt. Lên trời các, mở ra đường lên trời, thu được long tộc truyền thừa. Chiếu chữ trên mặt ý tứ lý giải, long tộc truyền thừa khẳng định cùng lên trời các có quan hệ, bây giờ chỗ này long thần điện chỗ tốt đều bị Diệp Thần Phong đã lấy được, hắn cũng không tất phải ở lại chỗ này rồi,
khi hắn chuẩn bị rời đi lầu hai thời điểm, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Hắn nhìn xem bốn phía treo trên vách tường một vài bức tranh chữ, hắn thuận tay lấy một bức xuống, những chữ này họa cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù. Tại đem một bức tranh chữ lấy xuống sau, Diệp Thần Phong liền đi rơi xuống cung điện lầu 2, thuận lợi về tới bên trong đại điện. Diệp Thần Phong mơ hồ cảm giác được cung điện bên ngoài có một trận sóng năng lượng đang dập dờn, xem ra Phong Lôi Tông Trần Nguyên Hàn đám người cũng nhanh yếu phá tan kết giới. Diệp Thần Phong nhưng vẫn là dự định từ đường cũ trở về, hắn đi đến đại điện bên trong đi về dưới đáy trước động khẩu, tại cửa động bên cạnh trả thụ lập một cây cột, Diệp Thần Phong đem bức kia tranh chữ đọng ở trên cây cột, như vậy Trần Nguyên Hàn đám người e sợ vừa tiến đến. Bọn hắn liền sẽ phát hiện cái động này miệng. Đây là Diệp Thần Phong cho Trần Nguyên Hàn đám người dưới cái thứ hai cái bẫy, phải biết dưới đáy có kỳ lân sinh tử trận, nếu như Trần Nguyên Hàn đám người xông vào kỳ lân sinh tử trận. Như vậy bọn hắn e là cho dù không chết cũng phải yếu bị thương nặng rồi, lại nói tại cung điện này bên trái gian phòng thứ nhất bên trong dược chỉ đã bị Diệp Thần Phong chế biến bạo. Thể, dịch, dù sao Trần Nguyên Hàn đám người thật vất vả mới phá tan kết giới, Diệp Thần Phong đương nhiên không thể để cho bọn họ uổng công vui vẻ một cuộc. Nếu như hai cái này cái bẫy chả không cách nào giải quyết Trần Nguyên Hàn đám người lời nói. Như vậy đến lúc đó Diệp Thần Phong chỉ có thể tự mình động thủ. Nhưng dù nói thế nào Trần Nguyên Hàn mấy người cũng tất nhiên huyền giới thiên tài, coi như là kiếm Vũ Sơn Trang Giang Ngọc Đường, trước đó hắn tại bước ngoặt sinh tử trả thi triển huyết chi nguyền rủa, e sợ Trần Nguyên Hàn cùng Thạch Thiên Ninh cũng biết một ít chính mình trong tông môn bí thuật. Tại đem tranh chữ treo ở cửa động bên cạnh trên cây cột sau đó Diệp Thần Phong liền đi lên đi về đáy ngọn nguồn xuống lầu bậc thang thượng, thiên kim chuột tiểu kim an ổn nằm nhoài tại Diệp Thần Phong trên bả vai. Đối với dưới đáy bên trong đại sảnh kỳ lân sinh tử trận, bây giờ Diệp Thần Phong vừa lĩnh ngộ kỳ lân áo nghĩa, lại biết thông qua kỳ lân sinh tử trận chuẩn xác bộ pháp. Hắn cực kỳ ung dung tự tại liền thông qua được kỳ lân sinh tử trận, cuối cùng về tới lúc trước cái kia trong nhà đá. Cái này trong nhà đá cái ao là nối liền cung điện bên cạnh một dòng sông. Diệp Thần Phong trực tiếp nhảy vào trong ao, thân thể đi xuống bơi đi rồi, chuẩn bị rời đi chỗ này cung điện rồi. Mà ở Diệp Thần Phong vừa vặn nhảy vào cái ao không bao lâu. Cung điện phía ngoài màu xanh kết giới liền một trận lay động, sát theo đó, toàn bộ màu xanh kết giới trong nháy mắt tán loạn rồi. Phong Lôi Tông Trần Nguyên Hàn, Kiếm Vũ Sơn Trang Giang Ngọc Đường cùng Tinh Vân Tông Thạch Thiên Ninh đám người, bọn hắn từng cái khuôn mặt lộ ra vẻ vui thích, bọn hắn mang theo từng người môn hạ đệ tử đẩy ra cung điện cửa lớn, thuận lợi đi vào bên trong cung điện. Trần Nguyên Hàn bọn người ở tại đi vào cung điện sau đó bọn hắn nhìn thấy trong đại điện tổng cộng có hai cái gian phòng cực lớn, bất quá, ánh mắt của bọn họ trước tiên được một cây cột thượng tranh chữ hấp dẫn, bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện cây cột bên cạnh một cái cửa động. Trần Nguyên Hàn, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh tại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, bọn hắn dồn dập để từng người môn hạ đệ tử trước tiên hướng về dưới đáy đi đến, bọn họ là đi sát những đệ tử này phía sau. Tại đi tới dưới đáy đại sảnh sau đó Trần Nguyên Hàn đám người như cũ là đi theo chính mình môn hạ đệ tử phía sau, khi bọn họ muốn phải xuyên qua đại sảnh đi tìm tòi hư thực thời điểm. Chỉ thấy đi tuốt đàng trước đầu bốn tên đệ tử, bọn hắn đã khóa nhập bên trong đại sảnh, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên dâng lên, từng con to lớn hỏa kỳ lân ảo giác đột nhiên xuất hiện, cái kia đi ở phía trước bốn tên đệ tử, bọn hắn muốn lui về đến, nhưng bọn họ mới vừa vặn lui về phía sau một bước. Từng con hỏa kỳ lân ảo giác lập tức đối với bọn họ triển khai công kích, chỉ là chốc lát thời gian, này đi tuốt đàng trước đầu bốn tên đệ tử đã bị hỏa kỳ lân ảo giác cho hoàn toàn cắn nuốt. Này bốn tên đệ tử, trong đó hai tên là Phong Lôi Tông, hai gã khác là Kiếm Vũ Sơn Trang. Bây giờ còn sống ngoại trừ Trần Nguyên Hàn, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh ở ngoài, chỉ còn dư lại một gã khác Tinh Vân Tông đệ tử, tên này Tinh Vân Tông đệ tử đi chậm một nhịp. Hắn suýt chút nữa cũng khóa nhập kỳ lân sinh tử trong trận. Mà Trần Nguyên Hàn, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh ba người này, bọn họ là đi ở phía sau nhất, bọn hắn đương nhiên cũng là không có bước vào trong trận pháp, bọn hắn cảm thụ từng con hỏa kỳ lân ảo giác mạnh mẽ, sắc mặt của bọn họ cực kỳ khó coi, đặc biệt là Trần Nguyên Hàn cùng Giang Ngọc Đường, dù sao mỗi người bọn họ môn hạ hai tên đệ tử cứ thế mà chết đi. Trần Nguyên Hàn các loại trong lòng người lửa giận không cách nào phát. Tiết ra đến, bọn hắn cũng không dám xuyên qua cái đại sảnh này rồi,
Kết quả là, bọn hắn chỉ có thể một lần nữa về tới bên trong đại điện. Trần Nguyên Hàn chồng chất nôn thở ra một hơi, hắn tại áp chế trong lòng lửa giận, hắn nói ra, kế tiếp mọi người đều cẩn thận một chút, chúng ta hướng về cái kia hai cái gian phòng bên trong đi xem. Hiện tại chỉ có thể làm cho tên kia Tinh Vân Tông đệ tử đi ở phía trước rồi, Trần Nguyên Hàn ba người là đi theo sau, bọn hắn đi vào bên trái gian phòng thứ nhất bên trong. Trong phòng cũng không hề quá chỗ đặc thù, chỉ có một dược trì, tại trong dược trì là một loại màu xanh dịch. Thể, Trần Nguyên Hàn thân là Phong Lôi Tông thiên tài, mà Phong Lôi Tông lão tổ Phùng Quang Sơn lại là độc vương, cho nên Trần Nguyên Hàn đối độc tố vẫn tương đối tinh thông. Hắn không có cảm giác suốt cái này trong dược trì có gì đó quái lạ. Cảm thụ từ trong dược trì nhô ra linh khí, Trần Nguyên Hàn suy đoán cái này dược trì hẳn là có thể làm cho người tăng cao thực lực. Hắn nói ra cái này dược trì có thể làm cho người tăng cao thực lực. Nói chuyện đồng thời, Trần Nguyên Hàn nhìn xem tên kia Tinh Vân Tông đệ tử, hắn vẫn là muốn để cho người khác đi xuống trước tiên thử một lần. Thân là Tinh Vân Tông thiên tài Thạch Thiên Ninh, hắn đối với tên kia Tinh Vân Tông đệ tử gật gật đầu, tên kia Tinh Vân Tông đệ tử liền đi vào dược trì bên trong. Tại ngâm tại trong dược trì sau, tên kia Tinh Vân Tông đệ tử nguyên bản trả thấp thỏm bất an, thế nhưng tại cảm giác được có linh khí không ngừng tuôn vào trong cơ thể hắn, sau đó trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười. Hắn nói ra cái này dược trì cũng không có vấn đề, ta cảm giác được có linh khí đang không ngừng chảy vào trong cơ thể ta. Tên này Tinh Vân Tông đệ tử đương nhiên sẽ không biết. Đây chỉ là Diệp Thần Phong chế biến bạo. Thể, dịch sinh ra một loại giả tạo mà thôi. Chỉ cần tại bạo, thể, dịch bên trong ngâm đầy 5 phút đồng hồ, coi như là tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, thân thể cũng sẽ nổ tung mà chết. Trần Nguyên Hàn bọn người ở tại đợi sau 3 phút, bọn hắn nhìn thấy tên kia Tinh Vân Tông đệ tử vẫn là đánh giấm cũng không có, bọn hắn rốt cục yên tâm, Trần Nguyên Hàn, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh cũng lập tức tiến vào trong dược trì. Cảm thụ lưu vào thân thể bên trong linh khí, Trần Nguyên Hàn đặc cười lạnh nói, ta xuất hiện tại lửa giận trong lòng không chỗ phát. Tiết, các loại từ nơi này nơi cung điện sau khi rời đi, ta nhất định phải tìm tới cái nhỏ. Xúc, sinh, đem ta tất cả lửa giận ở trên người hắn triển khai ra. Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh cũng khá là tán đồng gật gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tên kia Tinh Vân Tông đệ tử. Hắn đã tại trong dược trí ngâm 5 phút đồng hồ rồi, hắn đột nhiên sắc mặt kịch biến, hắn cảm giác thân thể của mình tại vô hạn bành trướng, hắn nỗ lực muốn đem này cỗ bành trướng tiêu trừ, khi hắn phát hiện không cách nào tiêu trừ muốn mở miệng cầu cứu thời điểm. Chỉ nghe ầm, một tiếng, trong miệng vẫn không có phát ra một cái âm tiết, tên kia Tinh Vân Tông đệ tử thân thể liền nổ tung rồi, toàn bộ trong dược trí lập tức xuất hiện một vệt đỏ như màu máu. Mà Trần Nguyên Hàn bọn người trên thân cũng bị văng đến tiên huyết, bất thình lình biến hóa, để ba người này lập tức từ trong dược trì nhảy ra ngoài. Thạch Thiên Ninh nổi trận lôi đình hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giang Ngọc Đường nguyên bản được Diệp Thần Phong liền làm lên cơn giận dữ được rồi, ai biết khi tiến vào chỗ này cung điện sau, bọn hắn lại liên tiếp gặp phải bất ngờ, sắc mặt hắn là hoàn toàn đỏ lên một mảnh. Trần Nguyên Hàn phẫn nộ không thể so với Thạch Thiên An hòa Giang Ngọc Đường ít, thanh âm hắn âm trầm nói, cái này dược trì có vấn đề, không nghĩ tới trong dược trì lại có thể biết ẩn giấu kịch độc. Ngay cả ta đều bị che đậy đi qua. May là chúng ta ngâm thời gian không tính là quá lâu, hẳn là còn có bổ cứu cơ hội, các ngươi trước tiên ăn vào viên này giải độc đan. Trần Nguyên Hàn đem giải độc đan đưa cho Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh đồng thời, chính hắn cũng phục dụng một viên. Tuy rằng Trần Nguyên Hàn đám người sớm từ trong dược trì chạy ra, nhưng bên trong thân thể của bọn họ đã xâm nhập bạo. Thể, dịch độc tố rồi. Đồng dạng là 5 phút đồng hồ quá rồi. Trần Nguyên Hàn đám người dồn dập cảm giác thân thể của mình tại bành trướng. Bất quá, cái này bành trướng tại bọn hắn có thể trong phạm vi khống chế rồi. Dù sao bọn hắn không có ngâm đầy 5 phút đồng hồ, lại phục dụng một viên giải độc đan. Thế nhưng, tiếng bạo liệt vang lên. Cuối cùng Trần Nguyên Hàn, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh ba người này, bọn hắn tuy rằng tránh thoát vừa chết, nhưng cánh tay của bọn họ cùng trên đùi lại tuôn ra một đoàn lại một đoàn xương máu. Đến giờ phút này rồi, Trần Nguyên Hàn mới cảm giác mình thật giống tiến vào một loại nào đó trong cái tròng, hắn tức giận chán nổi gân xanh lên, hắn quát lên, chẳng lẽ là có người ở hãm hại chúng ta?
Chương 1688, Thiên tài, chó má, Long Thần Điện. Bên trái gian phòng thứ nhất bên trong. Phong Lôi Tông Trần Nguyên Hàn, Kiếm Vũ Sơn Trang Giang Ngọc Đường cùng Tinh Vân Tông Thạch Thiên Ninh, ba người bọn hắn trên tay chân là máu thịt be bét, tốt tại bọn họ đều là từng người trong tông môn thiên tài. Lần này tiến vào Long Nguyên bí cảnh, trên người bọn hắn có rất nhiều thánh dược chữa thương. Đang uống thánh dược chữa thương sau đó Trần Nguyên Hàn đám người tay trên chân vết thương là khôi phục rất nhiều, trong cơ thể bạo. Thể, dịch độc tố cũng cơ bản thanh trừ, dù sao bọn hắn tại bạo. Thể, dịch bên trong không có ngâm đầy 5 phút. Bây giờ ba người này bên trong thân thể chỉ là bị một chút thương nhẹ, bất quá, hình dạng của bọn hắn nhìn qua là cực kỳ chật vật. Trên mặt bọn họ biểu lộ trở nên dữ tợn lên, nguyên bản bọn hắn nhọc nhằn khổ sở phá tan rồi cung điện bên ngoài kết giới, chuẩn bị tại đây nơi trong cung điện thu được một ít cơ duyên. Ai biết cơ duyên không có thu được, trái lại bọn hắn môn hạ đệ tử toàn bộ dâng mạng, liền ngay cả ba người bọn hắn cũng thiếu chút nữa đã bị chết ở tại nơi này, này để trong lòng bọn họ uất ức là càng ngày càng nồng đậm. Trần Nguyên Hàn ngồi trên mặt đất thượng điều tức một lát sau, hắn liền không cam lòng đứng lên. Nói ra, dĩ nhiên đã đến rồi, như vậy chúng ta lại đi xem những nơi khác đi. Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh khi nghe đến Trần Nguyên Hàn lời nói sau, bọn hắn cũng dồn dập từ trên mặt đất đứng lên, cùng đi ra khỏi gian phòng thứ nhất, tiến vào cái thứ hai bên trong căn phòng. Thế nhưng, cái thứ hai bên trong căn phòng chỗ tốt cũng toàn bộ được Diệp Thần Phong lướt cướp đi, làm Trần Nguyên Hàn các loại người thận trọng tiến vào cái thứ hai trong phòng thời điểm. Bọn hắn chỉ có thể đến trống rỗng một mảnh, nghiên cứu một hồi lâu thời gian, bọn hắn cũng không có nhìn ra gian phòng này có bất kỳ chỗ đặc thù. Thế là, Trần Nguyên Hàn các loại trong lòng ba người lửa giận là càng tích càng nhiều. Bọn hắn hướng về cung điện lầu 2 đi đến, khi bọn họ đi tới cung điện lầu 2, nhìn thấy bốn phía treo trên vách tường một vài bức tranh chữ, duy nhất một địa phương thiếu mất một bức tranh chữ, liên tưởng đến dưới lầu trong đại điện một cây cột thượng mang theo một bức tranh chữ. Ba người bọn hắn hiểu rõ biểu lộ hoàn toàn vặn vẹo lên. Nếu như đến giờ phút này rồi, Trần Nguyên Hàn đám người chả đoán không ra có người đang cho bọn hắn cắt cái bẫy, như vậy đầu óc của bọn họ liền thật cùng heo không sai biệt lắm. Trần Nguyên Hàn các loại người biết dưới lầu trong đại điện trên cây cột mang theo bức kia tranh chữ, phải là có người muốn để cho bọn họ chú ý tới đi về dưới đáy cửa động. Trần Nguyên Hàn thân là địa huyền giới đệ nhất thiên tài, hắn lúc nào bị người thiết kế qua. Bàn tay của hắn thật chặt nắm thành quyền đầu, trong miệng hàm răng cắn chặt, tiếng nói của hắn lạnh lẽo thấu xương, hắn híp mắt, nói ra, không cần ở nơi này lãng phí thời gian rồi, nơi này rõ ràng cho thấy bị người càn quét đi qua. Chúng ta rõ ràng một mực tại cửa cung điện, không thể có người so với chúng ta trước tiến vào chỗ này cung điện, chẳng lẽ nói là trước đây tiến vào Long Nguyên bí cảnh người bố trí ở chỗ này dưới cạm bẫy. Thạch Thiên Ninh từ tiến vào cung điện đến bây giờ. Hắn cũng cảm giác mình thật giống bị người tại coi là khi chơi đùa, hắn to lớn tráng thân thể là vi vi lay động, nắm chặt quả đấm bên trong phát ra thấm thanh âm của người. Mà dáng dấp già nua Giang Ngọc Đường, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, trước đó ta được cái nhỏ tạp. Loại hại thành bộ dáng này, bây giờ tại đây nơi trong cung điện lại bị người đùa bỡn. Ta cũng lại không áp chế nổi lửa giận trong lòng rồi, ta nhất định phải lập tức tìm tới cái nhỏ tạp. Loại, để cái nhỏ tạp. Loại đến chịu đựng ta lửa giận trong lòng. Trần Nguyên Hàn cùng Thạch Thiên Ninh cũng tức giận phổi đều phải nổ. Bọn hắn ý nghĩ trong lòng giống như Giang Ngọc Đường, trước đó Diệp Thần Phong nhưng là để cho bọn họ quỳ xuống, hôm nay là thời điểm đem tất cả mọi thứ đều đòi lại rồi. Nếu để cho Trần Nguyên Hàn ba người biết nơi này cái bẫy đều là Diệp Thần Phong bày, như vậy chỉ sợ bọn họ ba người không chỉ là lên cơn giận dữ đơn giản như vậy, ba người bọn họ rất có thể sẽ được tức giận thổ huyết. Nếu xác định chỗ này cung điện bị người càn quét quá rồi, như vậy Trần Nguyên Hàn ba người cũng không có dừng lại lâu rồi. Bọn hắn hướng về cung điện lầu một đi tiếp thôi. Mà đang ở Trần Nguyên Hàn đám người muốn rời khỏi cung điện thời điểm. Cung điện bên ngoài, bên cạnh một dòng sông trong, Diệp Thần Phong đột nhiên từ trong nước sông trốn ra. Từ đường thủy rời đi cung điện so với tiến vào cung điện khó khăn hơn nhiều, bởi vì rời đi cung điện thời điểm. Diệp Thần Phong phát hiện trong sông lực cản gia tăng nhiều gấp mấy lần, này làm cho Diệp Thần Phong là trọn vẹn tốn thêm làm nhiều thời giờ, hắn mới coi như là chân chính rời khỏi cung điện. Diệp Thần Phong từ trong nước sông đi ra, thi
thiên kim chuột tiểu kim là ở bên chân hắn đảo quanh, hắn nhìn xem đã bị mở ra cung điện cửa lớn, khóe miệng hắn hiện lên một vệt như có như không nụ cười, hắn không biết bố trí hai cái bẫy, Trần Nguyên Hàn đám người có hay không bước vào đi vào. Chính lúc Diệp Thần Phong như có điều suy nghĩ thời khắc, từ bên trong cung điện đi ra ba bóng người, này ba bóng người chính là Trần Nguyên Hàn, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh rồi. Trần Nguyên Hàn ba người đang đi ra cung điện, sau đó ánh mắt của bọn họ vừa vặn cùng Diệp Thần Phong ánh mắt đối mặt, ba người bọn hắn hơi sững sờ, sau đó lửa giận trong lòng là vừa ra là không thể ngăn cản trưng vọt lên. Trong đó đối Diệp Thần Phong phẫn nộ nhất không gì bằng Giang Ngọc Đường rồi, hắn bây giờ bộ này già nua dáng dấp, hoàn toàn là được Diệp Thần Phong làm hại. Trước đó Giang Ngọc Đường vì chống đối Diệp Thần Phong thập giai bất khuất kiếm ý, hắn thi triển huyết chi nguyền rủa, lợi dụng huyết chi nguyền rủa ngưng tụ thành màu máu tấm khiên cứu mình một mạng. Này màu máu tấm khiên có thể đỡ so với thực lực mình cao hơn rất nhiều lần công kích, một khi thi triển huyết chi nguyền rủa, tại trong vòng 20 ngày, tổng cộng có thể ngưng tụ 3 lần màu máu tấm khiên, nói cách khác bây giờ Giang Ngọc Đường vẫn có thể ngưng tụ 2 lần màu máu tấm khiên đây. Trần Nguyên Hàn đám người căn bản không có đi cảm giác Diệp Thần Phong thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong hẳn là vẫn còn tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, dù sao Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh, hai người bọn họ cùng Diệp Thần Phong tách ra mới không bao lâu thời gian đây. Trần Nguyên Hàn đám người càng sẽ không cho là Diệp Thần Phong cùng bên trong cung điện cái bẫy có liên quan rồi. Trong đó dáng dấp cực kỳ già nua Giang Ngọc Đường là phản ứng đầu tiên. Trong cơ thể hắn tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong khí thế phun trào, hắn dưới lòng bàn chân linh khí tuôn ra, bóng người nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi. Thấy Giang Ngọc Đường tấn mãnh động thủ, Trần Nguyên Hàn lập tức nhắc nhở, không nên quá nhanh giết chết cái nhỏ. Xúc, sinh, không thể để hắn chết quá mức tiện nghi. Theo Trần Nguyên Hàn trước đó Giang Ngọc Đường sở dĩ sẽ bị Diệp Thần Phong làm cho thi triển huyết chi nguyền rủa, điều này là bởi vì Giang Ngọc Đường quá mức khinh địch. Nhưng hôm nay Giang Ngọc Đường chắc chắn sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, lại nói có máu sắc tấm khiên trợ giúp, cho nên Trần Nguyên Hàn cho rằng Giang Ngọc Đường tuyệt đối có giết chết Diệp Thần Phong thực lực. Thạch Thiên Ninh khó chịu nói ra, ta xem lấy Giang Ngọc Đường đối này tiểu rác rưởi phẫn nộ, e sợ sẽ trực tiếp đem này tiểu rác rưởi chém thành muôn mảnh. Trần Nguyên Hàn cùng Thạch Thiên Ninh hai người này, bọn hắn cũng nhanh đi theo Giang Ngọc Đường, trong lòng bọn họ đều muốn phát tiết lửa giận. Giang Ngọc Đường cầm trong tay một cái trường kiếm màu trắng, khóe miệng hắn hiện lên một vệt uy nghiêm đáng sợ cười gằn, miệng quát tiểu tạp. Loại, ngươi lại vẫn dám đến ham muốn bên trong cung điện bảo vật. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, bên trong cung điện căn bản không có bất kỳ bảo vật, ngươi đi không, hơn nữa ngươi loại hành vi này sẽ để cho ngươi lập tức chôn vùi tính mạng. Diệp Thần Phong đối với cái này chỉ là cười cười một chút, hắn nhìn xem xông lên phía trước nhất Giang Ngọc Đường. Hắn không chút do dự đem sau lưng Thanh Vân kiếm rút ra, bây giờ thực lực tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ Diệp Thần Phong, hắn đối mặt Giang Ngọc Đường đám người là có niềm tin được rồi. Chỉ là Diệp Thần Phong không nghĩ tới Trần Nguyên Hàn, Giang Ngọc Đường cùng Thạch Thiên Ninh ba người này, bọn hắn còn thật sự từ hắn bố trí trong cạm bẫy còn sống, xem ra ba người này cũng xứng đáng với ba đại tông môn thiên tài danh xưng rồi. Diệp Thần Phong khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông. Trên người tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thật khí thế phóng lên trời. Tại luồng khí thế này hiển lộ trong nháy mắt. Giang Ngọc Đường đám người dưới chân bước chân hơi dừng lại một chút, cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện Diệp Thần Phong thực lực dĩ nhiên lại đột phá. Đã khóa nhập tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Này, cái này không thể nào chứ. Phải biết Diệp Thần Phong tại tạo hóa cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong thời điểm, sức chiến đấu liền cực kỳ cường hãn. Bây giờ khóa nhập tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, như vậy. Xông lên đầu tiên cái Thạch Thiên Ninh, hắn thầm kêu gay gâu, hắn lập tức muốn ngưng tụ màu máu tấm khiên. Nhưng mà, Diệp Thần Phong trong cơ thể thập giai bất khuất kiếm ý đã sớm vận chuyển, Thanh Vân kiếm vung lên. To lớn màu nâu kiếm khí tránh qua. Tốc độ cùng power càng thêm mạnh mẽ. Giang Ngọc Đường căn bản không kịp ngưng tụ màu máu tấm khiên rồi. Hắn và Diệp Thần Phong ở giữa khoảng cách áp sát quá gần rồi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thân thể một bên. Bạch, một tiếng. To lớn màu nâu kiếm khí lướt qua Giang Ngọc Đường phân nửa bên phải thân thể, Giang Ngọc Đường phân nửa bên phải thân thể trong nháy mắt được gọt xuống, cả người hắn lập tức ngã xuống trên mặt đất.
Diệp Thần Phong ánh mắt hí hành hạ nhìn hướng Trần Nguyên Hàn cùng Thạch Thiên Ninh, lạnh nói: thiên tài. Chó má, ta chính là chuyên môn dẫm các ngươi loại này cái gọi là thiên tài người. Chương 1689, thuần túy nghiền ép. Long Nguyên bí cảnh. Long trước thần điện. Kiếm Vũ Sơn Trang Giang Ngọc Đường, hắn phân nửa bên phải thân thể hoàn toàn bị gọt xuống, may là trái tim là ở bên trái, đầu của hắn vẫn tính là hoàn chỉnh. Tuy rằng nửa người không có, tiên huyết cùng nội tạng từ bên trong lưu chảy ra ngoài, nhưng này Giang Ngọc Đường trong miệng chả cất giữ một hơi, hẳn là vẫn có thể kéo dài hơi tàn kiên trì thượng một hồi. Mất đi nửa bên thân thể, nằm ở trên mặt đất Giang Ngọc Đường, hắn trên khuôn mặt già nua che kín không cam lòng cùng sợ hãi. Tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ Diệp Thần Phong, này làm cho Giang Ngọc Đường mất đi hết thảy dũng khí, cảm thụ trên thân thể đau đớn. Cảm thụ trong đầu càng ngày càng mơ hồ suy nghĩ, hắn không phải không thừa nhận hắn hôm nay căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong rồi. Mà nguyên bản theo sát sau lưng Giang Ngọc Đường Trần Nguyên Hàn cùng Thạch Thiên Ninh, hai người bọn họ dưới chân bước chân đã từ lâu dừng lại, trong bọn họ tâm khiếp sợ không thể so với Giang Ngọc Đường thiếu, cảm nhận được vừa vặn Diệp Thần Phong thập giai bất khuất kiếm ý, liền ngay cả Phong Lôi Tông Trần Nguyên Hàn, trong lòng của hắn cũng nhiều thêm một vệt khiếp đảm. Hắn nhưng là chính đạo tông môn bên trong công khai đệ nhất thiên tài. Nhưng bây giờ, Trần Nguyên Hàn trong lòng uất ức vạn phần, trước đó hắn đã bỏ đi tôn nghiêm hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, lúc ấy theo Trần Nguyên Hàn, Diệp Thần Phong chính là một cái khiêu lương tiểu sử, một cái hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết khiêu lương tiểu sử, cho nên trong lòng của hắn phẫn nộ một mực nằm ở có thể áp chế trạng thái. Thế nhưng bây giờ Diệp Thần Phong bày ra sức chiến đấu, hoàn toàn uy hiếp đến Trần Nguyên Hàn rồi, hắn không thể nào tiếp thu được Diệp Thần Phong cái này khiêu lương tiểu sử có cùng hắn một trận chiến thực lực. Trần Nguyên Hàn bên trong thân thể tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế phun trào, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong thực lực tăng lên nhanh như vậy, hắn hỏi dò, bên trong cung điện cạm bẫy là ngươi bố trí. Bên trong cung điện bảo vật toàn bộ được ngươi cho cướp đi. Diệp Thần Phong vừa không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, này thì càng thêm để Trần Nguyên Hàn khẳng định điểm này, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong xuất hiện ở đây quá đúng dịp, hơn nữa Diệp Thần Phong thực lực lại tăng lên nhanh như vậy, cho nên Trần Nguyên Hàn suy đoán đi về bên trong cung điện lối vào không chỉ một. Tay cầm thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn không nghĩ nhiều thêm nhiều lời, hắn muốn phải mau sớm đem Trần Nguyên Hàn cùng Thạch Thiên Ninh giải quyết. Mà nằm trên mặt đất thượng kéo dài hơi tàn Giang Ngọc Đường, hắn cặp mắt vô thần, hắn hoàn toàn là đang đợi tử vong lại tới, hắn biết mình bị như thế thương thế nghiêm trọng, hắn căn bản là không cách nào khôi phục. Trần Nguyên Hàn thấy Diệp Thần Phong không có để ý hắn. Đồng thời Diệp Thần Phong trực tiếp để dâng lên khí thế, này làm cho Trần Nguyên Hàn khóe mắt cơ bắp phi vi nhảy lên, từ nhỏ đến lớn Trần Nguyên Hàn vẫn không có bị bất kỳ không nhìn cùng xấu hổ. Nhục đây, nhưng Diệp Thần Phong không chỉ trước đó khiến hắn quỳ xuống. Bây giờ chả căn bản không để hắn vào trong mắt. Lần sau, tuy rằng Diệp Thần Phong không hề trả lời. Nhưng Trần Nguyên Hàn trực giác tự nói với mình, Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng cùng bên trong cung điện bố trí cạm bẫy có quan hệ. Trần Nguyên Hàn đối với Thạch Thiên Ninh, nói ra, hai chúng ta đồng thời động thủ, không nên ẩn giấu thực lực của mình, chúng ta yếu trong thời gian ngắn nhất trước tiên phế bỏ tiểu tử này. Tại Thạch Thiên Ninh gật đầu đồng thời, Diệp Thần Phong cầm trong tay thanh vân kiếm cầm càng gia tăng hơn mấy phần. Nhưng mà, làm chiến đấu động một cái liền bùng nổ thời điểm. Từng đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên từ long bên trong thần điện vang lên, sát theo đó, mấy chục đầu cự long phóng lên trời. Số này 10 cái cự long ở trên bầu trời nhanh chóng du đãng. Cuối cùng những này cự long ở trên bầu trời biến thành vô số điểm sáng màu vàng óng. Này vô số điểm sáng màu vàng óng ở trên bầu trời hợp thành 4 câu lời nói. Đường lên trời. Yếu đấu với trời. Truyền thừa pháp môn. Vô địch thiên hạ. Ở trên bầu trời điểm sáng màu vàng óng hình thành này 4 câu lời nói thời điểm, nhất cổ áp lực nặng nề đột nhiên từ bầu trời bên trong trút xuống, làm cho Diệp Thần Phong các loại bên trong cơ thể linh khí dòng sông lập tức không vận chuyển được rồi. Tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn lên bầu trời bên trong, bất quá, ngoại trừ tại Long Thần Điện lầu 2 đạt được cuộn tranh Diệp Thần Phong đại khái có thể rõ ràng này 4 câu ý tứ ở ngoài, Trần Nguyên Hàn bọn người nhìn mơ mơ màng màng.
Này bốn câu lời nói phảng phất ấn khắc ở trên bầu trời, từng luồng áp lực nặng nề từ trong đó tiết lộ mà ra, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có yếu dấu hiệu tiêu tán. Tỉnh hồn lại Trần Nguyên Hàn, hắn cau mày, nói ra, chuyện gì thế này? Trong cơ thể ta linh khí dòng sông được tạm thời chế trụ. Bây giờ căn bản tăng lên không khởi linh khí đến rồi. Thân thể cực kỳ to lớn Tráng Thạch Thiên Ninh, nụ cười trên mặt hắn cực kỳ sán lạn. Hắn cười nói, xem ra lúc này liền ông trời đều đứng ở chúng ta bên này, nguyên bản là tính hai chúng ta liên thủ đối phó cái này tiểu rác rưởi, sợ là chúng ta cũng sẽ thụ vết thương không nhẹ, nhưng bây giờ mọi người linh khí đều được chế trụ, chỉ có thể dùng được nhục thân để chiến đấu rồi. Trên đất huyền giới cùng trong đồng lứa, ta dám khẳng định không có ai so ta nhục thân còn cường hãn hơn được rồi. Trần Nguyên Hàn nghe được Thạch Thiên Ninh lời nói sau, khóe miệng hắn cũng hơi nhếch lên, lúc này Thạch Thiên Ninh nói cũng thực không tồi, hắn hiện tại cũng không có tâm tư lo lắng giữa bầu trời bốn câu lời nói ý tứ rồi. Trước mắt trước đem Diệp Thần Phong phế bỏ mới là chính sự, hắn biết Thạch Thiên Ninh thực lực tuy nhiên tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Nhưng hắn nhục thân cường độ có thể có luân hồi cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ. Đối mặt bốn phía biến hóa, Diệp Thần Phong thủy chung là gặp không sợ hãi, hắn khi nghe đến Thạch Thiên An hòa Trần Nguyên Hàn đối thoại sau, hắn cũng xác định không cách nào vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông rồi, hắn đem trong tay Thanh Vân Kiếm thả lại trên lưng, bây giờ đối với Thanh Vân Kiếm trọng lượng, Diệp Thần Phong là hoàn toàn thích ứng. Thạch Thiên Ninh trên mặt hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Bờ vai của hắn đột nhiên run lên, ngón tay chỉ ở trên người mình nhiều chỗ huyệt vị, sát theo đó, trên người của hắn bắp thịt chợt bắt đầu bành trướng lên, thiên kim thân. Xé tan, xé tan, xé tan. Thạch Thiên Ninh quần áo trên người trong nháy mắt nứt toác, trên người của hắn bắp thịt làm lớn ra gấp mấy lần, tại trên da của hắn chả che lấp một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt, từ hắn nhục thân bên trong truyền ra nhất cổ sức mạnh cường hãn. Hôm nay kim thân cũng coi như là một loại bí thuật, thi triển thiên kim thân không cần bất kỳ linh khí, có thể để cho người sử dụng nhục thân cường độ trong nháy mắt mức độ lớn tăng trưởng, thế nhưng tại hiệu quả đi qua đó, người sử dụng hội cả người vô lực 10 chừng 5 ngày. Hôm nay kim thân tác dụng phụ muốn so ra ngọc đường huyết chi nguyền rủa nhẹ hơn rất nhiều. Thạch Thiên Ninh nguyên bản nhục thân cường độ đã tại luân hồi cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ, nhưng đang sử dụng thiên kim thân sau. Cơ thể hắn cường độ trong nháy mắt bạo đã tăng tới luân hồi cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Bởi vì nhục thân cường độ thì không cách nào cảm ứng được tới, cho nên Thạch Thiên Ninh đám người không biết Diệp Thần Phong nhục thân cường độ đã tới cái gì tầng thứ. Bất quá, bọn hắn có thể không tin tưởng Diệp Thần Phong hội cố ý tu luyện nhục thân, dù sao Diệp Thần Phong thân thể quá bạc nhược, nhìn qua nhục thân cường độ sẽ không cường hãn đi nơi nào. Trần Nguyên Hàn đang nhìn đến Thạch Thiên Ninh thi triển thiên kim thân sau, hắn cười nói, xem ra ngươi là dự định toàn lực ứng phó. Cả người khí huyết nồng nặc Thạch Thiên Ninh, hắn liếm môi một cái. Nói ra, ta cũng không muốn tại lật thuyền trong mương, tuy rằng ta biết cho dù ta không thi triển thiên kim thân, ta cũng có thể đem này tiểu rác rưởi ép chết, nhưng ta vẫn còn muốn chú ý cẩn thận một ít. Trong khi nói chuyện, Thạch Thiên Ninh liếc mắt nhìn trên mặt đất khí tức càng ngày càng yếu Giang Ngọc Đường. Mà Giang Ngọc Đường tại cảm thấy được linh khí dòng sông bị áp chế, nhìn thấy Thạch Thiên Ninh thi triển thiên kim thân sau. Hắn trên khuôn mặt già nua hồi quang phản chiếu rồi, ở dưới loại tình huống này, Diệp Thần Phong sức chiến đấu căn bản là không phát huy ra được rồi, muốn so thịt giáp thân cường độ, Diệp Thần Phong liền cho Thạch Thiên Ninh sách giày cũng không xứng. Đây là Giang Ngọc Đường xuất hiện tại ý nghĩ trong lòng. Hắn biết thi triển thiên kim thân Thạch Thiên Ninh, nhục thân cường độ sắp trở nên càng thêm đáng sợ. Thoi thóp một hơi Giang Ngọc Đường, hắn dùng hết toàn lực quát, Diệp Thần Phong, người cái tiểu tạp. Loại, ha ha ha, người không nghĩ tới đi, hôm nay người phải bồi ta cùng nhau lên đường rồi, ta yếu nhìn tận mắt người chết tại trước mặt ta. Tại Giang Ngọc Đường gầm rú thời điểm, giống như một đài hình người nghiền ép cơ Thạch Thiên Ninh. Hắn mạnh mẽ đâm tới hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, trong miệng cười lạnh nói, tiểu rác rưởi, người nói muốn cho ta trước tiên phế bỏ ngươi thủ đâu này. Vẫn là của ngươi chân. Thạch Thiên Ninh đối cơ thể của mình cường độ là tự tin tràn đầy. Dù sao hắn mấy ngày liền kim thân đều thi triển ra, hơn nữa hắn bây giờ nhục thân cường độ đã đến luân hồi cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, hắn xác định Diệp Thần Phong không thể tại nhục thân cường độ thượng vượt qua hắn. Thạch Thiên Ninh thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt,
bàn tay phải bay thẳng đến Diệp Thần Phong cánh tay trái đưa tới, nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong cánh tay trái trực tiếp lôi kéo xuống. Nằm ở trên mặt đất Giang Ngọc Đường cùng đứng ở cách đó không xa Trần Nguyên Hàn, hai người bọn họ trên mặt đều mang nụ cười. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong cũng đưa tay ra muốn đi đỡ Thạch Thiên Ninh thủ trưởng, Trần Nguyên Hàn là cười lạnh nói, không biết sống chết. Mà Giang Ngọc Đường nhưng là trên mặt hiện lên vẻ chờ mong. Hắn muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong thống khổ cầu xin tha thứ dáng dấp. Nhưng mà, hiện thực nhất định phải để Giang Ngọc Đường cùng Trần Nguyên Hàn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Diệp Thần Phong thủ trưởng cùng Thạch Thiên Ninh thủ nắm giữ lại với nhau, Thạch Thiên Ninh khuôn mặt lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Bàn tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, miệng quát nát tan. Cho đủ nát tan. Nhưng một giây sau, Thạch Thiên Ninh liền trong nháy mắt thay đổi sắc mặt rồi. Thạch Thiên Ninh cảm giác mình thật giống nắm tại một khối bền chắc không thể phá được bàn trên đá, khi hắn lại nhìn thấy Diệp Thần Phong phong đạm vân khinh biểu lộ lúc, trong lòng của hắn một cái lộp bộp. Hắn muốn thu hồi bàn tay của chính mình, nhưng Diệp Thần Phong lại dùng sức. Răng rác, răng rác, răng rác, xương phấn nát tan tiếng vang lên. Thạch Thiên Ninh thủ trưởng trong nháy mắt được Diệp Thần Phong nắm thành một bãi thịt giữa, chính là tay đứt ruột sót. Thạch Thiên Ninh trong cổ họng lập tức phát ra khàn cả giọng tiếng quát tháo, nụ cười trên mặt hắn cùng tự tin biến mất không còn chút nào. Thông qua vừa vặn Diệp Thần Phong nắm chặt sức mạnh, Thạch Thiên Ninh lấy bàn tay của chính mình hóa thành thịt giữa để đánh đổi, hắn ước chừng có thể suy đoán ra Diệp Thần Phong nhục thân cường độ rồi, hắn trong con ngươi vẻ hoảng sợ càng thêm thịnh vượng, hắn ngữ khí không dám tin nói ra, vòng, luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong nhục thân cường độ. Này, điều này sao có thể? Diệp Thần Phong khóe miệng lãnh đạm cười một tiếng nói, không có gì là không thể. Thạch Thiên Ninh là triệt để tuyệt vọng, hắn bây giờ mới biết vừa vặn đắc ý của mình. Tại Diệp Thần Phong trong mắt hoàn toàn là một chuyện cười, mà hắn chính là cái này chuyện cười bên trong khiêu lương tiểu sửu. Nhìn xem Diệp Thần Phong khóe miệng ý cười, Thạch Thiên Ninh là sợ hãi, thật sự sợ hãi. Nhưng Diệp Thần Phong nhưng lại lần nữa động thủ. Hắn buông lỏng ra Thạch Thiên Ninh hóa thành thịt giữa thủ trưởng, hắn một cước trực tiếp giẫm tại Thạch Thiên Ninh trên ngực. Thạch Thiên Ninh nhất thời cảm giác ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, căn bản không có năng lực chống cự. Thạch Thiên Ninh trực tiếp được Diệp Thần Phong một cước cho giẫm tại trên mặt đất, Diệp Thần Phong chân đáy ngọn nguồn hơi dùng lực một chút, Thạch Thiên Ninh ngực xương liền lập tức biến thành bột phấn, cực hạn thống khổ để Thạch Thiên Ninh muốn yêu cầu tha cho. Đáng tiếc còn không có đợi hắn mở miệng lần nữa, Diệp Thần Phong một cước liền đá vào Thạch Thiên Ninh phía bên trên đầu, Thạch Thiên Ninh đầu trong nháy mắt dường như dưa hấu bình thường bạo liệt ra. Chương 1690, người đáp đúng. Thạch Thiên Ninh trước khi chết lời đã nói, rõ ràng truyền đến Trần Nguyên Hàn cùng Giang Ngọc Đường trong tai. Diệp Thần Phong thậm chí có luân hồi cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong nhục thân cường độ. Thạch Thiên Ninh là trực tiếp được Diệp Thần Phong cho ép đè chết. Nguyên bản mất đi nửa người, ngã trên mặt đất Giang Ngọc Đường, hắn là chuẩn bị nhìn thấy Diệp Thần Phong thống khổ cầu xin tha thứ, ai biết sẽ là như vậy một cái khiến hắn dù như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới kết cục. Giang Ngọc Đường mũi cùng trong miệng hô hấp là càng ngày càng gấp rút rồi, trong con người vẻ mặt đang nhanh chóng ảm đạm xuống, trên khuôn mặt già nua cuối cùng là hiện lên một vệt hối hận vẻ, nhưng hôm nay hết thảy đều đã quá muộn, mũi cùng trong miệng hô hấp đột nhiên đứt đoạn mất. Giang Ngọc Đường ánh mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng, cả người là hoàn toàn chết rồi. Phong Lôi Tông, Kiếm Vũ Sơn Trang cùng Tinh Vân Tông tam đại thiên tài, bây giờ còn sống chỉ có Phong Lôi Tông Trần Nguyên Hàn rồi. Trần Nguyên Hàn nụ cười trên mặt từ lâu cứng ngắc, sắc mặt của hắn có vẻ cực kỳ dữ tợn, nhưng hôm nay giữa bầu trời bốn câu lời nói vẫn không có tiêu tan, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông vẫn là không cách nào vận chuyển lại. Tuy rằng hắn phi thường không muốn thừa nhận, thế nhưng trải qua vừa nãy Diệp Thần Phong nghiền ép Thạch Thiên Ninh sự tình, hắn biết mình nhục thân cường độ căn bản vô pháp cùng Diệp Thần Phong so sánh. Tại Thạch Thiên An Hòa Giang Ngọc Đường lần lượt chết đi sau đó Diệp Thần Phong ánh mắt chính là như ngừng lại Trần Nguyên Hàn trên người. Diệp Thần Phong biết chỉ cần đem này Trần Nguyên Hàn giải quyết, như vậy tại Long Nguyên trong bí cảnh hẳn là sẽ không có người sẽ cùng hắn đối nghịch. Trần Nguyên Hàn cảm thụ Diệp Thần Phong tràn ngập sát ý ánh mắt, trong lòng của hắn cảm giác so với ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn, hắn đột nhiên đem nửa người trên quần áo cho thoát, lộ ra một cái vàng rực rỡ bí danh. Tại bí danh bên trên còn có hai cái lẫn nhau quấn vòng quanh kim long. Áo lót này tên là Kim Long Bảo Giáp,
chính là Phong Lôi Tông đã từng tiến Long Nguyên bí cảnh người lấy được. Cái này Kim Long Bảo Giáp có thể tự mình chống đối những người khác công kích, bất quá, cái này Kim Long Bảo Giáp cũng không phải dùng linh khí đến vận chuyển, mà là chống đối một lần công kích. Kim Long Bảo Giáp liền sẽ hấp thu Trần Nguyên Hàn trong cơ thể một phần huyết dịch. Chống đối càng mạnh công kích, Kim Long Bảo Giáp hấp thu huyết dịch thì càng nhiều, dù sao thực lực càng mạnh người, tạo huyết công năng cũng là càng mạnh, cái này Kim Long Bảo Giáp không thể nghi ngờ là bảo mệnh bảo vật. Trần Nguyên Hàn lấy tư cách Phong Lôi Tông đệ nhất thiên tài, lại được khen là địa huyền giới đệ nhất thiên tài. Phong Lôi Tông lão tổ mới đưa Kim Long Bảo Giáp tạm thời giao cho Trần Nguyên Hàn sử dụng, mục đích đúng là bảo đảm Trần Nguyên Hàn có thể sống từ Long Nguyên trong bí cảnh đi ra. Trần Nguyên Hàn tin tưởng hữu Kim Long Bảo Giáp bảo vệ, cho dù Diệp Thần Phong nhục thân cường độ lợi hại, cần phải cũng tạm thời không cách nào muốn tính mạng của hắn. Diệp Thần Phong đang nhìn đến Trần Nguyên Hàn trên người Kim Long Bảo Giáp sau, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Kim Long Bảo Giáp chỗ bất phàm. Chính lúc Diệp Thần Phong muốn thử động thủ thời điểm, Kim Long Bảo Giáp trong nháy mắt tản ra nhu hòa kim quang, giữa bầu trời bốn câu lời nói cũng giống như rung động chuyển động. Này Kim Long Bảo Giáp dù sao cũng là Long Nguyên trong bí cảnh kết quả, có thể ảnh hưởng đến trên bầu trời bốn câu lời nói, này ngược lại cũng không kỳ quái. Trần Nguyên Hàn nhìn thấy Kim Long Bảo Giáp lại có thể ảnh hưởng đến giữa bầu trời bốn câu lời nói, khóe miệng hắn rốt cuộc lại hiện lên một vệt nụ cười, hắn đem lồng ngực của mình nhắm ngay trên bầu trời. Khác ở trên bầu trời bốn câu lời nói là càng ngày càng không ổn định rồi, từng cái kiểu chữ bắt đầu vặn vẹo lên. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, giữa bầu trời bốn câu lời nói trong nháy mắt biến thành kim quang, biến mất ở trên bầu trời không thấy. Ở trên bầu trời bốn câu lời nói biến mất sau, từ bầu trời bên trong chút xuống áp lực nặng nề cũng đã biến mất. Diệp Thần Phong cùng Trần Nguyên Hàn trong gân mạch linh khí dòng sông lần thứ hai khôi phục lại. Cảm giác được điểm này Trần Nguyên Hàn là mừng rỡ, nếu như ngay cả linh khí dòng sông cũng không có thể vận chuyển. Như vậy hắn liền căn bản chỉ có được Diệp Thần Phong hành hạ phần. Bây giờ linh khí dòng sông khôi phục đi qua, Trần Nguyên Hàn trong lòng lại khôi phục một ít sức lực, nếu như liều đánh một trận tử chiến lời nói, như vậy hắn tin tưởng chính mình vẫn có chiến thắng Diệp Thần Phong cơ hội. Dù sao Diệp Thần Phong mới tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực. Tại trong gân mạch linh khí dòng sông khôi phục trong nháy mắt, Trần Nguyên Hàn thân ảnh liền hướng Diệp Thần Phong lướt tới. Tốc độ cực kỳ nhanh. Trần Nguyên Hàn được công nhận là địa huyền giới đệ nhất thiên tài. Nhưng từ khi gặp phải Diệp Thần Phong sau đó tự ái của hắn cùng tự kiêu toàn bộ được đạp vỡ. Trong lòng của hắn không thể nào tiếp thu được sự thực này, hắn muốn tự tay chiến thắng Diệp Thần Phong, hắn muốn tự tay để Diệp Thần Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn yếu chứng minh chính mình nhưng vẫn là địa huyền giới đệ nhất thiên tài. Tiểu, xúc, sinh, ngươi không cần quá đắc ý, ta sẽ dùng hai tay của ta đến nói cho ngươi biết. Người mãi mãi cũng chỉ là ta bại tướng dưới tay Trần Nguyên Hàn. Trần Nguyên Hàn đang không ngừng tới gần Diệp Thần Phong đồng thời, thân ảnh của hắn lăng không mà lên, bàn tay phải tại giữa không trung hướng về Diệp Thần Phong bổ ra, chỉnh chỉ trên lòng bàn tay khí thế ngập trời. Trần Nguyên Hàn hóa thành tay đao này bàn tay phải, phảng phất là có thể đem núi đổi bổ nứt, đem nước sông chém nứt khai sơn liệt địa. Giữa không trung ngưng tụ ra một đạo bàn tay khổng lồ ấn. Bàn tay này hướng về Diệp Thần Phong đầu vỗ xuống rồi. Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác chung quanh khí lưu vô cùng hỗn loạn, trên mặt da thịt cũng cảm giác từng trận đâm nhói, hắn trực tiếp đem Thanh Vân kiếm rút ra, trong cơ thể cấp 3 hàn băng kiếm ý hơi động, long tường cửu thiên. Ba cái ngưng tụ mà thành màu trắng cự long, nhất thời hướng về cự đại thủ trưởng ấn đánh tới. Oanh! Một tiếng, ba cái màu trắng cự long cùng giữa không trung giấu bàn tay đồng thời biến mất. Thế nhưng, trong quá trình này, Trần Nguyên Hàn động tác lại không có đình chỉ, hai cánh tay của hắn ở trong không khí một trận vung vẩy, khóe miệng hắn lộ ra tất thắng nụ cười, hắn giữ tợn quát lên tiểu. Xúc, sinh, ngươi có hay không nghe nói qua áo nghĩa? Hôm nay ta liền cho ngươi đến mở mang cái gì là áo nghĩa sức mạnh. Tại toàn bộ địa huyền giới lĩnh ngộ áo nghĩa người 10 ngón tay đầu đều đếm ra. Áo nghĩa trên đất huyền giới là so kiếm ý càng thêm thần bí. Thế nhưng tại toàn bộ địa huyền giới, coi như là lĩnh ngộ áo nghĩa người, bọn hắn cũng là đối áo nghĩa kiến thức nửa vời, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đem áo nghĩa đơn giản vận dụng một chút, căn bản vô pháp đem áo nghĩa uy lực thực sự phát huy ra. Nhưng cho dù như thế, áo nghĩa trên đất huyền giới rất nhiều trong mắt người đã là bó tay rồi,
Diệp Thần Phong khi nghe đến Trần Nguyên Hàn lời nói sau, hắn khẽ cau mày, hắn không nghĩ tới Trần Nguyên Hàn dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ áo nghĩa. Xem ra Trần Nguyên Hàn thiên phú thật là không tệ, Trần Nguyên Hàn lĩnh ngộ chính là thủy chi áo nghĩa. Này thủy chi áo nghĩa muốn so Phượng Hoàng áo nghĩa cùng Kỳ Lân áo nghĩa cấp thấp một chút. Trần Nguyên Hàn tại vận chuyển thủy chi áo nghĩa đồng thời, hắn trả thi triển một loại trong thời gian ngắn tăng cao thực lực bí thuật, trên người hắn mãnh liệt thật khí thế tăng vọt. Song quyền vung ra, tuyệt mệnh đánh giết. Tiểu, xúc, sinh, đi chết đi cho ta, ngươi chắc chắn phải chết rồi. Thủy nguyên tố tại Trần Nguyên Hàn trước người nhanh chóng ngưng tụ, nhanh chóng hình thành một cái to lớn thủy long, này to lớn thủy long hướng về Diệp Thần Phong xung kích tới. Diệp Thần Phong từ trong túi càn khôn lấy ra hỏa vẫn kiếm, hắn dự định thi triển thần thú phá thiên, dù sao thần thú phá thiên power muốn so thập giai bất khuất kiếm ý mạnh hơn, đặc biệt là dùng lửa vẫn kiếm triển khai ra. Diệp Thần Phong trong cơ thể cấp 3 hỏa chi kiếm ý, Phượng Hoàng áo nghĩa cùng Kỳ Lân áo nghĩa đồng thời vận chuyển. Chỉnh cây đuốc vẫn trên thân kiếm bị ngọn lửa trong nháy mắt bao phủ, Diệp Thần Phong trên người là Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân khí tức đan vào. Hắn quát lên, hay là ta đến cho ngươi mở mang cái gì gọi là áo nghĩa đi. Hỏa vẫn kiếm vung ra, thần thú phá thiên. 3 con hỏa Phượng Hoàng cùng 3 con hỏa Kỳ Lân lập tức ngưng tụ mà thành, cái kia to lớn thủy long trong nháy mắt được hỏa Phượng Hoàng cùng hỏa Kỳ Lân cắn nuốt mất rồi. Trần Nguyên Hàn nhìn xem chính mình thủy long bị thôn phệ, cảm thụ hỏa Phượng Hoàng cùng hỏa Kỳ Lân chân chính khí tức. Hỏa Phượng Hoàng cùng hỏa Kỳ Lân vẫn không có tiêu tan. Chính hướng về Trần Nguyên Hàn tấn công tới, Trần Nguyên Hàn hoảng sợ trợn to hai mắt, hắn không thể tin được tự xem đến tất cả những thứ này đều là thật, trong miệng hắn thôn thôn thổ thổ nói, hỏa chi kiếm ý. Phượng Hoàng áo nghĩa, vẫn còn có Kỳ Lân áo nghĩa, chẳng lẽ nói ngươi là công tử thần bí? Dù sao trên đất huyền giới truyền lưu công tử thần bí là lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng Phượng Hoàng áo nghĩa người. Diệp Thần Phong chỉ là thuận miệng nói ra, đúng vậy, ngươi đáp đúng. Ngươi có thể đi thấy Diêm Vương ra rồi. Nghe vậy, Trần Nguyên Hàn giận dữ hét, ta không cam lòng, ta không cam lòng a hát. Ta muốn cho ngươi cho ta quỳ xuống, ta muốn cho ngươi cho ta quỳ xuống, ngươi không thể nào là ta Trần Nguyên Hàn đối thủ. Oanh! Một tiếng, Trần Nguyên Hàn trong miệng âm thanh im bặt đi, hắn trong nháy mắt được hỏa Phượng Hoàng cùng hỏa Kỳ Lân cắn nuốt mất rồi. Chương 1691, thần bí cường địch xuất hiện. Đợi đến hỏa Phượng Hoàng cùng hỏa Kỳ Lân biến mất sau. Trên người mặc kim long bảo giáp Trần Nguyên Hàn, hắn đã sớm ngã xuống trên mặt đất. Kim long bảo giáp giúp Trần Nguyên Hàn đã ngăn được đòn đánh này, bất quá, kim long bảo giáp trong nháy mắt hấp rơi mất Trần Nguyên Hàn trong cơ thể một phần lớn huyết dịch, ngăn cản công kích càng cường đại, như vậy này kim long bảo giáp hấp thu huyết dịch thì càng nhiều. Cho dù tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ Trần Nguyên Hàn, bên trong thân thể của hắn tạo huyết năng lực xem như là không tệ, nhưng một hơi thiếu rơi mất một phần lớn huyết dịch, toàn thân hắn rất nhiều da thịt đều khô quắt xuống, cả người trên mặt một chút hồng hào cũng không có. Trong cơ thể trong nháy mắt biến mất phần lớn huyết dịch, đây chỉ là để Trần Nguyên Hàn nằm ở một loại cực độ hư nhược trạng thái, nếu như có thể khiến hắn điều chỉnh một đoạn thời gian, hắn vẫn có thể khôi phục như cũ. Trần Nguyên Hàn ánh mắt phẫn nộ mà lại sợ hãi nhìn cách đó không xa Diệp Thần Phong, tuy rằng hắn hiện tại tạm thời còn chưa chết, thế nhưng lập tức hít đi nhiều huyết dịch như thế, bên trong thân thể của hắn hư không vô lực, thậm chí ngay cả từ mặt đất đứng lên cũng không làm được rồi. Trần Nguyên Hàn không nghĩ tới trước mắt Diệp Thần Phong, dĩ nhiên là địa huyền giới trong truyền thuyết công tử thần bí, có người nói công tử thần bí không phải chỉ lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng Phượng Hoàng áo nghĩa sao. Lúc trước hắn nghe được liên quan với công tử thần bí tin tức lúc, hắn còn khinh thường cảm thấy quá khoa trương, dù sao hắn cũng là lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa người. Mà bây giờ nghe được Diệp Thần Phong chính mồm thừa nhận là công tử thần bí, này triệt để đem Trần Nguyên Hàn đả kích tinh thần hỏng mất, công tử thần bí không chỉ có lĩnh ngộ hỏa chi kiếm ý cùng Phượng Hoàng áo nghĩa, lại vẫn lĩnh ngộ Kỳ Lân áo nghĩa. Hàn băng kiếm ý, cùng với một loại khác thập giai đại viên mãn kiếm ý. Trên đất huyền giới tại sao có thể có yêu nghiệt như thế người? Bực này thiên phú để Trần Nguyên Hàn cũng vọng trần mạc cập, hắn biết lấy Diệp Thần Phong như vậy thiên phú, một khi Diệp Thần Phong tương lai trưởng thành, e sợ toàn bộ huyền giới đều sẽ là Diệp Thần Phong thiên hạ rồi. Diệp Thần Phong đem hỏa vẫn kiếm thu hồi trong túi càn khôn. Mà thanh vân kiếm nhưng là treo lơ lửng ở sau lưng của hắn,
hắn từng bước hướng về Trần Nguyên Hàn đi tới. Trần Nguyên Hàn đang nhìn đến Diệp Thần Phong hướng về chính mình đi sau đó đi tới, trong lòng của hắn trừ vô cùng vô tận phẫn nộ ở ngoài, trong đó trà toát ra nhất cổ khủng hoảng, hắn hiện tại hoàn toàn không có năng lực chống cự. Hắn chả không muốn chết, hắn chả không có chút nào muốn chết. Nhìn xem Diệp Thần Phong càng đi càng gần, Trần Nguyên Hàn cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến cũng hỏng mất, hắn hoàn toàn cúi xuống chính mình cái kia cái gọi là kiêu ngạo đầu lâu, thanh âm hắn hư nhược nói ra, Diệp Thần Phong, làm người lưu một đường. Chỉ cần ngươi lần này buông tha ta, như vậy chúng ta lúc trước ân oán xóa bỏ. Diệp Thần Phong trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, hắn nói ra, nếu như là ngươi đánh bại ta, ta cho ngươi buông tha ta một lần. Chỉ sợ ngươi không những sẽ không bỏ qua ta, còn có thể hung hăng xấu hổ, nhục ta một phen chứ. Như vậy ta dựa vào cái gì muốn buông tha ngươi? Lại nói, cho dù ta bại bởi ngươi, ta cũng sẽ không đối với ngươi cầu xin tha thứ. Đối kẻ địch của mình bỏ đi tôn nghiêm, ngươi không cảm thấy này quá đáng xấu hổ sao? Ngươi Trần Nguyên Hàn tốt xấu cũng coi như là một thiên tài chứ. Các ngươi bình thường không phải mắt cao hơn đầu đấy sao? Cho tới bây giờ ngươi dĩ nhiên hướng về ta cầu xin tha thứ. Này chính là thiên tài A Hát, ta hôm nay cuối cùng là đã được kiến thức. Được Diệp Thần Phong như thế một trận trào phúng, sắc mặt tái nhợt Trần Nguyên Hàn, hắn trong nháy mắt tức giận dâng lên, hắn cắn chặt hàm răng. Quát lên tiểu, xúc, sinh, ngươi không nên quá phận rồi, ngươi hôm nay dám giết ta. Tương lai ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Ồ, thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn hảo hảo thử một lần rồi. Diệp Thần Phong nhấc chân hướng về Trần Nguyên Hàn ngực hung hăng đạp xuống. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Bởi Trần Nguyên Hàn trên người là ăn mặc kim long bảo giáp, cho nên, Diệp Thần Phong đối Trần Nguyên Hàn công kích, kim long bảo giáp cũng là có thể chống đỡ đỡ được, chỉ là kim long bảo giáp tại không ngừng mà hấp thu Trần Nguyên Hàn trong cơ thể tiên huyết. Diệp Thần Phong một cước lại một chân giẫm trên Trần Nguyên Hàn ngực. Mỗi một chân lực đạo chỉ là bình thường lớn nhỏ. Cho nên kim long bảo giáp không sẽ trong nháy mắt đem Trần Nguyên Hàn bên trong thân thể tiên huyết rút khô, chỉ là mỗi một lần hội rút sạch một ít mà thôi. Trần Nguyên Hàn cảm thụ trong cơ thể tiên huyết đang không ngừng trôi đi. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt trở nên càng ngày càng khô sẹp cùng nhăn nheo rồi, loại này từng điểm bị ép vào cảm giác của cái chết. Để Trần Nguyên Hàn là muốn hoàn toàn đã phát điên. Hắn không cách nào nhìn được rồi, hắn thật sự không cách nào nhìn được rồi. Trần Nguyên Hàn giọng nói chuyện là càng ngày càng suy yếu, hắn cắn răng nói ra, van cầu ngươi, buông tha ta lần này. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, bỏ qua ngươi là không thể nào, bất quá, ta có thể cho ngươi một cái sảng khoái. Diệp Thần Phong lần nữa nâng lên chân, mà lần này hắn là đã dùng hết toàn lực, trong cơ thể linh khí hướng về trên chân tuôn tới. Trần Nguyên Hàn nhìn xem Diệp Thần Phong lần nữa rơi xuống chân, trên mặt hắn các loại tâm tình hỗn hợp, tại trong con ngươi của hắn Diệp Thần Phong chân đang không ngừng phóng to. Ầm, một tiếng, Diệp Thần Phong chân lần nữa rơi xuống Trần Nguyên Hàn ngực, mà lần này, Trần Nguyên Hàn trong cơ thể còn dư lại hết thảy huyết dịch toàn bộ được kim long bảo giáp cho rút sạch. Trần Nguyên Hàn trong nháy mắt thành một cổ thây khô, trong thân thể của hắn thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có. Đang nhìn đến Trần Nguyên Hàn sau khi chết, Diệp Thần Phong đem trên người của hắn kim long bảo giáp cởi ra. Hiện tại Diệp Thần Phong là có chút rõ ràng bạch kim long bảo giáp dùng làm rồi, này kim long bảo giáp tuy rằng có thể chống đối công kích, thế nhưng hấp thu huyết dịch quá mạnh, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói căn bản tính không ra. Dù sao Diệp Thần Phong có thể thi triển bất tử kim thân, nếu như bên trong thân thể thần huyết được kim long bảo giáp cho hấp thu, đây không phải là kiếm chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn mà. Chỉ cần có một hơi tại, thi triển bất tử kim thân là có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, này muốn so kim long bảo giáp thực dụng hơn nhiều. Huống hồ kèm theo Diệp Thần Phong tại long bên trong thần điện thực lực tăng lên. Trong cơ thể hắn trước đó tiêu hao thần huyết không chỉ khôi phục, hơn nữa còn tăng lên một ít, lấy Diệp Thần Phong đoán chừng, bây giờ hắn hẳn có thể liên tục thi triển 4 lần là bất tử kim thân. Tiểu gia hỏa, trước đem cái này bảo giáp mang lên, cái này bảo giáp cũng hẳn là chỗ này long tộc tổ địa bên trong vật phẩm, hay là tương lai sẽ đối với ngươi hữu dụng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Khi nghe đến Lão Bạch lời nói sau,
Diệp Thần Phong đem Kim Long bảo giáp tiện tay bỏ vào trong túi càn khôn. Mà ở Diệp Thần Phong giải quyết xong ba đại tông môn thiên tài Trần Nguyên Hàn, Thạch Thiên An hòa Giang Ngọc Đường thời điểm. Long Nguyên bí cảnh nơi nào đó trên đỉnh ngọn núi. Nơi đó không gian đột nhiên một trận mãnh liệt vặn vẹo, bốn phía không khí trở nên bạo động lên. Sát theo đó, đỉnh núi không gian xuất hiện một cái hắc động lớn động lỗ hổng, có bốn bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh ngọn núi, này bốn bóng người bộ dáng nhìn như đều là 20 đến 30 tuổi ở giữa thanh niên. Bất quá, bọn hắn khí tức trên người lại là cực kỳ hùng hậu, mỗi một người đều tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, nếu như Diệp Thần Phong tại chỗ, hắn nhất định có thể cảm giác được bốn người này cực kỳ không tầm thường, tại thân thể bọn họ bên trong chả ẩn chứa một cỗ khí tức kinh khủng. Chỉ là được chính bọn hắn chế trụ rồi. Nói như vậy, bốn người này vô cùng có khả năng cũng không chỉ tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, bọn họ là đem thực lực chân chính của mình chế trụ rồi, nhưng này lại làm sao có thể chứ? Long Nguyên trong bí cảnh chỉ có luân hồi cảnh bên dưới người mới có thể tiến vào, cho dù đem thực lực áp chế cũng không được, liền ngay cả tứ đại tông môn lão tổ cũng không cách nào đem thực lực áp chế tiến vào Long Nguyên bí cảnh. Bốn người này căn bản không thể nào là địa huyền giới tứ đại tông môn người, bọn hắn hẳn là vừa mới tiến vào Long Nguyên bí cảnh bên trong. Long Nguyên bí cảnh lối vào lẽ nào không chỉ một? Có thể vào Long Nguyên bí cảnh sau, người không phải sẽ bị phân mở sao? Bốn người này làm sao có khả năng cùng nhau xuất hiện tại Long Nguyên bí cảnh đỉnh núi? Lần sau, tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ Trần Nguyên Hàn đã là địa huyền giới đệ nhất thiên tài rồi. Bốn người này ở bề ngoài thực lực liền có tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, lấy bọn hắn bề ngoài niên kỷ để phán đoán, nếu như bọn họ tất nhiên huyền giới người, bọn hắn hẳn là đã sớm trên đất huyền giới nổi danh, như vậy Trần Nguyên Hàn cũng căn bản sẽ không bị người xưng là địa huyền giới đệ nhất thiên tài rồi. Xuất hiện tại Long Nguyên bí cảnh nơi nào đó đỉnh núi bốn người này. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong hai vầng mặt trời, trên mặt bọn họ lộ ra một vệt hưởng thụ tình. Bọn hắn dĩ nhiên từ từ nhắm hai mắt lại, bọn hắn đang không ngừng hấp thu giữa bầu trời hai vầng mặt trời sức mạnh. Trong bốn người này, người cầm đầu mở mắt ra, nói ra, đúng vậy, chỗ này bí cảnh vô cùng tốt, nơi này hết thảy đều là của chúng ta rồi. Thần bí cường địch xuất hiện, mà Diệp Thần Phong giờ khắc này vẫn còn tia không biết chút nào. Chương 1692, Thiên Huyền Giới. Thu thập thiên lôi. Long Nguyên bí cảnh nơi nào đó đỉnh núi. Đột nhiên xuất hiện bốn tên thanh niên thần bí, trong đó vừa vặn mở miệng một người gọi là Trình Kình Thiên, mang trên mặt cường giả tự kiêu. Tại bốn người này bên trong, hẳn là lấy Trình Kình Thiên làm trung tâm. Ba người khác phân biệt gọi là Kiều Đực Mạnh, Bàng Tinh Phàm cùng Kim Văn Kỳ, trong đó Kiều Đực Mạnh thân thể tương đối khỏe mạnh, Bàng Tinh Phàm bên ngoài có phần xấu xí, mà Kim Văn Kỳ ngược lại là so sánh nhã nhặn. Sơ nhìn qua khá giống cổ đại người đọc sách. Trình Kình Thiên bọn bốn người mặc trên người thống nhất trang phục, tại bọn hắn ngực vị trí trả thêu một cái thái dương cùng trăng sáng đồ án. Kim Văn Kỳ trong tay cầm một cái la bàn, mắt hắn nhìn xem trên la bàn chỉ về, hắn mở miệng nói, lần này chúng ta bốn người phát hiện chỗ này bí cảnh, tiến vào chỗ này bí cảnh nhưng là hao phí chúng ta rất lớn một phen thời gian, hơn nữa ta cảm giác chỗ này bí cảnh có phần đặc thù. Ta mơ hồ cảm thấy long khí, hay là nơi này là viễn cổ thời đại sơ kỳ long tộc tổ địa. May là trên người chúng ta cũng có đặc thù pháp bảo, bằng không chúng ta tiến vào nơi này trong nháy mắt hội toàn bộ được tách ra. Long tộc tổ địa. Khi nghe đến Kim Văn Kỳ lời nói sau, Trình Kình Thiên, Kiều Đực Cường cùng Bàng Tinh Phàm ba người này, trong con ngươi của bọn họ trong nháy mắt lộ ra nóng rực ánh sáng, Trình Kình Thiên vội vàng hỏi, ngươi khẳng định nơi này là long tộc tổ địa. Kim Văn Kỳ gật đầu nói, Trình Sư Huynh, của ta suy đoán sẽ không có quá lớn ra vào, chỉ là chỗ này long tộc tổ địa lối vào, không phải chỉ chúng ta phát hiện một cái, căn cứ của ta thôi diễn, chỗ này long tộc tổ địa chắn đâm vào hai cái vị diện, còn có một cái cửa vào vô cùng có khả năng tại so với chúng ta hạ đẳng một cái vị diện bên trong. Ngươi nói là cái kia gọi là địa huyền giới vị diện. Chúng ta thiên huyền giới cùng địa huyền giới sớm đã bị ngăn cách không biết bao nhiêu năm tháng. Địa huyền giới đối với chúng ta thiên huyền giới người mà nói quả thực chính là chỗ man di mọi dợ. Kiều Đực Cường giã mở miệng nói ra. Kim Văn Kỳ hồi đáp, căn cứ của ta thôi diễn, chỗ này long tộc tổ địa xác thực đi ngang qua thiên huyền giới cùng địa huyền giới.
trên trời huyền giới cùng địa huyền giới đều có một chỗ cửa vào, nói không chắc bây giờ địa huyền giới cũng có người tiến vào chỗ này long tộc tròn tổ địa rồi. Trình Kình Thiên một mặt khinh thường nói, chỉ là địa huyền giới đối với chúng ta mà nói không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì, nếu không phải thiên huyền giới cùng địa huyền giới trong lúc đó được ngăn cách rồi, chúng ta thiên huyền giới người không cách nào đi tới đất huyền giới, bằng không địa huyền giới sớm chính là chúng ta thiên huyền giới vật trong túi. Nếu như ở nơi này gặp phải địa huyền giới người, trực tiếp giết là được rồi, hoặc là bắt lại hỏi một chút bây giờ địa huyền giới tình huống. Kim Văn Kỳ đối với Trình Kình Thiên cách nói cũng là cực kỳ tán thành, hắn mở miệng nói, Trình Sư Huynh, chỗ này long tộc tổ địa bên trong chỉ có luân hồi cảnh bên dưới người mới có thể tiến vào, cho nên nơi này nhất định là không ai có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, trên người chúng ta nếu không có áp chế thực lực pháp bảo. Sợ là chúng ta cũng căn bản không tiến vào được nơi này. Căn cứ phán đoán của ta, ở nơi này nếu như không cách dùng bảo áp chế thực lực lời nói, dựa vào chính mình căn bản vô pháp đem thực lực áp chế xuống. Xấu xí Bàng Tinh Phàm hỏi, Kim Sư Huynh, thiên huyền giới cùng địa huyền giới trong lúc đó được ngăn cách rồi, như vậy chúng ta có thể hay không thông qua chỗ này long tộc tổ địa đi hướng địa huyền giới? Kim Văn Kỳ lắc lắc đầu, nói ra, này e sợ không được, từ nơi nào tiến vào, đến lúc đó chúng ta liền sẽ từ nơi nào truyền tống ra đi. Bất quá, liền coi như chúng ta có thể đi hướng địa huyền giới, ta cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy, chỗ này long tộc tổ địa một khi đóng, phải chờ lần sau mở ra tối thiểu yếu 100 năm, vạn nhất chúng ta đã đến địa huyền giới. Trên đất huyền giới tài nguyên tu luyện tán loạn, như vậy chúng ta chẳng lẽ muốn lãng phí 100 năm sao? Trong bốn người hạch tâm Trình Kình Thiên, nói ra, không sai. Thu được chỗ này long tộc tổ địa bên trong chỗ tốt mới là trọng yếu nhất, thiên huyền giới 500 năm tổ chức một lần thịnh hội liền muốn bắt đầu. Chỉ cần ta tại thịnh hội bên trong rực rỡ hào quang, đến lúc đó ta tuyệt đối có thể trên trời huyền giới triệt để quật khởi. Lần này các ngươi giúp ta tại đây nơi long tộc tổ địa bên trong đạt được lợi ích, tương lai ta Trình Kình Thiên quật khởi ngày. Ta tuyệt đối sẽ không quên ba người các ngươi. Trình Kình Thiên, Kiều Đức Mạnh, Bàng Tinh Phàm cùng Kim Văn Kỳ bốn người này, bọn hắn tại đơn giản đàm luận một phen sau. Bọn hắn liền rời đi chỗ ở đỉnh núi. Bọn hắn chuẩn bị tại đây nơi long tộc tổ địa bên trong tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên. Mà Diệp Thần Phong tại đem Trần Nguyên Hàn đám người giải quyết sau. Hắn vốn là phải về đến lên trời trong các, dù sao long tộc truyền thừa cùng lên trời các có quan hệ. Hắn bây giờ chả không chút nào biết lại có người tiến vào long nguyên trong bí cảnh, còn có cái gì thiên huyền giới các loại, hắn cũng vẫn chưa từng nghe nói. Nhưng tại Diệp Thần Phong dựa vào ký ức hướng về lên trời các trở về thời điểm, trong biển ý thức của hắn đạo kia cửu thiên huyền lôi bắt đầu không ngừng nhanh chóng chuyển động, trước đó Diệp Thần Phong rút lấy rất nhiều lần cửu thiên huyền lôi sức mạnh, bây giờ đạo này cửu thiên huyền lôi bên trong lôi điện chi lực là giảm bớt một ít. Này cửu thiên huyền lôi đột nhiên biến hóa, Diệp Thần Phong cảm giác cửu thiên huyền lôi muốn đem hắn hướng về những nơi khác dẫn dắt. Bây giờ Trần Nguyên Hàn mấy người cũng đều chết hết. Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên nguy hiểm nên mức độ lớn hạ thấp. Cho nên, xuất phát từ nội tâm hiếu kỳ, Diệp Thần Phong cảm giác trong óc cửu thiên huyền lôi dẫn dắt phương hướng, hắn hướng về dẫn dắt phương hướng nhanh chóng lao đi, hắn dự định đi trước tìm tòi hư thực, sau đó, hắn lại về lên trời các. Diệp Thần Phong là một đường nhanh chóng đi tới. Ước chừng tại đi tới có sau 3 tiếng, dưới chân hắn bước chân đột nhiên ngừng lại. Không khí chung quanh bên trong khắp nơi đều tràn ngập bùm bùm thanh âm. Chỉ thấy tại Diệp Thần Phong trước mặt là một mảnh trời lôi. Khu, từng đạo màu xanh lá thiên lôi từ trên bầu trời bổ vào khu vực này. Khu vực này bầu trời được mây đen cho che lại. Một đạo tiếp lấy một đạo thiên lôi không ngừng tốc biến. Những này phách tại khu vực này thiên lôi, dĩ nhiên không có tản đi dấu hiệu. Toàn bộ tràn ngập ở khu vực này trong không khí. Lít nha lít nhít nhóm màu xanh lục thiên lôi khiến người ta nhìn đều cực kỳ hãi hùng khiếp vía. Mảnh này thiên lôi, khu hẳn là mới hình thành không bao lâu, giữa bầu trời không ngừng đánh xuống thiên lôi cũng hẳn là tại gần 1-2 giờ bên trong, bằng không Diệp Thần Phong thức hải cửu thiên huyền lôi sợ là sớm đã phải có phản ứng. Nhìn xem phía trước mặt trong không khí tràn ngập rậm rạp chằng chịt màu xanh lục thiên lôi, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Hắn biến dị sau thức hải nhìn trời lôi có khắc chế lực, hắn có thể đủ tại trong óc tồn trữ thiên lôi. Tuy rằng Diệp Thần Phong thức hải không thể tồn trữ quá nhiều thiên lôi,
bằng không hắn hội không cách nào khống chế, thế nhưng hắn có thể đủ tồn trữ lượng nhất định thiên lôi, thanh thiên lôi số lượng khống chế khi hắn có thể trưởng khống bên trong phạm vi. Tại Diệp Thần Phong đi tới nơi này vùng trời lôi, khu trước sau đó hắn mi tâm thức hải phía trên đạo kia cửu thiên huyền lôi là lấp lóe càng ngày càng lợi hại, thật giống có phần đã không thể chờ đợi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, những này màu xanh lá thiên lôi chỉ là một chút tán lôi mà thôi, tán lôi thật sự chính thiên lôi power phải yếu hơn không ít, bất quá, những này tán lôi cũng đầy đủ ngươi thức hải hấp thu. Nghe vậy, Diệp Thần Phong bóng người liền không chút do dự tiến vào thiên lôi. Trong vùng, tràn ngập ở trong không khí màu xanh lục tán lôi, tại Diệp Thần Phong chạm vào chúng nó sau đó những này tán lôi là mãnh liệt hướng về Diệp Thần Phong thân thể bổ tới. Tại màu xanh lục tán lôi bừa bãi tàn phá dưới, Diệp Thần Phong thân thể nhất thời trở nên da chóc thịt bong được rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong trong mi tâm hai mảnh thức hải cũng bắt đầu trở mình vọt lên, từ mi tâm của hắn trung lập ngựa sinh ra nhất cổ sức hút, cỗ lực hút này không ngừng dẫn dắt từng đạo màu xanh lục tán lôi sức mạnh, hướng về hắn trong mi tâm trong óc chảy tới. Tại Diệp Thần Phong mi tâm sản sinh lực kéo trong nháy mắt, những này màu xanh lục tán lôi sức mạnh liền không nữa bừa bãi tàn phá thân thể của hắn rồi. Màu xanh lục tán lôi sức mạnh khi tiến vào Diệp Thần Phong trong óc sau, không có tại trong biển ý thức của hắn hình thành từng đạo thiên lôi, những này tán lôi sức mạnh mà là được cửu thiên huyền lôi cho không ngừng cắn nuốt. Màu đỏ cửu thiên huyền lôi không ngừng đem màu xanh lục tán lôi sức mạnh bổ sung thành của mình lôi điện chi lực. Diệp Thần Phong mi tâm dẫn dắt lực lượng một mực tại tiếp tục. Giữa bầu trời cũng vẫn cứ tại bổ xuống từng đạo màu xanh lá tán lôi. Diệp Thần Phong không ngừng đem màu xanh lục tán lôi sức mạnh hấp thu tiến thức hải của mình bên trong. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đã hấp thu hơn 30 đạo màu xanh lục tán lôi rồi, nhưng những này tán lôi toàn bộ không có tại mi tâm của hắn hình thành thiên lôi, một mạch đều bị đạo kia cửu thiên huyền lôi cho hấp thu. Cái kia đạo hồng sắc cửu thiên huyền lôi bên trong lôi điện chi lực trở nên càng cường hãn hơn rồi. Hơn nữa đạo kia cửu thiên huyền lôi không chút nào đình chỉ hấp thu ý tứ. Biến cố này để Diệp Thần Phong là nhíu nhíu mày, bất quá, theo cửu thiên huyền lôi hấp thu tán lôi càng ngày càng nhiều, hắn cũng không có cảm giác đến trong óc không khỏe, hắn này mới chậm rãi yên tâm xuống, dù sao tuy rằng hắn không cách nào đem đạo này cửu thiên huyền lôi thả ra ngoài, thế nhưng hắn có thể đủ lấy ra đạo này cửu thiên huyền lôi bên trong sức mạnh. Chương 1693, Lôi đỉnh giết. Tràn ngập màu xanh lục tán lôi thiên lôi, trong vùng, Diệp Thần Phong dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, dù sao hắn mi tâm sinh ra lực kéo, hoàn toàn bao trùm khu vực này. Trong mi tâm hai mảnh thức hải không ngừng sôi trào, từng đạo màu xanh lục tán lôi khi tiến vào trong óc sau đó nhưng vẫn là được đạo kia cửu thiên huyền lôi đang nhanh chóng hấp thu. Diệp Thần Phong thức hải phía trên đạo kia cửu thiên huyền lôi màu đỏ trở nên càng thêm tươi đẹp rồi. Màu đỏ ánh chớp không ngừng tại Diệp Thần Phong trong óc lập lòe, bên tai liên tục quanh quẩn lôi điện chói tai âm thanh. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, hắn thời khắc đều cảm ứng trong óc nhất cử nhất động, nhưng trong chớp mắt, cái kia đạo hồng sắc cửu thiên huyền lôi lóe lên càng lúc càng nhanh, tại Diệp Thần Phong trong óc là ánh chớp tăng mạnh, mơ hồ có một loại đâm nhói ở trong đầu hắn vang vọng ra. Diệp Thần Phong trong lòng có phần dự cảm không tốt, hắn đột nhiên mở mắt ra. Mi tâm sinh ra lực kéo cũng không phải hắn có thể khống chế, hắn muốn lập tức đi ra khu vực này, tạm thời đình chỉ thu thập thiên lôi rồi. Nhưng mà, liền ở Diệp Thần Phong đứng lên muốn rời khỏi trong nháy mắt, hắn thức hải phía trên đạo kia cửu thiên huyền lôi, ánh chớp lóe lên tốc độ càng thêm nhanh, nhanh đến nhân nhục mắt căn bản thấy không rõ lắm rồi. Đồng thời, tại ánh chớp lấp lánh không ngừng tăng nhanh thời điểm, Diệp Thần Phong mi tâm nhìn trời lôi lực kéo cũng nhất thời tăng nhanh. Chung quanh màu xanh lục tán lôi một mạch chen chúc mà tới. Rậm rạp chằng chịt màu xanh lục tán lôi nhanh chóng trào vào Diệp Thần Phong giữa chân mày, dường như muốn đem Diệp Thần Phong thức hải trong nháy mắt no bể bụng. Trong khu vực này màu xanh lục tán lôi trong nháy mắt hướng về Diệp Thần Phong vây quanh, vô số màu xanh lục tán lôi tại Diệp Thần Phong bốn phía là vây gió thổi không lọt. Những này màu xanh lục tán lôi là tranh nhau chen lấn tràn vào Diệp Thần Phong giữa chân mày. Giờ khắc này trong biển ý thức của hắn đã là ánh chớp đại tác. Đạo kia cửu thiên huyền lôi cũng không cách nào một hơi đem tràn vào màu xanh lục tán lôi toàn bộ hấp thu xong. Mấy ngàn đạo lục sắc tán lôi không ngừng tràn vào Diệp Thần Phong trong óc,
này làm cho hắn trong nháy mắt đầu đau như búa bổ. Hắn phát hiện mảnh này thiên lôi, khu là theo chân hắn, mặc kệ hắn đi hướng nào, mảnh này thiên lôi. Khu liền hướng nơi nào di động. Mi tâm nhìn trời lôi lực kéo trả đang không ngừng gia tăng, Diệp Thần Phong chỉnh cái thân thể của con người có một chút co quắp. Bỗng nhiên, mi tâm lực kéo phảng phất biến thành một vòng xoáy khổng lồ, chu vi còn lại hết thảy màu xanh lục tán lôi. Toàn bộ lập tức trào vào trong biển ý thức của hắn. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy trong đầu là một trận không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đau nhức, sát theo đó, trong đầu hắn ý thức tự chậm chậm bắt đầu mơ hồ, thân thể trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tuy rằng chung quanh màu xanh lục tán lôi toàn bộ được Diệp Thần Phong cho hấp thu xong, thế nhưng giữa bầu trời còn tại phách hạ một đạo đạo tán lôi. Những này bổ xuống màu xanh lục tán lôi, nhưng vẫn là không ngừng tiến vào hôn mê Diệp Thần Phong trong óc. Cũng không dùng chúng ta ra tay rồi. Tên tiểu tử này tất cả bình thường, chỉ là tạm thời hôn mê đi, trong biển ý thức của hắn đạo kia cửu thiên huyền lôi đối với hắn cũng cấu bất thành uy hiếp, chỉ là bởi vì tán lôi tràn vào quá nhanh rồi, này mới khiến cho hắn hôn mê. Lão Bạch Ngô Phong rỗi rảnh thanh âm vang lên. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói theo, tiểu tử này trong óc đạo kia cửu thiên huyền lôi. Bây giờ xem ra rất có thể cùng thức hải của hắn dung hợp lại cùng nhau rồi. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Tại ngày thứ hai thời điểm, giữa bầu trời mây đen tản đi rồi, màu xanh lục tán lôi cũng không lại bổ xuống rồi, chung quanh thiên lôi. Khu là hoàn toàn biến mất rồi. Nhưng Diệp Thần Phong không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Lại qua sau 5 ngày. Nằm ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, mí mắt của hắn cuối cùng là rung động 2 lần, hắn từ từ mở mắt ra, hắn híp mắt nhìn lên bầu trời bên trong 2 vầng mặt trời, trong đầu hắn còn có chút mơ mơ màng màng đây. Tại từ trên mặt đất ngồi sau khi thức dậy, Diệp Thần Phong mới chậm rãi nhớ lại hôn mê chuyện lúc trước, hắn lập tức tra nhìn lên thức hải của mình. Chỉ thấy mi tâm 2 mảnh thức hải phía trên, đạo kia cửu thiên huyền lôi màu sắc đỏ đã đến cực hạn. Đỏ có phần biến thành đen, trong đó đã bao hàm nhất cổ cực kỳ khủng bố uy năng, cũng còn tốt Diệp Thần Phong trong đầu căng đau toàn bộ biến mất rồi, đạo này khủng bố cửu thiên huyền lôi không có đối với thức hải của hắn sản sinh bất lương phản ứng. Mà tại cửu thiên huyền lôi bên cạnh còn có 2 đạo lục sắc tán lôi, cái này 2 đạo lục sắc tán trong lôi ẩn chứa uy năng quả thực là không thể cùng cửu thiên huyền lôi so sánh. Diệp Thần Phong trong lòng là một trận không sảng khoái. Nhiều như vậy màu xanh lục tán lôi tiến vào thức hải của mình, kết quả mới tại trong biển ý thức của hắn tạo thành 2 đạo tán lôi. Diệp Thần Phong đoán chừng cái này 2 đạo tán lôi, mỗi một đạo uy lực đại thể có thể đánh chết luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Này làm cho hắn là có chút không hài lòng lắm. Diệp Thần Phong thử đi khống chế cái này 2 đạo lục sắc tán lôi, cũng còn tốt cái này 2 đạo lục sắc tán lôi là hắn có thể khống chế. Diệp Thần Phong lại thử đi khống chế một cái đạo kia cửu thiên huyền lôi, hắn phát hiện mình vẫn là không cách nào khống chế cửu thiên huyền lôi, bất quá, lấy ra cửu thiên huyền lôi sức mạnh vẫn có thể làm được. Bùm bùm. Diệp Thần Phong bàn tay phải trong nháy mắt được màu đỏ cửu thiên huyền lôi cho bao trùm rồi. Bây giờ bao vây lấy Diệp Thần Phong bàn tay cửu thiên huyền lôi so với trước kia phải cường hãn hơn không ít. Diệp Thần Phong nhìn xem bên phải cách đó không xa một tòa núi cao, trong đầu hắn không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, thân ảnh của hắn ngự không bay lên. Rất nhanh, Diệp Thần Phong liền đi tới trên sườn núi. Diệp Thần Phong đoán chừng từ sườn núi một cái trách đến mặt khác một bên, này hướng ngang độ rộng đại khái có hơn 100 mét đây. Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen, màu đỏ cửu thiên huyền lôi liền lần nữa bọc lại hắn chỉnh bàn tay. Diệp Thần Phong muốn thử một chút có thể hay không đem lấy ra cửu thiên huyền lôi sức mạnh không ngừng tích lũy. Tại lấy ra lần thứ 2 thời điểm, Diệp Thần Phong bàn tay màu đỏ lôi điện đan dệt càng thêm mãnh liệt, khóe miệng hắn lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, xem ra hắn này một cái ý nghĩ là có thể được. Diệp Thần Phong lại bắt đầu rút lấy lần thứ 3, lần thứ 4. Diệp Thần Phong bàn tay phải thượng màu đỏ trong sấm sét huy năng đang không ngừng gia tăng. Tại lấy ra đến lần thứ 5 thời điểm, Diệp Thần Phong cảm giác bàn tay của chính mình mơ hồ có loại đau nhói, bất quá, này còn chưa có tới Diệp Thần Phong cực hạn. Thẳng đến rút lấy lần thứ 8, Diệp Thần Phong được mãnh liệt màu đỏ lôi điện bao vây lấy bàn tay phải, trên da bắt đầu có loại cháy đen sắc sinh ra, hơn nữa hắn cảm giác chỉnh bàn tay bên trong xương cũng có loại toàn bộ vỡ vụn khuynh hướng.
Diệp Thần Phong biết lấy ra 8 lần cửu thiên huyền lôi sức mạnh tích lũy, này cũng đã chính là của hắn cực hạn. Bùm bùm, đâm nhói màng tai thanh âm, không ngừng vang vọng tại Diệp Thần Phong bên tai. Diệp Thần Phong được đan vào màu đỏ khủng bố lôi điện bao vây lấy bàn tay phải, cực kỳ tấn mãnh đặt tại trên sườn núi. Đá vụn 4P, ầm, 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 thanh âm không dứt bên tai. Bao vây lấy Diệp Thần Phong bàn tay phải màu đỏ lôi điện, trong nháy mắt xuyên thấu trên sườn núi hòn đá, hơn nữa còn đang không ngừng hướng phía trước xuyên thấu mà đi. Chỉ thấy trên sườn núi xuất hiện một cái thành đầu người một giống như động khẩu lớn nhỏ, cái động này khẩu một mực kéo dài tới núi một bên khác, hai bên trực tiếp bị triệt để đánh xuyên qua rồi. Phải biết ngọn núi này hướng ngang độ rộng có hơn 100 mét đây này. Bất quá! Diệp Thần Phong đoán chừng cho dù ngọn núi này độ rộng tăng thêm nữa thượng không ít, lấy vừa vặn lôi điện power, nhưng vẫn là có thể đánh một cái đối xuyên. Bực này lực xuyên thấu cùng lực phá hoại nghiễm nhiên là tốt lắm lắm rồi, Diệp Thần Phong đoán chừng một chiêu này giết chết một tên luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ là không thành vấn đề rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong vừa vặn bị lôi điện bao phủ bàn tay phải, hôm nay là đâm nhói cực kỳ, nếu như lại tích lũy một lần cửu thiên huyền lôi sức mạnh. Chỉ sợ hắn chỉnh bàn tay xương liền muốn bể nát, hay là về sau theo thực lực cùng nhục thân cường độ tăng lên, Diệp Thần Phong bàn tay có thể thừa nhận được thiên lôi chi lực hội càng nhiều hơn. Được thiên lôi bao vây lấy bàn tay phải e sợ cần nghỉ ngơi 3 tiếng mới có thể khôi phục, một chiêu này là không thể đủ liên tục là thi triển, bằng không trong bàn tay xương nhất định sẽ toàn bộ vỡ vụn, thế nhưng kỳ uy lực thật ra khiến Diệp Thần Phong thật hài lòng. Dù sao trong biển ý thức của hắn đạo kia cửu thiên huyền lôi lực lượng là một mực có thể lấy ra. Diệp Thần Phong bàn tay vi vi nắm chặt, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười, một chiêu này mặc dù có hạn chế, nhưng power tạm thời muốn so thần thú phá thiên cùng thập giai bất khuất kiếm ý đều phải cường hãn hơn. Hắn không khỏi tự nói, đúng vậy, ta phải cho một chiêu này lấy một cái tên, có, về sau một chiêu này tự kêu là lôi đình giết đi. Bị rút lấy nhiều như vậy lôi điện chi lực, Diệp Thần Phong trong óc đạo kia cửu thiên huyền lôi sức mạnh cũng không có giảm yếu bao nhiêu, xem ra lôi đình giết vẫn có thể thi triển rất nhiều lần đây. Cho dù cửu thiên huyền lôi sức mạnh giảm bớt, về sau bổ sung lại một ít là được rồi, hắn tin tưởng theo thực lực của mình tăng lên, hắn có thể đủ thi triển lôi đình giết power cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chương 1694, thực lực tuyệt đối chênh lệch. Tại Diệp Thần Phong sáng tạo ra lôi đình giết một chiêu này thời điểm. Long Nguyên bí cảnh nơi nào đó trong sơn cốc, tiếng đàn không ngừng lượn lờ ở trong đó. Chỉ thấy thiên âm môn du thủy giao, người thon dài 10 ngón không ngừng kích thích trước mặt đàn cổ thượng dây đàn. Sau lưng du thủy giao còn đứng 4 người, trong đó Lý Nguyệt Sương, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Còn có một người cùng Lý Nguyệt Sương giống nhau là thiên âm môn nữ đệ tử, tên của nàng gọi là Mai Đình Đình. Thực lực tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Mai Đình Đình cùng Lý Nguyệt Sương như thế đối thiệu được có ái mộ chi tình, nàng là tại mấy ngày trước cùng du thủy giao đám người hội hợp. Mà Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên hai người này, tại Tả Phi Bạch đi tới lên trời cắt sau, hai người bọn họ liền đồng thời tại phụ cận lịch luyện, nhưng bọn họ cũng không lâu lắm liền gặp du thủy giao đám người. Mai Đình Đình tại biết mình ái mộ Thiệu Đực đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, sau đó nàng và Lý Nguyệt Sương như thế đối Diệp Thần Phong sinh ra căm hận, thậm chí đối với Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên cũng sinh ra căm hận. Lúc trước nếu không có Du Thủy Giao ngăn cản, Mai Đình Đình cùng Lý Nguyệt Sương liền muốn đối Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên động thủ. Du Thủy Giao thân là thiên âm môn đệ nhất thiên tài, lời của nàng vẫn rất có lực uy hiếp, người cảnh cáo Mai Đình Đình cùng Lý Nguyệt Sương hai người kia. Nếu như hai người bọn họ còn dám đối Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên động thủ, như vậy các nàng đem bị trục xuất thiên âm môn. Du Thủy Giao đối Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên vô cùng khách khí, chả mời hai người bọn họ đồng thời tại phụ cận rèn luyện, dù sao Long Nguyên trong bí cảnh nguy hiểm chồng chất, người muốn phải tận lực trông nom một cái Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên. Tuy rằng Thiệu Đực xem như là chết trong tay Diệp Thần Phong, nhưng Thiệu Đực hoàn toàn là tự làm tự chịu. Du Thủy Giao trong lòng là thiên hướng Diệp Thần Phong, sư phụ nàng Tô Băng Vân nếu nói rồi yếu bọn hắn cùng Diệp Thần Phong kết làm minh hữu. Như vậy nàng liền tuyệt đối sẽ nghe theo chính mình lời của sư phụ. Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên đối Du Thủy Giao vẫn rất có hảo cảm, dù sao Du Thủy Giao đối bọn họ đều là cực kỳ khách khí cùng nhiệt tình. Tại Du Thủy Giao mời hai người bọn họ đồng thời rèn luyện sau,
hai người bọn họ đang suy tư trong đó lợi và hại, sau đó bọn hắn vẫn là quyết định tạm thời cùng Du Thủy Giao đồng thời lịch luyện. Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên thực lực quá yếu. Nếu như hai người bọn họ lịch luyện lời nói, như vậy bọn hắn chỉ có thể tại lên trời các phụ cận đi động một cái. Đương nhiên hai người bọn họ cũng là tin tưởng Du Thủy Giao tuyệt đối không phải có mưu đồ khác. Nếu như Du Thủy Giao yếu đối với bọn họ động thủ lời nói, như vậy căn bản không cần dùng loại này một chút thủ đoạn, dù sao Du Thủy Giao thực lực tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Du Thủy Giao. Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên đi theo Du Thủy Giao lịch luyện trong mấy ngày này, có Du Thủy Giao lực uy hiếp tại, Mai Đình Đình cùng Lý Nguyệt Sương nhiều nhất dám mắt lạnh đối xử Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên. Mà Du Thủy Giao là trước sau như một đối Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên đều cực kỳ khách khí. Nhưng vừa vặn Du Thủy Giao đám người dự định tiến vào chỗ này sơn cốc nhìn xem thời điểm, bọn hắn tại trong sơn cốc gặp Phệ Hồn Tông một người đệ tử khác Quỷ Phàm Thiên, quỷ này phàm ngày thực lực cũng có tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ. Cũng may, Quỷ Phàm Thiên không có thi triển Phệ Hồn Khôi Lỗi thuật, bằng không Du Thủy Giao đám người sẽ phi thường phiền toái. Cũng không phải Quỷ Phàm Thiên không muốn thi triển, mà là trước kia hắn tiến vào Long Nguyên bí cảnh một chỗ hiểm địa, ở đằng kia nơi hiểm địa bên trong, trên người của hắn Phệ Hồn Bò Cạp liền một con toàn bộ đã chết đi, bây giờ hắn căn bản không có năng lực thi triển Phệ Hồn Khôi Lỗi thuật rồi. Du Thủy Giao ngồi trên mặt đất, 10 cái ngón tay thon dài không ngừng đùa bỡn dây đàn, mỗi một lần gảy dây đàn đều có một nguồn sức mạnh ở trong đó sản sinh. Du Thủy Giao biểu diễn chính là kiếm hồn khúc, bong bong bong, thanh âm không ngừng vang lên. Theo Du Thủy Giao không ngừng biểu diễn, từng thanh lợi kiếm từ trong không khí ngưng tụ mà thành. Mà đứng tại Du Thủy Giao trước mặt cách đó không xa Quỷ Phàm Thiên, hắn đối mặt từng thanh hướng về chính mình kéo tới đến lợi kiếm, hắn thi triển ra một loại cực kỳ quỷ dị bộ pháp. Quỷ ảnh bộ, Quỷ Phàm Thiên thân ảnh liên tục né tránh từng thanh lợi kiếm đồng thời, thân ảnh của hắn đang không ngừng đến gần Du Thủy Giao. Sau lưng Du Thủy Giao Tả Phi Bạch, Lý Nghiên Nghiên, Mai Đình Đình cùng Lý Nguyệt Sương, bốn người bọn họ là gương mặt căng thẳng. Quỷ Phàm ngày khoảng cách đang không ngừng cùng Du Thủy Giao rút ngắn, đợi đến giữa hai người chỉ có xa 20 mét thời điểm, Quỷ Phàm Thiên bên trong thân thể thật khí thế đột nhiên tăng vọt, bàn tay phải của hắn biến thành móng vuốt. Thân thể lăng không nhảy lên, móng vuốt hướng về Du Thủy Giao đầu tìm kiếm, ám ảnh ma chảo. Một đạo cự đại màu đen móng vuốt hư ảnh tại trên bầu trời hình thành. Trong nháy mắt đem kéo tới từng đạo lợi kiếm đều hủy diệt, khí thế hùng hậu hướng về Du Thủy Giao đám người chảo đi xuống. Du Thủy Giao mày liễu hơi nhíu lại, người gảy dây đàn tốc độ càng lúc càng nhanh. Bong bong bong, thanh âm không dứt bên tai, từ trên người Du Thủy Giao cũng tản ra nhất cổ khí thế ác liệt. Hết thảy dày đặc lợi kiếm trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ. Kiếm hồn khúc chương cuối cùng, khúc âm ngưng thiên kiếm. Hết thảy dày đặc lợi kiếm ngưng tụ thành một cái cực kỳ cực lớn kiếm ảnh. Đạo này kiếm ảnh trong nháy mắt chắn to lớn màu đen móng vuốt hư ảnh trước. Một tiếng, Du Thủy Giao cùng Quỷ Phàm Thiên đồng thời cảm giác bên trong thân thể một trận huyết khí dâng lên, to lớn kiếm ảnh cùng màu đen móng vuốt hư ảnh toàn bộ tiêu tan, cái này hai chiêu sức mạnh tại sàn sàn với nhau. Quỷ Phàm Thiên dưới chân bước chân lui về phía sau 5 bước, tại sau khi đứng vững, hắn uy nghiêm đáng sợ cười nói, đúng vậy, quả nhiên là thiên âm môn đệ nhất thiên tài, người ngược lại là xứng đáng với danh xưng này. Du Thủy Giao sắc mặt hơi có chút trở nên trắng, thông qua vừa vặn đối chiến, người cảm giác được xuất quỷ này phàm ngày thực lực rất mạnh, hơn nữa cũng không so với nàng yếu, người mở miệng nói, người không thắng được của ta, mà ta muốn thắng ngươi, ta cũng nhất định muốn đánh đổi một số thứ, không bằng chúng ta đều từng người lùi một bước đi. Quỷ Phàm Thiên thầm hận chính mình không cách nào thi triển Phệ Hồn Khôi Lỗi thuật, nếu như có thể thi triển Phệ Hồn Khôi Lỗi thuật lời nói, như vậy hắn trước đem Du Thủy Giao người phía sau khống chế lại, đến lúc đó Du Thủy Giao liền nhất định sẽ tự phạm. Quỷ Phàm Trời mặc dù chả có lá bài tẩy không có thi triển, nhưng hắn cũng biết xuất hiện đang sử dụng lá bài tẩy thật sự là không đáng giá, này cuối cùng khả năng chỉ sẽ khiến cho lưỡng bại câu thương. Quỷ Phàm Trời lạnh nói, được, hôm nay tới đây thôi. Bất quá, lần sau chúng ta gặp mặt lại, ta nhưng sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Mà chính lúc Quỷ Phàm Thiên muốn đi ra chỗ này sơn cốc thời điểm. 4 bóng người từ cửa vào sơn cốc nơi đi vào, 4 người này không phải là đến từ thiên huyền giới Trình Kình Thiên, Kiều Đực Mạnh, Bàng Tinh Phàm cùng Kim Văn Kỳ Ma.
Trình Kình Thiên đám người vừa nãy vừa vặn đi ngang qua chung quanh đây, bọn hắn cảm giác được nơi này có thanh âm đánh nhau, chỗ có bọn hắn mới qua đến tìm tòi hư thực, bốn người bọn họ cuối cùng cũng coi như tại Long Nguyên trong bí cảnh gặp phải người. Trình Kình Thiên đám người vừa xuất hiện, Dụ Thủy Giao cùng Quỷ Phàm Thiên bọn người hơi sững sờ, bởi vì bọn họ đều nhìn ra được Trình Kình Thiên bọn bốn người căn bản không phải tứ đại tông môn người, tại đây Long Nguyên trong bí cảnh làm sao có khả năng xuất hiện những người khác. Hơn nữa Dụ Thủy Giao cùng Quỷ Phàm Thiên đám người đã cảm giác ra thực lực của những người này, bọn hắn dĩ nhiên đều tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa bên trong thân thể trả áp chế một cỗ sức mạnh kinh khủng. Quỷ Phàm ngày khoảng cách cùng Trình Kình Thiên bọn bốn người ở gần nhất, hắn vi vi nheo mắt lại, hắn lập tức chất vấn các ngươi là người nào. Trình Kình Thiên các loại người thật giống như hoàn toàn không để ý đến Quỷ Phàm ý của trời, ở trong mắt bọn họ Quỷ Phàm Thiên chính là một con nhỏ yếu con kiến, thử nghĩ một hồi voi lớn sẽ đối với con kiến sản sinh hứng thú sao. Trong đó thân thể khỏe mạnh kiều được cường vượt trước hai bước, hắn nói ra, Trình Sư Huynh, liền để cho ta tới vui đùa một chút đi. Thấy Trình Kình Thiên gật đầu sau đó Kiều Đực Cường trong cổ họng trung khí 10 phần quát lên, lăn tới đây cho ta. Nhất cổ mãnh liệt khí thế từ Kiều Đực Cường thân thượng tản ra. Cái này một đạo tiếng quát là đặc biệt nhằm vào Quỷ Phàm ngày, từ Kiều Đực Cường trong miệng hét ra mỗi một chữ, hắn trong đều có nhất cổ sức mạnh cường hãn tồn tại, từng chữ phảng phất có thể đâm thủng màng tai, đâm thủng thân thể. Sóng âm công kích, dĩ nhiên sóng âm công kích. Như thủy triều sức mạnh đánh vào Quỷ Phàm Thiên trên người, Quỷ Phàm ngày lỗ tai, miệng, mũi cùng trong đôi mắt, rõ ràng toàn bộ chảy ra tiên huyết. Phù phù. Một tiếng, sát theo đó, Quỷ Phàm Thiên bị xung kích trả quỳ xuống trước trên mặt đất. Quỷ Phàm Thiên nhưng là có thêm cùng Du Thủy Giao lực lượng ngang nhau thực lực, mà Du Thủy Giao cùng địa huyền giới đệ nhất thiên tài Trần Nguyên Hàn là cùng nổi danh. Vừa vặn Quỷ Phàm trời còn cùng Du Thủy Giao chiến đấu khó phân thắng bại. Nhưng Kiều Đực Cường chỉ là giống lên như thế một tiếng, Quỷ Phàm Thiên liền thất khiếu chảy máu rồi, cả người không tự chủ được quỳ gối trên mặt đất. Quỷ Phàm Thiên hòa Kiều Đực Cường ở giữa thực lực chênh lệch là rõ ràng. Chương 1695, Phản bội. Long Nguyên bí cảnh. Nơi nào đó trong sơn cốc. Bầu không khí yên tĩnh có phần đáng sợ. Thất khiếu chảy máu Quỷ Phàm Thiên, hắn hai chân quỳ gối trên mặt đất. Hắn dưới đầu gối mặt đất toàn bộ nát tan nứt ra, trên mặt tràn đầy vô cùng vô tận phẫn nộ, hắn âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa Kiều Đực Cường. Mà Trình Kình Thiên, Bàng Tinh Phàm cùng Kim Văn Kỳ ba người này, trên mặt bọn họ biểu lộ từ đầu tới cuối không có thay đổi qua, khóe miệng hiện lên như có như không ý cười, bọn hắn căn bản không có thanh địa huyền giới người tu luyện để ở trong mắt, dưới cái nhìn của bọn họ đối phó địa huyền giới người tu luyện. Có Kiều Đực Cường một người động thủ liền thừa sức rồi. Về phần xa xa Du Thủy Giao cùng Tả Phi Bạch đám người, sắc mặt của bọn họ dồn dập kịch biến, bọn hắn nhưng là đều biết Quỷ Phàm ngày thực lực, lấy Quỷ Phàm ngày thực lực, phóng tầm mắt toàn bộ huyền giới, đủ để xưng là trẻ tuổi bên trong thiên tài rồi. Nhưng thực lực có tới tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn Quỷ Phàm Thiên, hắn lại bị một đạo tiếng gào cho chèn ép thất khiếu chảy máu. Hơn nữa còn quỳ gối trên mặt đất. Du Thủy Giao cùng Tả Phi Bạch các loại trong lòng người đã sớm là phiên giang đảo hải rồi, ánh mắt của bọn họ nhìn xem Trình Kình Thiên bọn bốn người, bọn hắn đoán không ra bốn người này đến cùng là lai lịch gì. Vì sao lại có mạnh mẽ như thế sức chiến đấu? Theo lý tới nói, cho dù Quỷ Phàm Thiên gặp phải tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, hắn cũng là có lực đánh một trận, nhưng tại Kiều Đực Cường trước mặt khước như đồng cái thớt gỗ thượng thịt cá mặc người chém giết. Chỉ cần một Kiều Đực Cường chiến lực liền cường hãn như vậy rồi, như vậy mặt khác không hề động thủ ba người đâu này. Du Thủy Giao đám người nhìn ra được Kiều Đực Cường bốn người bọn họ là lai giả bất thiện, nhưng Du Thủy Giao biết lấy thực lực của nàng, người căn bản liền một cái Kiều Đực Cường cũng không đối phó được được rồi. Thân thể khỏe mạnh Kiều Đực mạnh, hắn cực độ khinh thường nhìn trên mặt đất Quỷ Phàm Thiên. Hắn lắc lắc đầu, nói ra, thực sự là quá vô vị rồi. Lẽ nào ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Xem ra địa huyền giới người tu luyện xác thực đều là một ít chó má. Quỳ ở trên mặt đất Quỷ Phàm Thiên, hắn thân là Phệ Hồn Tông thiên tài, hắn tôn nghiêm là không cho phép những người khác chà đạp. Tuy rằng hắn biết thực lực của đối phương mạnh hơn hắn thượng nhiều lắm, nhưng trong lòng của hắn lửa giận là hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Quỷ Phàm Thiên mãnh từ trên mặt đất đứng lên,
hắn điên cuồng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, bên trong thân thể là linh khí lao nhanh, nắm đấm phải của hắn nhanh chóng vung ra ngoài, toàn bộ nắm tay phải trong nháy mắt được nhất cổ hắc khí cho bao phủ lại rồi. Từ hắn vung ra quả đấm thượng tản ra cực độ sức mạnh kinh người, địa ngục long quyền. Hai cái màu đen dữ tợn cự long ở trong không khí ngưng tụ mà thành, dường như mãnh liệt hồng thủy bình thường hướng về Kiều Đực Cường đánh tới. Một chiêu này địa ngục long quyền, trước đó quỷ hổ phi cũng đúng Diệp Thần Phong từng dùng tới, thế nhưng, rất rõ ràng quỷ phàm thiên thi triển địa ngục long quyền còn mạnh hơn quỷ hổ phi thượng không chỉ một sao nửa điểm. Kiều Đực Cường nhìn thấy hướng về chính mình tấn công tới hai cái màu đen cự long. Tay phải của hắn ngón trỏ điểm xuất, từ hắn ngón trỏ bên trong bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng, luồng hào quang màu trắng này trong nháy mắt đem hai cái màu đen cự long cắn nuốt mất rồi, thực cốt chỉ. Hai cái dữ tợn màu đen cự long trong nháy mắt tán loạn. Bất quá, ánh sáng màu trắng vẫn không có tiêu tan, lập tức lại đem quỷ phàm thiên bao phủ ở trong đó. Quỷ phàm thiên đốn lúc cảm giác thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may rồi, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt toàn bộ phồng lên. Mẹ kiếp pass. Quỷ phàm thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt cùng huyết nhục toàn bộ bạo liệt ra, trên thân thể lộ ra hắn cái kia chút trắng toát xương. Chỉ thấy hết thảy xương tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hủ thực. A hát. Quỷ phàm thiên trong cổ họng khàn cả giọng gầm rú, hắn mặc dù biết Kiều Đực Mạnh thực lực khẳng định rất mạnh. Thế nhưng hắn không nghĩ tới của mình địa ngục long quyền, tại Kiều Đực Cường trước mặt thật không ngờ không đỡ nổi một đòn. Da thịt cùng huyết nhục nổ tung đau đớn, xương đang nhanh chóng ăn mòn đau đớn. Quỷ phàm thiên biết mình lập tức muốn chết rồi, hắn dùng hết tất cả sức mạnh, tay phải của hắn cánh tay mới có thể nhúc nhích một ít, tay phải hắn bỗng nhiên đem bên hông ngọc bài kéo xuống. Một tiếng, ngọc bài tại quỷ phàm thiên trong tay bóp nát rồi. Quỷ phàm thiên âm thanh khàn giọng quát, cho dù muốn chết, ta cũng yếu kéo một cái chịu tội thay. Tại ngọc bài được bóp nát trong nháy mắt. Nhất cổ mãnh liệt sức mạnh từ ngọc bài bên trong thẩm thấu mà ra, sát theo đó. Một đạo lớn vô cùng kiếm ảnh tại trên bầu trời hình thành, đem Kiều Đực Cường bao phủ ở trong đó. Trước đó quỷ hổ phi đang cùng Diệp Thần Phong thời điểm chiến đấu. Quỷ hổ phi đồng dạng là từng dùng tới này một lá bài tẩy, cái này một đạo to lớn kiếm ảnh nhưng là có thêm luân hồi cảnh tam trọng thiên cường giả lực công kích. Trình Kình Thiên đang nhìn đến này cực lớn kiếm ảnh sau. Hắn lập tức quát lên, né tránh, mau tránh ra. Cả người xương cốt đang không ngừng được ăn mòn quỷ phàm thiên, hắn cười lạnh nói, trốn không xong, theo ta cùng chết đi. Kiều Đực Cường nhìn xem không ngừng hướng về chính mình bổ xuống to lớn kiếm ảnh. Bên trong thân thể của hắn linh khí bốc lên, trong không khí để lại hắn từng đạo tàn ảnh. Kiều Đực Mạnh tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản không phải tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên cường giả đỉnh cao có thể có được. Một tiếng, cực lớn kiếm ảnh đem Kiều Đực Mạnh tàn ảnh phá hủy rồi, cuối cùng trên mặt đất để lại một cái hố sâu to lớn. Mà Kiều Đực Cường là thuận lợi tránh qua đòn đánh này. Quỷ phàm thiên lập tức trợn to hai mắt. Hắn không cam lòng quát, không, cái này không thể nào, này. Quỷ phàm thiên thanh âm đột nhiên im bặt đi, hắn xương cốt toàn thân toàn bộ được hủ thực, trên mặt đất chỉ còn dư lại một vũng máu tươi rồi. Trình Kình Thiên nhìn xem Kiều Đực Mạnh, nói ra, bây giờ thực lực của chúng ta áp chế đã đến tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, rất nhiều bí bảo cùng bí thuật cũng không có phát huy ra rồi, hơn nữa sức chiến đấu cùng tốc độ cũng toàn bộ mức độ lớn hạ thấp. Vừa vặn đạo kia kiếm ảnh có luân hồi cảnh tam trọng thiên lực công kích, nếu như ngươi bị đánh trúng rồi, như vậy ngươi chắc chắn phải chết. Kiều Đực Cường không sao cả nói ra, Trình Sư Huynh, nếu như không có áp chế thực lực lời nói, như vậy liền bằng mới vừa lực công kích, ta coi như là đứng đấy khiến hắn đánh vào người, ta cũng sẽ không có bất kỳ chuyện gì. Mà xa xa Du Thủy Giao đám người, bọn hắn vốn cho là quỷ phàm thiên một đòn cuối cùng, hẳn là có thể giết chết Kiều Đực Mạnh. Ai biết Kiều Đực Mạnh tốc độ dĩ nhiên cũng nhanh như vậy. Du Thủy Giao mày liễu là hoàn toàn nhíu lại, Tả Phi Bạch cũng nghiêm mặt nói ra, nếu như lão tổ tông ở nơi này là tốt rồi. Du Thủy Giao các loại người đã biết rồi Tả Phi Bạch trong miệng lão tổ tông chính là Diệp Thần Phong rồi, trong đó Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình khi nghe đến sau đó hai người bọn họ không nhìn được trừng mắt Tả Phi Bạch. Mà chính lúc này, Trình Kình Thiên ánh mắt nhìn về phía Du Thủy Giao đám người bên này,
hắn ra hiệu Kiều Đực Cường trước tiên không cần động thủ, hắn mở miệng nói, nếu như các ngươi nguyện ý làm chúng ta nô bộc, như vậy chúng ta trước tiên có thể tha cho các ngươi một mạng, bằng không xuất hiện tại các ngươi liền toàn bộ đều phải chết. Nếu như nguyện ý làm chúng ta nô bộc, như vậy liền cho ta lập tức lăn qua đây. Trình Kình Thiên muốn hiểu rõ liên quan với địa huyền giới sự tình, cho nên hắn mới không có để Kiều Đực Cường đuổi tận giết tuyệt. Du Thủy Giao, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên trên mặt là kiên định bất khuất vẻ mặt, mà Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình hai người này, các nàng là lộ ra do dự vẻ mặt, các nàng ái mộ Thiệu Đực đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, nhưng Du Thủy Giao lại cứ giúp đỡ Diệp Thần Phong phía bên kia, này làm cho Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình đã sớm khó chịu. Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình cũng nhìn ra được Trình Kình Thiên đám người thực lực bất phàm, phải biết cùng Du Thủy Giao chiến đấu đến khó hòa giải Quỷ Phàm Thiên. Đối mặt Trình Kình Thiên đám người bên trong Kiều Đực Cường căn bản không có sức phản kháng, cho nên, hai người bọn họ biết Du Thủy Giao chắc chắn sẽ không là Trình Kình Thiên các loại đối thủ của người. Ta lại nói một lần cuối cùng, cơ hội ta chỉ biết cho các ngươi một lần, nguyện ý làm nô bộc lăn tới đây cho ta. Trình Kình Thiên lần thứ hai cao ngạo mở miệng. Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình tại liếc nhau một cái, sau đó hai người bọn họ lẫn nhau gật gật đầu, các nàng không do dự nữa rồi. Tại Du Thủy Giao đám người chân mày nhíu càng ngày càng gấp thời điểm, Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình đột nhiên hướng về Trình Kình Thiên đám người lao đi rồi, trong miệng nói ra chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Du Thủy Giao thấy Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình lướt đi ra bóng người, người trong lúc nhất thời cũng không kịp ngăn trở, người trắng nõn trên mặt che kín vẻ giận dữ, người có một loại bị người phản bội khó chịu cảm giác. Tuy nhiên tại Diệp Thần Phong sự tình thượng, Du Thủy Giao cho rằng là Diệp Thần Phong đúng, nhưng trong lòng nàng vẫn là thanh Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình cho rằng tỉ muội đối xử. Nhưng hôm nay Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình dĩ nhiên lựa chọn bỏ đi tôn nghiêm làm những người khác nô bộc. Chương 1696, bị bức ép tuyệt cảnh. Tại thiên âm cửa Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình lựa chọn làm Trình Kình Thiên bọn bốn người nô bộc thời điểm. Sáng tạo ra lôi đình giết một chiêu này Diệp Thần Phong. Hắn vốn là dự định lập tức chạy tới lên trời các. Về phần thiên kim chuột tiểu kim, Diệp Thần Phong lại để cho tên tiểu tử này chính mình đi tìm Long Nguyên trong bí cảnh bảo vật. Thế nhưng, tại Diệp Thần Phong chạy tới lên trời các trong quá trình, trên người của hắn một viên màu xanh lam ngọc bội lấp lánh lên. Khối này màu xanh lam ngọc bội chính là lúc trước thiên âm môn giao cho hắn, Lý Nghiên Nghiên, Tả Phi Bạch cùng thiên âm môn đệ tử trên người đều có một khối. Tại trong phạm vi nhất định có thể thông qua ngọc bội cảm thấy được sự tồn tại của đối phương. Khối này màu xanh lam ngọc bài chất liệu phi thường đặc thù, cho nên, khối này màu xanh lam ngọc bội cho tới bây giờ cũng vẫn không có vỡ vụn đây. Diệp Thần Phong đang nhìn đến trên người màu xanh lam ngọc bội nhanh chóng lấp lánh, sau đó hắn dừng bước chân bước tiến, ánh mắt nhìn qua bên phải của chính mình, tự nói chẳng lẽ nói là Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên. Ta không phải để hai người bọn họ ở lại lên trời các phụ cận lịch luyện sao? Nếu như không phải hai người bọn họ cái lời nói, cái kia chính là thiên âm môn Du Thủy Giao các nàng. Diệp Thần Phong đang trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là quyết định hướng về truyền đến cảm ứng phương hướng đi xem, dù sao hắn đối Du Thủy Giao vẫn có hảo cảm. Tại Diệp Thần Phong hướng về ngọc bội truyền đến cảm ứng phương hướng lao đi thời điểm. Nơi nào đó trong sơn cốc. Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình là một mực cung kính đứng ở Trình Kình Thiên bọn bốn người bên cạnh. Trình Kình Thiên bọn bốn người từ hai nữ nhân này trong miệng giải trừ một phen địa huyền giới bây giờ tình huống, sau đó bốn người bọn họ trên mặt khinh thường là càng thêm nồng nặc, thân thể khỏe mạnh Kiều Đực Cường cười lạnh nói, địa huyền giới dĩ nhiên chán nản đã đến loại trình độ này. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ có Niết Bàn Cảnh, hơn nữa địa huyền giới những người này không chút nào biết Niết Bàn Cảnh bên trên cảnh giới. Xấu xí Bàng Tinh Phàm cũng mở miệng nói, nguyên lai có thể tiến vào chỗ này bí cảnh người, chính là địa huyền giới thiên tài tuyệt thế rồi, như thực lực như vậy người tại chỗ của chúng ta. Quả thực liền cho chúng ta sách giày cũng không xứng. Dáng dấp tương đối nhã nhặn Kim Văn Kỳ, hắn gật đầu nói, ta đã nói rồi, địa huyền giới tài nguyên tu luyện hẳn là làm thiếu thốn rồi, cùng chúng ta vị trí hẳn là cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Tại hiểu rõ mình muốn biết rõ sự tình sau. Trình Kình Thiên sắc mặt băng lạnh xuống. Chính lúc Trình Kình Thiên muốn cho Kiều Đực Cường hạ sát thủ thời điểm, xấu xí Bàng Tinh Phàm mở miệng nói, Trình Sư Huynh,
sợ là chúng ta còn muốn tại đây nơi trong bí cảnh dừng lại một quãng thời gian, nam chúng ta có thể tiện tay giết, nữ có thể để cho các nàng sống thêm một ít ngày mà. Bên người chúng ta vừa vặn thiếu mất mấy cái có thể sai khiến và hầu hạ chúng ta nha đầu, lại nói nếu như tại trong bí cảnh gặp phải hiểm cảnh. Chúng ta cũng có thể làm cho các nàng đi trước dò đường. Khi nghe đến Bàng Tinh Phàm lời nói sau, Trình Kình Thiên là tán đồng gật gật đầu, ánh mắt của hắn như ngừng lại xa xa Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên trên người, hai nữ nhân này sắc đẹp cực kỳ không sai, hầu hạ hắn ngược lại cũng đúng là miễn cưỡng có tư cách rồi. Về phần Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình, Trình Kình Thiên trả căn bản chướng mắt. Trình Kình Thiên ánh mắt nhìn xa xa Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên, nói ra, hai người các ngươi cũng tới đây cho ta, nếu như các ngươi hầu hạ chúng ta thư thái, như vậy chúng ta không những có thể tha cho các ngươi một mạng, còn có thể truyền thụ cho các ngươi một ít cao thâm bí kỹ, này đối với các ngươi tới nói quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống việc tốt. Mà đang ở vừa vặn, Du Thủy Giao bọn người trên thân màu xanh lam ngọc bội cũng lấp lánh lên, Du Thủy Giao cùng Tả Phi Bạch đám người nhìn xem lóe lên ngọc bội. Tả Phi Bạch nói ra, sẽ là lão tổ tông sao? Lý Nghiên Nghiên cũng mở miệng nói, coi như là lão tổ tông thì thế nào? Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, liền tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ quỷ phàm thiên cũng căn bản không có sức phản kháng, ta biết lão tổ tông sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng những người này thật sự là thật là quỷ dị, nếu quả như thật là lão tổ tông lời nói, ta hy vọng hắn cũng sẽ không chạy tới chịu chết. Trong tay cầm một cái đàn cổ Du Thủy Giao, người cũng tán đồng gật gật đầu, người cho rằng Lý Nghiên Nghiên nói không có sai, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hàm chứa lửa giận. Người Du Thủy Giao không phải là một cái hội khuất phục người, cho dù chết. Người cũng sẽ không vì sống tiếp, mà ra bán thân thể của mình. Về phần đứng ở Trình Kình Thiên đám người bên cạnh Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình hai người này. Hai người bọn họ trên người cũng là có màu xanh lam ngọc bội, nhìn xem liên tục lóe lên màu xanh lam ngọc bội, trong lòng các nàng lộ ra nụ cười, các nàng biết có thể là Diệp Thần Phong tại chạy tới đây. Các nàng ái mộ Thiệu Đực đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, các nàng đương nhiên cũng là hy vọng Diệp Thần Phong chết rồi. Du Thủy Giao trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kiên định, người lạnh như băng nói ra, ta mặc kệ các ngươi là người nào. Ta mặc kệ các ngươi là làm sao tiến vào Long Nguyên bí cảnh. Muốn để cho ta Du Thủy Giao cúi đầu, các ngươi thiếu nằm mơ. Du Thủy Giao hai con bàn tay trắng nõn đặt tại đàn cổ cầm trên mặt. 10 cái ngón tay thon dài lần thứ hai gảy khởi dây đàn. Du Thủy Giao trong cơ thể khí thế tăng lên tới cực hạn, của nàng hàm răng thật chặt cắn môi, sát ý ngập trời âm phù trong nháy mắt bồng bềnh tại trong không khí. Hơn nữa Du Thủy Giao 10 cái ngón tay thon dài kích thích dây đàn tốc độ là càng lúc càng nhanh, sắp đến rồi ở trong không khí để lại từng cây ngón tay tàn ảnh rồi. Du Thủy Giao chỗ biểu diễn chính là Chiến Thiên Khúc. Này Chiến Thiên Khúc chính là thiên âm môn bí thuật, một khi bắt đầu biểu diễn, liền có thể câu thông thiên địa, kỳ uy lực cực độ bất phàm. Đương nhiên nếu như không cách nào tương Chiến Thiên Khúc khống chế lại, rất có thể không có thương tổn đến kẻ địch, trái lại đem chính mình cho thương tổn tới. Còn nữa, Chiến Thiên Khúc biểu diễn phi thường hà khắc, Du Thủy Giao bây giờ cũng mới tìm hiểu một ít Chiến Thiên Khúc ra lông đây. Keng, 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 thanh âm không ngừng vang vọng. Trong sơn cốc lập tức cuồng phong gào thét, phảng phất mỗi một tấc không khí đều hóa thành giết người vũ khí, cả cái sơn cốc bên trong là sát ý hừng hực. Mà đứng sau lưng Du Thủy Giao Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên là không giúp được bất kỳ bận rộn. Trình Kình Thiên đám người nhìn thấy trong sơn cốc biến hóa sau, sắc mặt của bọn họ cũng hơi đổi, Trình Kình Thiên khuôn mặt lộ ra một vệt có nhiều ý vị nụ cười, hắn cười nói, đúng vậy, không nghĩ tới ngươi chả có chút thực lực. Đáng tiếc này tại trước mặt chúng ta căn bản không đủ nhìn. Kiều Đực Mạnh, Bàng Tinh Phàm cùng Kim Văn Kỳ mặt cũng không đổi sắc, ngược lại là Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình sắc mặt có chút khó coi, các nàng nhưng là biết Chiến Thiên Khúc. Trình Kình Thiên hai cánh tay nâng qua đỉnh đầu, hắn nhìn xem trong sơn cốc bởi vì tiếng đàn, mỗi một tấc không khí biến thành giết người lợi khí, những này lợi khí giết người hướng về bọn hắn nhanh chóng vây quét đi qua. Mà hai cánh tay nâng qua đỉnh đầu Trình Kình Thiên, trên người hắn nhất thời có một cổ khí thế cường đại phóng lên trời, phong thiên phong địa. Luồng khí thế này không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trình Kình Thiên trên mặt thủy chung là bình tĩnh nụ cười. Này phong thiên phong địa có thể niêm phong lại không khí,
Niêm Phong lại tất cả có thể truyền bá thanh âm chất môi giới. Âm thanh không cách nào ở trong không khí truyền bá sau, dù thủy giao tiếng đàn cũng không còn cách nào khuếch tán, bởi vì tiếng đàn tại trong sơn cốc tạo thành biến hóa cực lớn. Tại phong thiên phong địa triển khai ra sau đó cả cái sơn cốc bên trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, bất luận dù thủy giao làm sao gảy dây đàn, trong sơn cốc cũng sẽ không vang lên âm thanh đến rồi. Này làm cho dù thủy giao trong lòng trở nên nôn nóng lên, không có khống chế xong chiến thiên khúc biểu diễn, này chiến thiên khúc đối với nàng sinh ra phản phệ, đàn cổ thượng dây đàn trong nháy mắt toàn bộ gãy vỡ, trong miệng của nàng cũng đột nhiên phun xuất một ngụm máu tươi, cả người là bị nội thương nghiêm trọng. Thậm chí trong cơ thể liền một tia một hào linh khí cũng tăng lên không đứng lên rồi. Tại dây đàn gãy vỡ sau đó Trình Kình Thiên lập tức giải trừ phong thiên phong địa, hắn thuận miệng cười nói, ta liền yêu thích có tính cách nữ nhân, nếu như ngươi không hề có một chút tính cách, ngươi còn chưa đủ tư cách hầu hạ ta đây. Hiện tại ta đối với ngươi rất hài lòng. Sắc mặt tái nhợt Du Thủy Giao, người trong con ngươi xinh đẹp lóe lên tuyệt vọng, nếu như cũng bị những người khác làm bẩn thân thể. Như vậy người tình nguyện tự sát. Mà một bên Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên, hai người bọn họ tâm tình cũng trong nháy mắt rơi xuống tới đáy vực, bọn hắn thậm chí cảm giác tại Trình Kình Thiên đám người trước mặt, bọn hắn làm tất cả phản kháng đều là buồn cười như vậy, căn bản đối Trình Kình Thiên đám người khởi không đến bất kỳ một tia uy hiếp tác dụng. Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên đương nhiên cũng không muốn ngồi chờ chết rồi, mặc dù biết phản kháng không dùng, thậm chí có chút buồn cười, nhưng bọn họ tình nguyện chết trận. Bọn hắn cũng không muốn khom người xuống cầu xin tha thứ. Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên quả đấm đột nhiên nắm chặt, trong lòng bọn họ tràn ngập vô hạn tuyệt vọng, bọn họ là hoàn toàn bị đẩy vào trong tuyệt cảnh rồi. Nhưng mà, giờ khắc này, Tả Phi Bạch bọn người trên thân màu xanh lam ngọc bội là lóe lên càng nhanh hơn rồi. Chương 1697, lửa giận khởi. Trong sơn cốc. Du Thủy Giao nhìn xem dây đàn toàn bộ gãy vỡ đàn cổ, khóe miệng của nàng không ngừng tràn ra tiên huyết đến, người nỗ lực muốn từ mặt đất đứng lên, nhưng dù như thế nào cũng không làm được rồi, khí tức cả người có vẻ hết sức suy yếu. Du Thủy Giao đến bây giờ cũng không cách nào đoán được Trình Kình Thiên bọn bốn người đến cùng là lai lịch gì. Tại sao bốn người này hội có cường hãn như vậy sức chiến đấu? Ở trong mắt nàng Trình Kình Thiên đám người bối cảnh khẳng định bất phàm. Bởi vì cái này bốn thân thể người bên trong áp chế một cỗ sức mạnh kinh khủng, Du Thủy Giao biết bốn người này thực lực chân chính căn bản cũng không dừng tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Nhưng Long Nguyên trong bí cảnh chỉ có luân hồi cảnh bên dưới người mới có thể tiến vào, coi như là địa huyền giới tứ đại tông môn lão tổ, bọn hắn cũng không cách nào áp chế thực lực đi vào Long Nguyên bí cảnh, trước mặt Trình Kình Thiên bọn bốn người là làm sao làm được. Mà Trình Kình Thiên tại phá giải Du Thủy Giao chiến thiên khúc sau. Hắn liền không còn ý định ra tay tiếp nữa rồi, thật sự là Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên thực lực quá yếu, hắn căn bản không nhắc lên được động thủ hứng thú. Ngược lại là thân thể khỏe mạnh kiều được mạnh, hắn lần thứ hai đi ra, hắn ánh mắt lạnh như băng quét mắt Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên, một bên xấu xí Bàng Tinh Phàm, nói ra kiều được mạnh, ngươi cho ta thương hương tiếc ngọc một ít, nam ngươi có thể giết, nữ ngươi cho ta hạ thủ lưu tình. Kiều Đức Cường xem thường gật gật đầu. Hắn khó chịu nói ra, thực lực của những người này quá yếu, thực lực của bọn họ liền để cho ta hoạt động gân cốt cũng không làm được, thực sự là quá mất hứng. Tại Kiều Đức Cường trong miệng một chữ cuối cùng hạ xuống thời khắc. Một tiếng, Kiều Đức Mạnh chân phải đột nhiên đạp ở trên mặt đất, hắn dưới bàn chân mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên lướt tới. Bởi vì Du Thủy Giao liền đứng lên cũng không nổi rồi. Cho nên nàng căn bản vô pháp động thủ trợ giúp Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên. Chỉ có thể trơ mắt ở một bên nhìn xem. Lý Nghiên Nghiên so với Tả Phi Bạch trước tiên phản ứng lại, chỉ là tại người mới vừa vượt trước hai bước, muốn chống đối Kiều Đức Mạnh thời điểm. Kiều Đức Mạnh tốc độ trở nên càng tăng nhanh hơn rồi, nhanh đến Lý Nghiên Nghiên ánh mắt đều theo không kịp. Lý Nghiên Nghiên căn bản khóa chặt không được mục tiêu công kích, trên bụng một trận kình phong truyền đến. Kiều Đức Cường quả đấm trong giây lát xuất hiện. Một tiếng. Một quyền đập vào Lý Nghiên Nghiên trên bụng, người bất kể là tại tốc độ vẫn là về sức mạnh, người đều phải so Kiều Đức Mạnh yếu thượng rất nhiều, rất nhiều. Bất quá, Kiều Đức Cường cũng không hề hạ sát thủ, một quyền này hắn khống chế xong lực đạo. Nhiều nhất chỉ là để Lý Nghiên Nghiên tạm thời không cách nào từ mặt đất đứng lên mà thôi.
Tại Lý Nghiên Nghiên khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể bay ngược ra ngoài đồng thời ngã xuống đất thời điểm. Tả Phi Bạch cũng lập tức phản ứng lại, hắn biết mình cho dù không động thủ cũng chỉ có chờ chết phần, hắn nhanh chóng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, nắm tay phải chi trong nháy mắt được nhất cổ tuyệt sát lực lượng cho bao trùm, thất tuyệt quyền. Thừa dịp, Kiều Đực Cường tướng Lý Nghiên Nghiên đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, Tả Phi Bạch cái kia bao quanh tuyệt sát lực lượng quả đấm, nhanh chóng hướng về Kiều Đực Cường sau lưng thượng oanh kích tới. Thế nhưng, Kiều Đực Cường sau lưng thượng phảng phất là dài ra một đối với con mắt, tại Tả Phi Bạch quả đấm yếu đánh vào hắn trên lưng nháy mắt, thân thể hắn uốn cong một bên, hắn nhẹ nhõm tránh được một quyền này. Bóng người xuất hiện tại Tả Phi Bạch bên phải Kiều Đực Mạnh, hắn cười lạnh nói, nếu như ta sẽ bị ngươi loại tiểu nhân vật này đánh trúng, như vậy ta Kiều Đực Cường vẫn đúng là không mặt mũi sống tiếp rồi. Ta cho ngươi một cái kéo dài hơi tàn cơ hội, nếu như ngươi thừa nhận lấy ta một chiêu này sau cũng bất tử, như vậy ta có thể cho ngươi sống thêm thời gian mấy hơi thở. Kiều Đực Cường khuôn mặt lộ ra hí hành hạ nụ cười, hắn phảng phất là đang đùa một hồi chính mình khống chế trò chơi. Bàn tay phải mãnh liệt hướng về Tả Phi Bạch ngực đập tới. Một quyền vung hết rồi Tả Phi Bạch, hắn trong con ngươi vẻ mặt hơi dừng lại một chút, hắn không nghĩ tới tại vừa vặn ở tình huống kia, Kiều Đực Cường vẫn có thể tránh thoát hắn cú đấm kia, hắn kinh hãi nhìn xem hướng chính mình đập tới bàn tay. Chỉ thấy Kiều Đực Mạnh chỉnh chỉ bàn tay phải được một tầng màu đỏ rực cho bao trùm rồi, tốc độ nhanh để Tả Phi Bạch không có cơ hội tránh né. Bàn tay vẫn không có vỗ tới ngực của hắn, hắn cũng cảm giác được nhất cổ cực kỳ nóng rực năng lượng. Kết quả là, Tả Phi Bạch chỉ có thể không ngừng điều chuyển động thân thể bên trong linh khí, toàn bộ đều tới lồng ngực của mình hội tụ. Viêm hỏa bảo, Kiều Đực Mạnh bàn tay phải chặn lại Tả Phi Bạch ngực. Nhất cổ lửa nóng năng lượng thẩm thấu tiến vào Tả Phi Bạch ngực. Tả Phi Bạch chỉ cảm giác lồng ngực của mình một trận kịch liệt quặn đau. Một tiếng, Tả Phi Bạch ngực lập tức bạo liệt ra, nhất cổ mãnh liệt hỏa diễm từ ngực của hắn bên trong vọt ra. Bên trong thân thể của hắn tiên huyết cũng đột nhiên phun đi ra. Tả Phi Bạch ngực xương toàn bộ đứt gãy, thậm chí trái tim cũng nhận được thương không nhẹ, thân thể của hắn trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, cả người lập tức trở nên thoi thóp một hơi rồi. Nếu không phải vừa vặn Tả Phi Bạch nhanh chóng đem linh khí tập trung đến lồng ngực của mình, chỉ sợ hắn này còn sót lại một hơi cũng sẽ không tồn tại. Kiều Đực Cường nhìn thấy Tả Phi Bạch lại vẫn thật sự còn sống. Hắn cười nói, tuy rằng vừa vặn ta cũng không hề sử xuất toàn lực, thế nhưng ngươi có thể sống sót, như vậy ta liền hội tuân thủ hứa hẹn, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống thêm mấy hơi thở, ta không sẽ trực tiếp đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Kiều Đực già mồm rác lộ ra một vệt dữ tợn cười gằn, hắn nhìn trên mặt đất thoi thóp một hơi Tả Phi Bạch, chân phải của hắn mãnh liệt hướng về Tả Phi Bạch cánh tay phải đạp xuống. A hát, răng rác, răng rác, răng rác. Kèm theo Tả Phi Bạch thống khổ tiếng hô vang lên, tay phải hắn cánh tay bên trong xương được Kiều Đực Cường là không chút lưu tình đạp vỡ. Thế nào, tư vị không sai chứ? Thừa dịp ngươi vẫn có thể hô hấp, ngươi nên nhiều hút mấy cái không khí mới mẻ. Kiều Đực Cường đối với Tả Phi Bạch thống khổ tiếng hô phi thường hài lòng. Cách đó không xa không cách nào đứng lên Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên, hai người bọn họ mày liễu đều thật chặt nhíu lại. Các nàng bên trong thân thể lửa giận nhanh muốn nổ tung lên rồi, các nàng trong miệng răng bạc là cắn thật chặt. Mà Trình Kình Thiên, Bàng Tinh Phàm cùng Kim Văn Kỳ ba người này, bọn hắn nhìn xem được Kiều Đực Cường dằn vặt Tả Phi Bạch, trên mặt bọn họ biểu lộ không hề biến hóa. Về phần phản bội Du Thủy Giao Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình, miệng các nàng rác lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười, các nàng hiện tại phi thường may mắn vừa vặn lựa chọn làm Trình Kình Thiên đám người nô bộc. Kiều Đực Cường tại đem Tả Phi Bạch cánh tay phải rậm gãy, sau đó hắn lại tiếp lấy đem Tả Phi Bạch cánh tay trái cho rậm gãy rồi, Tả Phi Bạch trong miệng khí tức càng ngày càng yếu. Ngã trên mặt đất Du Thủy Giao khẽ kêu nói, muốn giết cứ giết, các ngươi không nên lại dằn vặt người. Lý Nghiên Nghiên cũng quát lên, các ngươi sẽ có báo ứng. Kiều Đực Cường hoàn toàn không để ý đến Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên, hắn tiếp tục đem Tả Phi Bạch hai đùi cũng rậm gãy rồi. Mà giờ khắc này, Tả Phi Bạch trong miệng khí tức nứt quãng rồi, bất cứ lúc nào đều có tử vong khả năng. Tả Phi Bạch sắc mặt tái nhợt dường như vừa vặn chát phấn qua vách tường, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, trong lòng của hắn tràn đầy vô tận lửa giận,
trên thân thể đau đớn để vẻ mặt của hắn trở nên phá lệ dữ tợn. Hắn nhớ tới Diệp Thần Phong dáng dấp, trong lòng của hắn tự nói, lão tổ tông, ta cho ngài mất thể diện. Cách đó không xa Trình Kình Thiên xem cuộc vui cũng xem đủ rồi, hắn có phần không nhìn được nói, Kiều Đức Mạnh, không nên chơi nữa, động thủ giải quyết tính mạng của hắn đi. Nghe vậy, Kiều Đức Cường lần thứ hai nâng lên chân của mình, lúc này chân của hắn là nhắm ngay Tả Phi Bạch đầu. Tả Phi Bạch thật chặt nhắm hai mắt lại, trong miệng dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh quát, lão tổ tông, Phi Bạch thật sự cho ngài mất thể diện. Kiều Đức già mồm rác hung tàn nụ cười càng ngày càng thịnh vượng, tại chân của hắn sắp dẫm đi xuống thời điểm. Tại cửa sơn cốc đột nhiên xuất hiện một trận sóng năng lượng. Ba cái màu trắng cự long từ cửa sơn cốc tràn vào, cực kỳ nhanh chóng hướng về Kiều Đức Cường đánh tới. Tình cảnh này phát sinh quá đột nhiên. Cho tới ở đây bất luận người nào đều chưa kịp phản ứng. Kiều Đức Cường đang nhìn đến hướng về chính mình tấn công tới ba cái màu trắng cự long, hắn giơ lên chân hơi dừng lại một chút, hắn không để ý tới đem Tả Phi Bạch đạp cho chết rồi, lấy ba cái màu trắng cự long tốc độ, hắn hiện tại hoàn toàn là không cách nào tránh qua. Một bóng người màu đen cũng sát theo đó xuất hiện tại cửa sơn cốc, bóng đen này chính là Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem nằm trên mặt đất thượng khí tức đứt quãng Tả Phi Bạch, hắn cũng nghe đến Tả Phi Bạch liều mạng sức mạnh tiếng gào rồi, bên trong thân thể của hắn lửa giận đang không ngừng đi lên kéo lên, lại kéo lên. Trong tay nắm thật chặt Thanh Vân Kiếm. Tả Phi Bạch đem hắn Diệp Thần Phong cho rằng của mình lão tổ tông tới đối xử, như vậy Diệp Thần Phong tự nhiên cũng là coi Tả Phi Bạch là làm vãn bối của mình tới đối xử. Vãn bối của mình bị người giậm gãy tứ chi, thậm chí thiếu một chút chết rồi. Này làm cho Diệp Thần Phong làm sao có thể không giận. Chương 1698, người quá yếu. Trước đó Diệp Thần căn cứ màu xanh lam ngọc bội cảm ứng, hắn một đường tới chỗ này sơn cốc phụ cận, hắn liền phát hiện trong sơn cốc không được bình thường, cho nên, Diệp Thần Phong thu lại khí tức thận trọng tới gần sơn cốc, khi hắn đi tới cửa sơn cốc thời điểm, hắn đúng dịp thấy Kiều Đức Cường chuẩn bị yếu đạp nát Tả Phi Bạch đầu. Thế là, Diệp Thần Phong không lại hết sức thu lại hơi thở, bởi vì Long Tường Cửu Thiên thi triển tốc độ là nhanh nhất, cho nên Diệp Thần Phong ngay đầu tiên liền thi triển một chiêu này. Oanh! Bởi Diệp Thần Phong công kích quá mức đột nhiên, ba cái màu trắng cự long chính xác hướng đánh vào Kiều Đức Cường trên người. Ba cái màu trắng cự long mang theo Kiều Đức mạnh thân thể đụng vào sơn cốc trên vách đá. Trong lúc nhất thời, đá vụn 4P, cho bụi tràn ngập. Đợi đến cho bụi tiêu tan sau. Chỉ thấy sơn cốc trên vách đá xuất hiện một cái cực kỳ to lớn hố, Kiều Đức mạnh thân thể trực tiếp bị xung kích đã đến vách đá nội bộ đi rồi. Mà ở Kiều Đức Cường được Long Tường Cửu Thiên đánh trúng đồng thời, cầm trong tay Thanh Vân Kiếm Diệp Thần Phong, hắn cũng đi tới Tả Phi Bạch bên cạnh, nguyên bản vốn đã nhắm mắt lại chờ chết Tả Phi Bạch, hắn lần thứ hai mở mắt ra, hắn kích động nhìn Diệp Thần Phong, hắn còn muốn nói chuyện, nhưng một há mồm ra, tiên huyết liền từ trong miệng của hắn chảy ra, xem ra Tả Phi Bạch thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Thần Phong lập tức phong bế Tả Phi Bạch trên người mấy chỗ huyệt đạo, tạm thời đem Tả Phi Bạch này một hơi cho bảo vệ, thân là luyện dược sư Diệp Thần Phong, chỉ cần Tả Phi Bạch còn sống, hắn liền có biện pháp để Tả Phi Bạch khôi phục. Nhìn xem ngực máu thịt be bét, tứ chi toàn bộ được rậm gãy Tả Phi Bạch, Diệp Thần Phong nói ra, Phi Bạch, người trước không cần nói chuyện. Hôm nay lão tổ tông ta nhất định giúp ngươi đòi lại khẩu khí này. Diệp Thần Phong đỡ Tả Phi Bạch đi tới Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên bên cạnh, Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên thương thế muốn so Tả Phi Bạch nhẹ hơn rất nhiều, cho nên hai nữ nhân này tạm thời cũng không cần Diệp Thần Phong trị liệu. Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên chậm rãi hồi phục thần trí, Du Thủy Giao kinh ngạc nói, Diệp Thần Phong, thực lực của ngươi bước vào tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Lý Nghiên Nghiên cũng liền vội vàng nói, ngươi không nên tới nơi này. Chúng ta biết chiến lực của ngươi rất mạnh, thực lực hôm nay cũng đến tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ rồi, thế nhưng thực lực của những người này vượt quá tưởng tượng của ngươi, bọn hắn cũng không phải ngươi bây giờ có thể đối phó, ngươi không cần quản chúng ta, ngươi mau chóng rời đi đi. Du Thủy Giao cũng tiếp tục nói, không sai, Diệp Thần Phong, ngươi mau chóng rời đi, những người này không phải ngươi có thể đối phó. Hiện tại cũng không phải thể hiện thời điểm. Diệp Thần Phong hoàn toàn không để ý đến Lý Nghiên Nghiên cùng Du Thủy Giao khuyên bảo, hắn nhìn xem Tả Phi Bạch thoi thóp một hơi dáng vẻ,
trong lòng của hắn lửa giận sẽ không ngừng bùng nổ. Mà đúng lúc này, từ vách đá to lớn hố trong, truyền ra một đạo âm trầm vô cùng âm thanh, muốn đi. Lại dám đánh lén ta Kiều Đực Cường, ngươi cho là mình trả đi được không? Ầm, ầm, ầm. Vách đá to lớn hố trong, ngược lại sụp xuống hòn đá dồn dập nổ tung, Kiều Đực Cường rõ ràng là từ hố bên trong đi ra. Tại vừa vặn ba cái màu trắng cự long muốn trùng kích tại Kiều Đực Cường trên người thời điểm, Kiều Đực Cường tuy rằng không kịp ngăn cản, nhưng hắn miễn miễn cưỡng cưỡng tại quanh thân tạo thành một tầng linh khí bảo vệ, bởi linh khí bảo vệ hình thành quá vội vàng rồi. Cho nên tại thừa nhận lấy Diệp Thần Phong Long Tường Cửu Thiên sau đó Kiều Đực Cường trên người chả là bị một ít bị thương ngoài ra. Chỉ thấy Kiều Đực Cường quần áo trên người toàn bộ phá lạn, lộ ra cái kia to lớn cường tráng vô cùng bắp thịt. Đương nhiên tại trên người hắn chả che kín một ít có thể thấy rõ ràng vết máu. Chuyên của tôi VN. Kiều Đực mạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn cực độ khó chịu nói ra, mới chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực. Tự coi như ngươi lĩnh ngộ một loại kiếm ý thì lại làm sao? Lấy thực lực của ngươi, muốn dựa vào vừa vặn kiếm ý giết chết ta, đây căn bản là chuyện không thể nào. Xa xa Trình Kình Thiên, Bàng Tinh Phàm cùng Kim Văn Kỳ ba người này, coi như là Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện đem Kiều Đực Cường đánh bay ra ngoài, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng chỉ hơi hơi dừng lại. Bởi vì tại Trình Kình Thiên đám người nhìn tới, vừa vặn Kiều Đực Cường được Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài, hoàn toàn là Diệp Thần Phong đánh lén duyên cớ. Về phần Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình hai nữ nhân này, các nàng đang nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó hai người bọn họ trên mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Các nàng ái mộ Thiệu Đực đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, bây giờ các nàng lại lựa chọn làm Trình Kình Thiên đám người nô bộc, tại hai người bọn họ trong mắt tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong tạo thành. Lý Nguyệt Sương nhất thời nhìn không được, người quát lên, Diệp Thần Phong, người đi chết đi cho ta. Người lập tức liền muốn đi bồi tiếp Thiệu sư huynh. Mai Đình Đình cũng không nhịn quát lên, Diệp Thần Phong, người cho là mình là người nào. Liền ngay cả Phệ Hồn Tông tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ thiên tài, tại chúng ta bốn người mặt chủ nhân trước cũng không có sức phản kháng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu Du Thủy Giao các nàng. Ngươi quả thực là tại si nhân nằm mơ. Trình Kình Thiên đám người đối với Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình tiếng quát, bọn hắn cũng không hề mở miệng quát bảo ngưng lại, Trình Kình Thiên nói ra Kiều Đực Mạnh, ngươi đến cùng có được hay không? Nếu như không được a hát, như vậy ta tự mình ra tay, ta cho ngươi ba thời gian 10 hơi thở, ngươi cho ta đem này không biết từ nơi nào nhô ra rác rưởi giải quyết xong. Nghe vậy, Kiều Đực Cường sắc mặt càng phát khó coi, hắn không ngừng vặn vẹo cái cổ cùng cánh tay, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, tự nói, xem ra bổn đại gia yếu quyết tâm được rồi. Mà Du Thủy Giao, Lý Nghiên Nghiên cùng Tả Phi Bạch ba người này, bọn hắn khi nghe đến Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình chào phúng âm thanh sau đó sắc mặt của bọn họ là càng thêm khó coi, đặc biệt là Thiên Âm môn đệ tử Du Thủy Giao. Nhưng, đúng lúc này, Kiều Đực Cường đối Diệp Thần Phong đã phát động ra công kích. Lúc này, Kiều Đực Cường thanh trước mắt hắn có thể bày ra tốc độ phát phung tới cực hạn, thân ảnh của hắn hoàn toàn dường như lơ lửng không cố định quỷ mị. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, Kiều Đực Cường thân ảnh liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, bàn tay phải của hắn nắm thành quyền đầu, thế như trẻ che một quyền hướng về Diệp Thần Phong đầu oanh kích mà đi rồi, quát lên, tiểu tử, chỉ bằng ngươi bực này thực lực, ngươi ngay cả tốc độ của ta cũng theo không kịp. Diệp Thần Phong tuy rằng nhìn rõ ràng Kiều Đực Mạnh động tác, nhưng là thân thể của hắn lại chậm một nhịp. Mắt thấy Kiều Đực Cường quả đấm gào thét mà tới. Diệp Thần Phong đầu xuất phát từ bản năng một bên. Ầm, một tiếng. Kiều Đực Cường quả đấm cuối cùng đã rơi vào Diệp Thần Phong trên bờ vai. Diệp Thần Phong vai trong nháy mắt tuôn ra một đoàn huyết hoa, răng rắc một tiếng, vai trái của hắn bảng có vỡ vụn dấu hiệu, dưới chân bước chân là liên tục lui về phía sau 5 bước. Cách đó không xa Du Thủy Giao đám người, bọn họ là gương mặt lo lắng, Diệp Thần Phong liền Kiều Đực Mạnh tốc độ cũng theo không kịp. Hắn làm sao có thể chiến thắng Kiều Đực Mạnh? Mà Trình Kình Thiên đám người gương mặt chuyện đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong căn bản không thể nào là Kiều Đực Cường đối thủ. Thân thể lui về phía sau 5 bước Diệp Thần Phong, hắn điều chỉnh một cái trong lỗ mũi hô hấp, hắn có thể đủ cảm giác được suốt Kiều Đực Cường các loại bên trong cơ thể đều áp chế một cỗ sức mạnh kinh khủng. Hắn tuy rằng rất hiếu kỳ Kiều Đực Cường các loại thân phận của người,
thế nhưng hiện tại hắn cũng biết cũng không phải truy cứu những người này thân phận lúc. Diệp Thần Phong đem nắm tại trong tay phải Thanh Vân Kiếm cắm vào trong lòng đất. Thanh Vân Kiếm rời tách tay. Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người phảng phất một trang giấy một loại. Tại Diệp Thần Phong đem Thanh Vân Kiếm cắm trên mặt rất thời điểm, Kiều Đức Cường lần thứ hai triển khai công kích, làm sao? Kiếm đều rời tay, lẽ nào ngươi muốn cầu xin tha thứ sao? Bất quá, tự coi như ngươi cầu xin tha thứ, hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết, ngươi thật sự là quá yếu. Theo người ngoài Diệp Thần Phong không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có Diệp Thần Phong tự mình biết thả xuống Thanh Vân Kiếm sau đó hắn tốc độ của mình là thật to tăng lên, tối thiểu có thể so với trước mặt Kiều Đức Cường hơn hẳn một bậc. Kiều Đức Cường thân ảnh không ngừng hướng về Diệp Thần Phong tới gần, mà Diệp Thần Phong thủy chung là đứng tại chỗ. Kiều Đức già mồm rác lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong là bị tốc độ của hắn cho sợ tráng váng, bàn tay phải của hắn giỏ ra, chỉnh bàn tay được một tầng màu đỏ rực bọc lại, không chút lưu tình hướng về Diệp Thần Phong đánh ra, viêm hỏa bạo. Tiểu tử, đi chết đi. Lúc này, Kiều Đức Cường thi triển viêm hỏa bạo toàn lực đánh ra, so với vừa vặn đối tả Phi Bạch thi triển viêm hỏa bạo phải mạnh hơn gấp mấy lần. Mắt thấy Kiều Đức mạnh bàn tay cách Diệp Thần Phong ngực càng ngày càng gần, Du Thủy Giao đám người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, mà Trình Kình Thiên đám người là bình thản cười cười một chút, về phần Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình nhưng là hưng phấn thân thể run rẩy. Mà đang ở tất cả mọi người hầu như cho rằng đại cục đã định thời điểm. Diệp Thần Phong thân thể lại trong chớp mắt động. Tại Diệp Thần Phong thân thể nhúc nhích trong nháy mắt, ở xung quanh hắn tạo thành nhất cổ mãnh liệt cơn lốc, Diệp Thần Phong tốc độ cực kỳ nhanh, tại Kiều Đức mạnh bàn tay yếu vỗ tới ngực của hắn lúc, hắn liền cực kỳ nhẹ nhõm tránh qua, bóng người xuất hiện tại Kiều Đức mạnh phía sau. Tất cả những thứ này phát sinh đều quá nhanh rồi. Thực lực quá yếu người là ngươi. Tại Kiều Đức Cường trong tai truyền vào câu nói này thời điểm, hắn chỉ cảm giác trên ót nhận lấy nhất cổ trọng lực. Chỉ thấy Diệp Thần Phong bàn tay phải đặt tại Kiều Đức mạnh trên ót. Một tiếng. Diệp Thần Phong trực tiếp thanh Kiều Đức mạnh chỉnh cái đầu ấn vào trong lòng đất. Diệp Thần Phong lãnh đạm nói, Phi Bạch, nếu hắn phế bỏ tứ chi của ngươi, như vậy ta sẽ phải mạng hắn, này làm công bằng. Tại đem Kiều Đức mạnh đầu theo như xuống mặt đất bên trong sau đó Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen, hắn chỉnh bàn tay trong nháy mắt được màu đỏ lôi điện cho bao trùm rồi. Xem ra hắn phải cho Kiều Đức Cường cuối cùng một đòn chí mạng rồi. Chương 1699, trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Ở đây không ai từng nghĩ tới, Diệp Thần Phong buông xuống Thanh Vân Kiếm sau, tốc độ của hắn hội đột nhiên tăng nhanh, thậm chí đã vượt qua Kiều Đức Mạnh, này làm cho xa xa Trình Kình Thiên đám người sắc mặt khẽ biến, tuy rằng bọn hắn đều thanh thực lực áp chế đã đến tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Bọn hắn khắp mọi mặt năng lực cũng trên diện rộng độ giảm xuống, thế nhưng Diệp Thần Phong mới chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, tốc độ của hắn làm sao có khả năng vượt qua Kiều Đức Cường. Phải biết Kiều Đức mạnh thực lực tuy nói áp chế ở tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng là tốc độ của hắn yếu xa vượt xa tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả. Bàn tay phải được màu đỏ lôi điện bao vây lấy Diệp Thần Phong, bàn tay của hắn nhanh chóng hướng về Kiều Đức Cường sau lưng vỗ xuống đi. Đầu được theo như trên mặt đất bên trong Kiều Đức mạnh, hắn khí thế trên người không ngừng kéo lên, sát ý vô tận từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra rồi, khí thế của hắn dường như muốn phá tan tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Long hổ sức lực, Kiều Đức Cường quanh thân tạo thành một đạo mang theo kình khí cuồng phong, đạo này cuồng phong đột nhiên hướng đánh vào Diệp Thần Phong trên ngực. Diệp Thần Phong không nghĩ tới đầu được theo như trên mặt đất bên trong Kiều Đức mạnh, đến lúc này hắn chả thậm chí có sức đánh trả. Diệp Thần Phong được màu đỏ lôi điện bao vây lấy bàn tay phải không kịp vỗ vào Kiều Đức Cường sau lưng lên, được cái này một đạo cuồng phong như thế tấn công một đòn, Diệp Thần Phong ngực nhất thời cảm giác thừa nhận lấy to lớn trọng lực, bên trong thân thể một trận huyết khí dâng lên, dưới chân bước chân không tự chủ được lui về phía sau ba bước. Mà Kiều Đức Cường đã đột nhiên đem đầu mình từ trong lòng đất sơ lên, chỉ thấy hắn chỉnh viên phía bên trên đầu che kín từng đạo vết rạn nứt, máu tươi từ vết rạn nứt bên trong sông ra. Kiều Đức Cường khí thế trên người càng ngày càng không ổn định rồi. Bên trong thân thể của hắn bị áp chế sức mạnh kinh khủng cũng biến thành xuẩn xuẩn dục động. Xa xa Trình Kình Thiên nhíu chặt mày lên, hắn nói ra, Kiều Đức mạnh,
khắc chế tốt ngươi sức mạnh trong cơ thể. Chỗ này trong bí cảnh không cho phép vượt qua tạo hóa cảnh sức mạnh tồn tại. Kiều Đức Cường nghe vậy, hắn mới bỗng nhiên thanh tỉnh một ít, hắn mơ hồ yếu vượt qua tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sức mạnh bình ổn lại, bất quá, hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong trong con ngươi lại tràn đầy căm giận ngút trời. Trình Kình Thiên lại nói, Kiều Đức Mạnh, ngươi lùi xuống đây đi. Hay là chờ chúng ta ra tay động thủ đi. Kiều Đức Cường vô cùng kiên định lắc đầu, nói ra, Trình Sư Huynh. Ta nhất định phải tự tay làm thịt tiểu tử này, ta dĩ nhiên liên tiếp được hắn tổn thương tới, này đối với ta mà nói quả thực là sỉ nhục. Nếu như không có áp chế thực lực lời nói, giống như vậy cái loại này huyền giới dế nhúi, ta chuyển tay ngón tay đều có thể bóp chết, ba người các ngươi đều không nên động thủ. Trình Kình Thiên biết Kiều Đức Cường là nhận lấy kích thích. Hắn cũng biết Kiều Đức Cường vừa vặn quá mức khinh địch. Thế là, hắn gật gật đầu, nói ra, ta cho ngươi cuối cùng thời gian ba hơi thở, nếu như tại ba cái hô hấp bên trong, ngươi không cách nào giải quyết tiểu tử này, như vậy ta liền yếu tự mình ra tay rồi. Kiều Đức Cường sắc mặt nộ đỏ một mảnh, hắn gật đầu lia lịa, trên mặt của hắn che kín vẻ dữ tợn. Trong cổ họng phát ra âm thanh âm trầm cực kỳ, vừa vặn ta cảm thấy lôi điện chi lực, ngươi đã yêu thích chơi lôi điện. Như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Kiều Đức Cường cánh tay phải vung lên, hắn trên cánh tay phải ống tay áo sớm liền biến thành mảnh vỡ, tay phải hắn cánh tay không gian chung quanh đột nhiên một trận vặn vẹo, sát theo đó, bùm bùm. Thanh âm không ngừng vang lên, hắn cả cánh tay phải cánh tay đều bị màu xanh ánh chớp cho tràn ngập rồi. Diệp Thần Phong thấy thế, bàn tay phải của hắn cũng lại độ một phen, màu đỏ lôi điện trong nháy mắt bọc lại bàn tay của hắn. Kiều Đức Cường tại cảm giác được Diệp Thần Phong bàn tay lôi điện chi lực sau, khóe miệng hắn cười gần càng ngày càng nồng nặc, hắn quát lên, tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Cùng ta chơi lôi điện, ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Thập Phương sấm dậy, Kiều Đức Mạnh cả cánh tay phải cánh tay trong dây lát phồng lớn, từng cái dường như con giun y hệt tráng kiện gân xanh, tại trên cánh tay của hắn hiển lộ ra, tràn ngập hắn cả cánh tay phải cánh tay màu xanh lôi điện. Đang nhanh chóng hướng về Kiều Đức Mạnh bàn tay phải hội tụ, bàn tay phải của hắn thượng lôi điện chi lực kinh hãi cực kỳ. Trình Kình Thiên bọn bốn người thấy cảnh này sau, xấu xí Bàng Tinh Phàm nói ra, lúc này Kiều Đức Cường là quyết tâm được rồi, một chiêu này thập phương sấm dậy đủ để miểu sát luân hồi cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, tiểu tử này nên tính là địa huyền giới đỉnh cấp thiên tài, bất quá, cho dù như thế, hắn cũng nhất định sẽ chết tại Kiều Đức Cường trong tay. Một bên Trình Kình Thiên cùng tướng mạo nhã nhặn Kim Văn Kỳ, hai người bọn họ là tán đồng gật gật đầu, trên mặt lần nữa nổi lên ý cười đến. Mà đứng tại Trình Kình Thiên đám người bên cạnh Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình hai người này, các nàng vừa vặn là lo lắng đề phòng, cho rằng Kiều Đức Cường bức chết ở Diệp Thần Phong trên tay, bây giờ trong lòng các nàng cũng là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhìn có chút hả hê nụ cười trở nên càng thêm thịnh vượng, các nàng đem Bàng Tinh Phàm lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Có thể đem luân hồi cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ nháy mắt giết chiêu thức, đối phó chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ Diệp Thần Phong là thừa sức được rồi. Tại Bàng Tinh Phàm lúc nói chuyện, Kiều Đức Cường bàn tay phải thượng là thanh sắc lôi quang lấp lóe, khủng bố lôi điện chi lực tràn ngập ở trong đó, một chiêu này tự ở bề ngoài xem ngược lại là cùng Diệp Thần Phong lôi đình giết có phần tương tự. Bất quá! Diệp Thần Phong bây giờ bàn tay chỉ có thể chịu đựng liên tục lấy ra 8 lần cửu thiên huyền lôi lực lượng, hắn hiện tại lôi đình giết uy lực mạnh nhất có thể giết chết luân hồi cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Thế nhưng, Diệp Thần Phong lôi đình giết muốn so Kiều Đức Mạnh thập phương sấm dậy tốt hơn nhiều, dù sao chỉ cần theo Diệp Thần Phong thực lực tăng lên, bàn tay hắn có thể thừa nhận được lôi điện chi lực hội càng nhiều, cho nên lôi đình giết một chiêu này là có thể vô hạn thăng cấp. Hơn nữa thi triển lôi đình giết còn sẽ không tiêu hao trong cơ thể linh khí. Tay phải được màu xanh lôi điện bao vây lấy Kiều Đức Mạnh, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong không lùi mà tiến tới, hắn cũng hướng về Diệp Thần Phong tiến lên nghênh tiếp, trong miệng cười âm lãnh nói, tiểu tử, ngươi quá không tự lượng sức, chỉ bằng ngươi trên bàn tay lôi điện chi lực, ngươi cho rằng có thể chống đỡ được của ta thập phương sấm dậy sao? Ngươi quả thực là si nhân nằm mơ. Mà cách đó không xa không cách nào từ mặt đất đứng lên Du Thủy Giao đám người, bọn hắn vừa nãy cũng cho rằng Diệp Thần Phong muốn giết chết Kiều Đức Mạnh, ai biết hiện trường cục diện biến đổi liên tục, Du Thủy Giao đám người tuy rằng bị thương thế nghiêm trọng, nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được thập phương sấm dậy power,
Diệp Thần Phong trên tay phải màu đỏ lôi điện chi lực căn bản vô pháp chống đối thập phương sấm dậy. Xu Thủy Giao khẽ kêu nói, Diệp Thần Phong, ngươi mau tránh ra, tốc độ của ngươi nhanh hơn hắn, ngươi không cần muốn cùng hắn cứng đối cứng, hắn một chiêu này e sợ luân hồi cảnh nhị trọng thiên cao thủ cũng không ngăn được, ngươi không cần chịu chết uổng rồi. Lý Nghiên Nghiên cũng lo lắng quát lên, ngươi vẫn là nhanh lên ly khai đi. Lấy tốc độ của ngươi ngươi nên có chạy khỏi nơi này phương pháp xử lý, chờ sau này ngươi lại tại sao chúng ta báo thù. Tả Phi Bạch cũng muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng hắn thật sự là quá hư nhược rồi. Trình Kình Thiên đám người nghe Du Thủy Giao đám người tiếng kêu gào, trên mặt bọn họ tự kiêu là càng thêm nồng nặc, bọn hắn yêu thích loại này cao cao tại thượng cảm giác. Không ngừng cùng Diệp Thần Phong đến gần Kiều Đực Mạnh, hắn được màu xanh lôi điện bao vây lấy bàn tay phải, hướng phía trước mãnh liệt tìm tòi, hướng về Diệp Thần Phong đập tới. Mà Diệp Thần Phong đang chủ động tới gần Kiều Đực Mạnh hơn Trình Trung, hắn đang không ngừng lấy ra trong óc cửu thiên huyền lôi sức mạnh. Ở những người khác không có chú ý thời điểm, bao vây lấy Diệp Thần Phong bàn tay màu đỏ lôi điện đang không ngừng trở nên nồng nặc, tại lấy ra đến lần thứ 8 sau. Diệp Thần Phong bàn tay phải thượng màu đỏ lôi điện điên cuồng đan vào với nhau, nhất cổ so với thập phương sấm dậy càng thêm sức mạnh kinh khủng từ đó tản mát ra, mà Diệp Thần Phong tay phải ra thịt cũng trở nên hơi cháy đen rồi, bàn tay phải bên trong xương cũng là từng trận đâm nhói. Theo Diệp Thần Phong trên tay phải màu đỏ lôi điện không ngừng lớn mạnh, người ở chỗ này cũng rốt cuộc phát hiện biến hóa này, Trình Kình Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hắn trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng, hắn quát lên, tiểu tử, ngươi cho dừng tay, ta có thể đáp ứng tha cho ngươi một mạng. Xem ra Trình Kình Thiên đã cảm thấy Diệp Thần Phong một chiêu này sức mạnh đáng sợ rồi. Diệp Thần Phong hoàn toàn không để ý đến Trình Dơ cao ý của trời. Bàn tay phải hướng về Kiều Đực Mạnh, bàn tay phải tiến lên nghênh tiếp. Kiều Đực Cường đương nhiên cũng nghe được Trình Kình Thiên thanh âm, hắn tuy rằng cảm thấy Diệp Thần Phong trên tay phải màu đỏ lôi điện biến hóa, thế nhưng hắn tuyệt đối không tin mình sẽ thua bởi một chỗ huyền giới rác rưởi. Trong cổ họng hắn điên cuồng gầm rú một tiếng, a hát. Ta sẽ không thua ngươi, ngươi chết đi cho ta. Bao quanh màu đỏ lôi điện bàn tay, bao quanh màu xanh lôi điện bàn tay. Hai bàn tay lẫn nhau đụng vào. Kiều Đực Cường sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, chỉ thấy trên tay phải của hắn màu xanh lôi điện, lập tức toàn bộ được Diệp Thần Phong trên tay phải màu đỏ lôi điện cắn nuốt mất rồi. Diệp Thần Phong được màu đỏ lôi điện bao vây lấy bàn tay phải thế như trẻ tre. Ầm, 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 thanh âm vang lên. Kiều Đực Mạnh cả cánh tay phải cánh tay nhanh chóng ở trong không khí nổ tung, mà Diệp Thần Phong tay phải cũng cực kỳ nhẹ nhõm phá vào Kiều Đực Mạnh ngực trái. Nơi tay trưởng tiến vào Kiều Đực Mạnh ngực, sau đó Diệp Thần Phong lập tức đem lôi điện chi lực thu hồi, bàn tay phải của hắn chính xác đem Kiều Đực Cường trái tim nắm trong tay, cười nói cùng ta chơi lôi điện. Ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi, câu nói này hẳn là ta nói với ngươi, chuẩn bị kỹ càng đi gặp Diêm Vương ra đi. Kiều Đực Cường rõ ràng cảm giác buồng tim của mình được Diệp Thần Phong nắm trong tay rồi, hắn thân là thiên huyền giới người, trên đất huyền giới rác rưởi trước mặt. Hắn dĩ nhiên thua triệt để như vậy, hắn quát lên, không thể, ta sẽ không thua, nếu như không có áp chế thực lực, ta chuyển tay ngón tay là có thể nắm ngươi chết bầm. Tiểu tử, nếu như ngươi dám hạ sát thủ, như vậy ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Trình Kình Thiên tức giận quát, hắn nhẹ như mây gió hoàn toàn biến mất rồi, trong lòng của hắn cũng bốc lên lửa giận, nhưng hắn không kịp ngăn cản Diệp Thần Phong rồi. Xì xì, một tiếng. Diệp Thần Phong trực tiếp đem Kiều Đực Cường trái tim cho bóp nát rồi, hắn đem tay phải từ Kiều Đực Mạnh bên trong thân thể rút ra, bỏ rơi một ít phải máu trên tay tích. Mà Kiều Đực Cường ở tim được bóp nát trong nháy mắt, hắn liền hoàn toàn tắt thở. Trình Kình Thiên thấy Diệp Thần Phong bỏ qua sự uy hiếp của hắn, sắc mặt của hắn là một mảnh tái nhợt, hắn nổi giận đạo được, rất tốt, ngươi chuẩn bị chịu đựng ta Trình Kình Thiên lửa giận đi. Bây giờ đã đến không chết không thôi mức độ. Diệp Thần Phong biết nhất định muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi, may là trong biển ý thức của hắn có hai đạo ngưng tụ mà thành tán lôi, cái này hai đạo tán lôi đều có đánh chết luân hồi cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ power. Diệp Thần Phong mi tâm ánh sáng xanh lục lấp lánh, hắn bắt đầu điều động hai đạo lục sắc tán lôi rồi, hắn bình tĩnh nói ta mặc kệ các ngươi là ai. Các ngươi đã chọc tới ta Diệp Thần Phong trên đầu tới, như vậy các ngươi liền tất cần phải cho ta trả giá xứng đáng một cái giá lớn.
Chương 1700, tạm thời bình tức. Diệp Thần Phong có thể cảm giác được Trình Kình Thiên, Bàng Tinh Phàm cùng Kim Văn Kỳ ba người này, bên trong cơ thể của bọn họ áp chế sức mạnh so với Kiều Đực Cường còn kinh khủng hơn, cho nên nói, được Diệp Thần Phong giết chết Kiều Đực Mạnh, hẳn là trong bốn người này thực lực yếu nhất. Hiện tại Diệp Thần Phong trong lòng là tràn đầy rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng không cho phép hắn nhiều suy nghĩ cái gì, hắn biết lấy thập giai bất khuất kiếm ý cùng thần thú phá thiên các loại chiêu thức, căn bản vô pháp muốn những người này mệnh, hắn hiện tại nhất định muốn lấy trong óc hai đạo tán lôi tiên giải quyết hai người, như vậy hay là hắn có thể cú bính suốt cái một tia hy vọng đến. Diệp Thần Phong lời nói truyền vào Trình Kình Thiên đám người trong tai sau, Trình Kình Thiên ba người trên mặt dường như màu gan heo, bọn hắn thân là thiên huyền giới người, lại bị địa huyền giới người xem thường. Khẩu khí này chắn cho bọn họ yếu hộc máu. Mãnh liệt thật khí thế từ Trình Kình Thiên trong cơ thể bạo phát, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, hy vọng ngươi sau đó trước sau như một như thế mạnh miệng. Mà xấu xí Bàng Tinh Phàm cũng quát lên, tự đại, ngông cuồng, quả thực là vô pháp vô thiên, các ngươi cái loại này huyền giới hạ đẳng người tu luyện. Dáng dấp nhã nhặn Kim Văn Kỳ, trên mặt hắn tràn ngập không thích, hắn lạnh lẽo nói ra, tiểu tử, trên đất huyền giới ngươi hay là thiên tài, nhưng nếu không phải ở nơi này nhất định muốn áp chế thực lực, ngươi ngay cả nói với chúng ta tư cách cũng không có. Trình Kình Thiên, Kim Văn Kỳ cùng Bàng Tinh Phàm ba người này, bọn hắn dĩ nhiên đồng thời đối Diệp Thần Phong động thủ. Mà Diệp Thần Phong mi tâm màu xanh lục ánh chớp lấp lóe, hắn trong nháy mắt đem hai đạo lục sắc tán lôi phóng thích ra ngoài. Cái này hai đạo lục sắc tán lôi hướng về Bàng Tinh Phàm cùng Kim Văn Kỳ bổ xuống, hai người bọn họ so với Trình Kình Thiên rời đi Diệp Thần Phong gần. Lần sau Trình Kình Thiên tại ba người này chung khí thế mạnh nhất, Diệp Thần Phong lo lắng màu xanh lục tán lôi phách không chết Trình Kình Thiên. Đương nhiên Kim Văn Kỳ thật khí thế chỉ so với Trình Kình Thiên yếu hơn một tia, thực lực yếu nhất chính là Bàng Tinh Phàm. Hai đạo khí thế kinh người màu xanh lục tán lôi đột nhiên xuất hiện. Trình Kình Thiên dưới chân bước chân hơi dừng lại một chút, hắn không còn dám hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi. Về phần Kim Văn Kỳ cùng Bàng Tinh Phàm là hoàn toàn bị màu xanh lục tán lôi cho bao phủ lại rồi. Hai người bọn họ nhìn xem hướng chính mình bổ xuống màu xanh lục tán lôi, hai người bọn họ là thay đổi sắc mặt, bọn hắn căn bản là muốn tránh cũng không được, trước sau trái phải đều bị màu xanh lục tán lôi cho bao phủ ở bên trong rồi. Hai đạo lục sắc tán lôi tốc độ cực kỳ cực kỳ. Oanh, oanh, hai tiếng. Bàng Tinh Phàm được màu xanh lục tán sét đánh trúng đầu nháy mắt, cả người hắn đột nhiên bắt đầu run rẩy, quần áo trên người toàn bộ biến thành cho tàn. Da trên người cũng biến thành cháy đen một mảnh. Miệng cùng trong lỗ mũi hô hấp trong nháy mắt đứt đoạn mất, cả người là thẳng tắp hướng về trên mặt đất đổ tới rồi. Mà Kim Văn Kỳ tại màu xanh lục tán lôi sắp bổ chúng hắn thời điểm, trên người hắn nổi lên một tầng màu trắng vầng sáng. Tầng này bạch sắc quang ngất đem màu xanh lục tán lôi power ngăn cản rất nhiều. Bất quá, Kim Văn Kỳ tuy rằng tránh thoát vừa chết, nhưng dáng dấp của hắn lại cực kỳ chật vật. Bên trong thân thể rõ ràng cho thấy bị nội thương. Này Kim Văn Kỳ trên người khẳng định bí bảo. Hắn vừa vặn là liều lĩnh thúc dục bí bảo. Tại thực lực áp chế sau đó trên người bọn hắn bí bảo cùng bí thuật đều không thể thi triển. Thế nhưng, Kim Văn Kỳ thân phận không bình thường. Hắn hiểu được làm sao mạnh mẽ thôi thúc bí bảo. Trên trời huyền giới thời điểm, bởi vì Trình Kình Thiên đã cứu hắn một mạng, cho nên hắn mới đi theo Trình Kình Thiên bên người. Nếu bàn về thực lực lời nói, hắn Kim Văn Kỳ cũng không so với Trình Kình Thiên kém bao nhiêu. Về phần Bàng Tinh Doanh Phàm thì phải không hiểu bất kỳ mạnh mẽ thôi thúc bí bảo phương pháp xử lý. Cho nên hắn là trực tiếp được màu xanh lục tán lôi đánh chết. Kim Văn Kỳ mạnh mẽ thôi thúc bí bảo, chỉ phát huy ra bí bảo một tia sức phòng ngự, nhưng này một tia sức phòng ngự lại triệt tiêu màu xanh lục tán lôi phần lớn sức mạnh, này mới khiến cho hắn còn sống. Nhưng là, mạnh mẽ thôi thúc bí bảo. Này làm cho bí bảo cũng đúng Kim Văn Kỳ sinh ra phản phệ, ngũ tạng lục phủ của hắn nhận lấy không giống trình độ thương thế, khóe miệng cũng không ngừng tràn ra tiên huyết đến, nếu như không phải chịu đến bí bảo phản phệ, đơn riêng chỉ là chịu đựng yếu bớt sức mạnh sau tán lôi, như vậy hắn còn không đến mức chật vật như vậy. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn hắn nhìn trên mặt đất Bàng Tinh Phàm thi thể. Này Bàng Tinh Phàm là kế Kiều Đực Cường sau cũng đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trong tay. Nguyên bản Trình Kình Thiên đám người cho rằng Diệp Thần Phong sẽ rất dễ đối phó,
nhưng hiện tại bọn hắn bốn người tiến vào nơi này, bây giờ đã là chết mất hai người rồi, này làm cho Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ cảm thấy cực độ uất ức. Bọn hắn nếu có thể khiến thi triển bí thuật cùng còn lại cường hãn chiêu thức, cho dù tại tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, bọn hắn cũng có thể tiện tay ép chết Diệp Thần Phong. Nhưng thực lực tại áp chế đến tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong sau đó Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ không chỉ có bí thuật cùng bí bảo không cách nào thi triển, liền ngay cả rất rất mạnh hung hãn chiêu thức cũng không cách nào thi triển, này hoàn toàn đem bọn họ cho trói buộc lại rồi. Diệp Thần Phong đang nhìn đến hai đạo lục sắc tán lôi, chỉ giải quyết xong Bàng Tinh Phàm một cái, mà Kim Văn Kỳ chỉ là bị trọng thương sau đó lông mày của hắn cũng chăm chú nhíu lại. Diệp Thần Phong biết Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ thực lực rất mạnh, trong biển ý thức của hắn hai đạo tán lôi cũng toàn bộ thả ra ngoài rồi, mà đạo kia khủng bố cửu thiên huyền lôi nhưng không có cách phóng thích, phải dựa vào lôi đỉnh sát tướng Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ giải quyết có phần khó khăn. Lần sau Du Thủy Giao, Tả Phi Bạch cùng Lý Nghiên Nghiên đều bị thương, nếu như cùng Trình Kình Thiên đám người lại giao tiếp tục đánh, hắn cũng không có niềm tin tất thắng, nếu như là một mình hắn tại nơi này. Như vậy hắn có lẽ sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng hắn nhất định muốn cân nhắc đến Du Thủy Giao đám người. Diệp Thần Phong trong đầu chỉ là một chút một suy tư, hắn liền muốn ra một cái biện pháp thoát thân, trên mặt hắn cố ý lộ ra khinh thường biểu hiện, quát lên, không là muốn để cho ta sống không bằng chết sao. Các ngươi hiện tại có thể tới rồi, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai bảo ai sống không bằng chết. Diệp Thần Phong mặc dù không cách nào khống chế trong óc đạo kia cửu thiên huyền lôi, bất quá, hắn là có thể lấy ra trong đó sức mạnh. Diệp Thần Phong đem lấy ra cửu thiên huyền lôi sức mạnh tập trung vào mi tâm, hơn nữa hắn tận lực để cửu thiên huyền lôi khí thế khủng bố từ mi tâm thả ra ngoài. Diệp Thần Phong mi tâm tại tích lũy 5 lần cửu thiên huyền lôi sức mạnh sau đó hắn cũng cảm giác mi tâm từng đợt đau nhói. Mà Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ đang nhìn đến. Diệp Thần Phong mi tâm đan vào màu đỏ lôi điện, cùng với cảm ứng được từ Diệp Thần Phong mi tâm tán đi ra ngoài khủng bố lôi điện khí tức sau. Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi, chúng ta cảm nhận được lôi điện khí tức, so với vừa vặn màu xanh lục tán lôi điện chi lực đều phải mạnh, lấy bọn hắn bây giờ sau khi áp chế thực lực, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhìn xem Diệp Thần Phong trên mặt cực kỳ khinh thường dáng dấp, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ trong lòng bọn họ sinh ra ý lui, hai người bọn họ không muốn mạo hiểm nữa, nếu như chết ở địa huyền giới người tu luyện trên tay, này đối với bọn hắn tới nói quá uổng phí rồi, nếu như tại không có áp chế thực lực dưới tình huống, như vậy hai người bọn họ căn bản sẽ không thanh Diệp Thần Phong loại này run rế để ở trong mắt. Trình Kình Thiên đang cùng Kim Văn Kỳ liếc nhau một cái sau, bọn hắn nhanh chóng xốc lên Kiều Đực Cường cùng Bàng Tinh Phàm thi thể. Trình Kình Thiên lên cơn giận dữ quát lên, tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý, ta sớm muộn cũng sẽ để ngươi chết trên tay ta. Nói xong, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ thân ảnh liền nhanh chóng biến mất ở trong sơn cốc. Đang nhìn đến Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ thật sự trúng kế, Diệp Thần Phong mới thở phào nhẹ nhõm, đang xác định Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ sau khi rời đi, hắn dần dần thu hồi mi tâm màu đỏ lôi điện, mi tâm của hắn là đau đớn cực kỳ. Diệp Thần Phong biết sự tình là tạm thời dẹp loạn, mà không cách nào từ mặt đất đứng lên Du Thủy Giao đám người, bọn hắn từng cái đã sớm là trợn mắt hốc mồm. Tại Du Thủy Giao các loại trong mắt người, Trình Kình Thiên bọn hắn nắm giữ cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, coi như là luân hồi cảnh cao thủ gặp phải bọn hắn, chỉ sợ cũng là yếu tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng vừa vặn Diệp Thần Phong chỗ triển hiện tất cả, hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của bọn hắn. Nguyên bản Diệp Thần Phong cùng Kiều Đực Cường đối chiến, Du Thủy Giao đám người cho rằng Diệp Thần Phong phải thua, thậm chí là chết rồi, nhưng kết quả lại là Kiều Đực Cường chết rồi. Tại Kiều Đực Cường tử vong sau đó Trình Kình Thiên ba người vừa động thủ rồi, Du Thủy Giao bọn hắn cảm giác được xuất Trình Kình Thiên ba người thực lực, đều phải so Kiều Đực Cường cao hơn không ít, ba người đồng thời động thủ, Diệp Thần Phong chỉ có là chờ chết phần rồi. Nhưng kết quả đây... Còn không có đợi Trình Kình Thiên ba người bọn họ chạm vào Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong liền thả ra hai đạo tán lôi, đem Bàng Tinh Phàm cho giết chết, để Kim Văn Kỳ bị trọng thương. Cuối cùng ngông cuồng tự đại Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ dĩ nhiên chạy trối chết. Tất cả những thứ này hết thảy đều trùng kích Du Thủy Giao cùng Lý Nghiên Nghiên nội tâm, thậm chí biết Diệp Thần Phong bất phàm Tả Phi Bạch, hắn cũng là khiếp sợ không có gì để nói.
Về phần phản bội Du Thủy Giao, Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình hai người này, Trình Kình Thiên cùng Kim Văn Kỳ tự nhiên không để ý sống chết của các nàng rồi. Giờ khắc này, Lý Nguyệt Sương cùng Mai Đình Đình là ngây người như phỗng đứng ngay tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.